Chương 751, con cảm thấy thế nào?" Đường Tuấn lắc đầu, nói, "Nội lực xâm nhập ẩn sâu vào trong cơ thể, bình thường không xuất hiện ra, nếu như vận động mạnh thì mới bộc phát ra. Y học Việt Nam nói rằng bệnh đến như núi lở chính là đạo lý này. Người ra tay với con gái ông, ít nhất phải là võ giả cảnh giới chân khí trung kỳ. Chỉ có đạt tới cảnh giới chân khí thì mới có thể phóng nội lực ra bên ngoài, gieo vào trong cơ thể của người khác." nhìn thấy đường tuấn chậm rãi nói nói thật có vài chuyện thành đại hải không thể không tin tưởng mấy phần nói vậy thì làm sao bây giờ không có gì đường tuấn xua tay nói với cô gái đưa tay cô ra cô gái sớm đã nghe đến có chút ngây người người đàn ông trước mắt nói những thứ đã vượt quá nhận thức của thế giới quan mười mấy năm qua của cô nhưng nhìn bộ dạng đầy tự tin của đối phương cô dường như cũng bị lây nhiễm theo bất giác vươn tay ra đường tuấn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô gái mềm mại mịn màng, giống như một thỏi xà phòng loại thượng hạng, mang theo một mùi hương thơm tho nhẹ nhàng. Hơn nữa cô gái quanh năm luyện tập taekwondo, khiến cho làn da của cô càng nhăn nhó hơn, đàn hồi hơn. Quả nhiên, Đường Tuấn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô gái, đã lập tức cảm giác được một luồng nội lực ẩn giấu trong cơ thể của cô gái. Audio điện tử võ tấn bền Luồng nội lực này lạnh lẽo vô cùng, gần như là tảng băng ngàn năm không tan, không ngừng tản ra khí tức băng hàn lạnh đến thấu xương, những khí lạnh này theo huyết quản tuần hoàn khắp thân thể của cô. Thời gian dần trôi, thể chất của cô sẽ càng ngày giảm sút, thậm chí không sống được mấy năm. Sắc mặt Đường Tuấn lạnh lùng, trong lòng nhịn không được mà xuất hiện một tia sát ý. Thân là một cao thủ tông sư, vậy mà lại dám ra tay độc ác như vậy với một cô gái trẻ, kẻ này thật sự đáng chết. Này, thằng nhóc nhà cậu đừng có làm bộ làm tịch nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cô gái này. Một vị trưởng lão của núi Yên Tử nhìn thấy đường tuấn cầm tay của cô gái mãi không buôn thì lên tiếng châm chọc. Trương Tĩnh Hòa nghe đến ra đầu đều tê dần lên, vị này cũng không phải là người tốt gì, đây chính là đệ nhất tông sư thế gia giết người tùy tâm. Nhưng nghĩ đến mấy vị trưởng lão này khiến cho anh ta mất hết mặt mũi trước mặt đường tuấn, cho nên Trương Tĩnh Hòa cũng không muốn nhắc nhở. Đường Tuấn cứ như là không nghe thấy bất cứ lời nào, một luồng chân khí ôn hòa từ bàn tay chảy vào trong cơ thể cô gái, sau đó tìm được luồng âm khí băng hàn đang ẩn giấu trong đan điền của cô gái. Chân khí cuộn lại, luồng âm khí hàn băng kia đã bị chân khí của đường Tuấn bao vây lại. Đường Tuấn thu hồi chân khí của mình lại, bàn tay vừa vung lên, luồng nội khí kia mạnh mẽ rơi xuống đất, đóng băng một mét vuông trên sàn nhà. Thành Đại Hải nhìn thấy cảnh này thì đồng tử lập tức co rụt lại, không nghĩ tới trong cơ thể của con gái mình vậy mà lại có thứ như vậy. Được rồi, lúc này đường Tuấn mới đứng dậy. Thành Đại Hải có chút hoài nghi hỏi cô gái con cảm thấy thế nào. chương 752 mà đây cũng là sự thật. Ba vị trưởng lão của núi Yên Tử nháy mắt thấy 35 triệu tiền mặt từ trong tay chạy đi, sắc mặt nhất thời xanh mét. Cả ba người lúc này cũng đã bất chấp uy nghiêm của tiên sư, cùng nhau bao vây lại, vây quanh đường Tuấn. Sắc mặt của cả ba người đều lộ ra sát ý, muốn đem cái tên khốn này cắt đứt chuyện làm ăn đang tốt đẹp của bọn họ đánh một trận. Nhóc con, cậu là ai, dám lên núi Yên Tử làm càn sao?" Vị tông sư trưởng lão cầm đầu âm trầm nói. Đường Tuấn nhìn về ba người, nói tôi họ Đường. Ba người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhìn Trương Tĩnh Hòa ở bên cạnh, trong đầu đột nhiên hiện lên một tia sấm sét, sau đó thất thanh nói, "Hậu Thiên Đạo thể. Bây giờ mới biết thì đã muộn rồi." em mờ thanh nhàn nhạt, nhạt, của đường Tuấn vang lên bên tai ba người. Sau khi nói xong, bàn tay của đường Tuấn hạ xuống, ba vị trưởng lão của núi Yên Tử lúc này nhất thời như con diều bị đứt dây bay ra khỏi đại sành. Phốc một tiếng rơi xuống sàn đá xanh cứng rắn, sau đó cùng nhau phun ra một ngụm máu giả, khí tức thoáng cái trở nên uể oải. Cha con thành đại hải ở bên cạnh nhìn đến ngây người, đây chính là ba vị tiên sư của núi Yên Tử, nghe nói có thần thông thuật pháp, vậy mà lại bị người ta đánh bay ra ngoài tên họ đường nhà cậu, nơi này là núi yên tử, cậu dám ở đây làm bậy. Trưởng lão tông sư vất vả đứng dậy, lạnh lùng nhìn đường Tuấn. Vì sao không dám, các ông dám ở núi yên tử làm loại chuyện tay trời này, vậy tôi cũng không dám ra tay giết người sao. Đường Tuấn từ trong đại sảnh từng bước đi ra, thanh âm mang theo sát khí lạnh lùng. Thanh danh của hậu thiên đạo thể quả nhiên không tầm thường. Nhưng mà người của núi yên tử chúng tôi phạm sai lầm, thì nên dựa theo quy củ của núi yên tử chúng tôi mà xử lý, chỉ sợ là không làm phiền đến cậu. Lúc này, một thanh âm thanh lãnh như xương bỗng nhiên vang lên từ bên ngoài vào. Em mờ thanh nghe qua cảm giác còn ở rất xa, nhưng sau khi nói xong chữ cuối thì trong sân ngoài đại sảng đã có thêm một người nữa. Người này mặt trắng không dâu, nhìn qua không rõ tuổi tác, từ dung mạo nhìn thì giống như hơn 30 tuổi, nhưng đôi mắt kia của ông ta lại lóe ra loại cơ chí mà những người đã trải qua chuyện đau lòng mới có, cứ như ông ta cũng phải bảy tám tuổi. Thầy, Trương Tĩnh Hòa cúi chào. Chân nhân đương đại núi yên tử Trương Tín Chiết. Trương Tín Chiết mặc đạo bào màu vàng hạnh, trên đầu đội mũ nguyện bảy màu, ngũ quan rõ ràng, trên người có một khí thế thuộc về thần tiêu phiêu giật. Nếu như có người bình thường nhìn thấy, thì khẳng định sẽ cúi người khom lưng gọi một tiếng thần tiên sống. Mà đây cũng là sự thật. Mặc dù nhìn qua Trương Tín Chiết không hiểu võ đạo, trên người không có pháp lực hay chân khí dao động, trông không khác gì người bình thường lắm. Nhưng Đường Tuấn liếc mắt nhìn một cái đã nhìn ra khí cơ của ông ta ẩn rất sâu, nguyên khí trời đất quanh người ông ta. Thậm chí theo chuyển động hô hấp của ông ta mà mà di chuyển có tiết tấu. Cái này rõ ràng là đã mở ra trời đất trong cơ thể, đã đạt đến cảnh giới thần hải. Những nhân vật như vậy đặt trong thế tục không gọi là thần tiên thì là gì? Chương 753 xem ra quả nhiên là không sai. Khuôn mặt của Trình Vân Thiên lộ vẻ kinh ngạc không ngờ Trương Tín Chiết chỉ liếc mắt nhìn cô ta một cái, là đã có thể nhìn thấu được du vi của cô ta. Vốn dĩ với tu vi và thiên phú của mình, thì phải mất 2 đến 3 năm nữa cô ta mới có thể bước vào cảnh giới chân khí. Nhưng trong khoảng thời gian này được Đường Tuấn chỉ điểm cho không ít thứ, cho nên cô ta mới có thể rút ngắn thời gian này đến 2-3 lần. Đã sớm nghe nói mỗi một đời trưởng giáo của núi Yên Tử đều tu luyện thiên nhân, xem ra quả nhiên là không sai. Trình Vân Thiên lặng lẽ nhìn về phía Đường Tuấn, trong lòng thầm nghĩ, theo như lời của Trương Tĩnh Hòa, Trương Tín chiết 10 năm trước đã là cao thủ cảnh giới thần hải. Với tư chất của ông ta, chắc chắn sẽ không bỏ phí khoảng thời gian 10 năm này. Võ đạo đã không biết tiến xa đến đâu rồi, có khi đã tiến vào cảnh giới thần hải trung kỳ rồi. Đường Tuấn có thể là đối thủ của ông ta sao? Trương Tín chiết thuận miệng bình luận một câu, sau đó đem ánh mắt của mình nhìn lại về phía Đường Tuấn một lần nữa. Ông ta lạnh nhạt cười. Nói, đạo hữu này thân là Hậu Thiên Đạo thể, nhân vật lớn của đương thời, cần gì phải so đo với đám tiểu bối này. Sắc mặt của Trương Tĩnh Hòa ở bên cạnh tái mét, Đường Tuấn bằng tuổi với anh ta, nhưng lại có thể khiến thầy của anh ta dùng đạo hữu để xưng hô, xem như đối thủ cùng đẳng cấp. Bất chi bất giác lại thua Đường Tuấn thêm một đoạn. Đường Tuấn trêu chọc nói, vậy không biết Trương Chân Nhân định xử lý như thế nào đây? Trương Tĩnh Hòa phẫn huất nói, thầy của tôi nói rồi, bọn họ phạm sai lầm thì sẽ có quy củ của núi yên tử chúng tôi xử lý. Tại sao anh cứ thích nhúng tay vào? Chẳng lẽ anh cảm thấy có hậu thiên đạo thể là vô địch thiên hạ, có thể can thiệp vào chuyện của núi yên tử chúng tôi hay sao? Từ khi gặp đường Tuấn, anh ta vẫn bị đối phương đẻ ép. Lúc này khó khăn lắm trưởng giáo mới ra mặt, anh ta đương nhiên là muốn lấy lại một chút mặt mũi. Tính hòa, cầm miệng. Trương Tính Hòa vừa nói xong, Trương Tín Chiết đã trầm giọng quát nhìn Trương Tĩnh Hòa, trong mắt Trương Tín Chiết không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, nói thầy cứ tưởng rằng con có thể kiểm điểm lại bản thân sau trải nghiệm lần này, không nghĩ con vẫn cứ mãi u mê không tỉnh. Thầy, con, Trương Tĩnh Hòa có chút hoảng hốt. Sau hôm nay, con đến lưu thủ quan tu luyện thật tốt cho thầy. Nếu như tâm vẫn chưa vững chắc, vậy thì con cũng đừng xuống núi nữa. Trương Tín Chiết lạnh lùng nói. Vâng, Trương Tĩnh Hòa cũng chỉ có thể gập đầu đồng ý. Còn về phần ba người các người, Trương Tín Chiết nhìn về phía ba vị trưởng lão của núi Yên Tử đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói, dám làm ra chuyện làm nhục thiên sư đạo môn của tôi như vậy, thật đáng tội chết. Nhưng niệm tình mấy trăm năm nay các người có cống hiện không nhỉ cho thiên sư đạo, tôi tha cho các người một mạng. Bây giờ thu hồi lại pháp lực của các người, xem như là trừng phạt vậy. Ba vị trưởng lão của núi Yên Tử vốn nghe thấy Trương Tín Chiết nói muốn tha cho bọn họ một mạng, thì tản đá trong lòng như được hạ xuống nhưng mà sau khi nghe xong câu sau, cả ba người nhất thời cứ như bị sét đánh, lộ ra vẻ mặt cầu xin. Bọn họ sở dĩ có thể trở thành trưởng lão của núi Yên Tử, thậm chí là dở cho tác oai tác quái đến bành trướng như vậy chính là nhờ vào một thân pháp lực cao cường này. Bây giờ lại bị Trương Tín Chiết thu hồi lại, quả thực còn đau khổ hơn so với lấy mạng của bọn họ. Trương Tín Chiết lại không hề để ý, bàn tay của ông ta nắm lại, ba đạo phù văn lóe ra vẻ trong suốt nhanh như sấm chớp chui vào mi tâm của ba vị trưởng lão cả người cả ba người nhất thời run rẩy lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ sám cho. Một lát sau, trên người ba người bọn họ không còn một tia pháp lực nào dao động, không khác gì người bình thường cả. chương 754, tôi rất muốn thử xem. Đúng là là thuật một tay phong ấn. Trương tín chiết quả nhiên không hổ là trưởng giáo chân nhân của núi Yên Tử, chỉ cần dựa vào thủ đoạn này, chỉ sợ ông ta đã đạt đến cảnh giới thần hải trung kỳ. Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Anh đương nhiên hiểu được, một màn này của Trương Tín Chiết cũng là đang cảnh cáo anh. Từ hôm nay trở đi, ba người các người không còn là trưởng lão núi Yên Tử của tôi nữa, bắt đầu quét sân ở địa đạo đồng. Nếu trong vòng 10 năm không phạm sai lầm, thì tôi sẽ khôi phục lại pháp lực của các người. Trương Tín Chiết thu hồi bàn tay lại, bình tĩnh nói. Vâng, nhìn thấy Trương Tín Chiết cũng không thật sự phế bỏ bọn họ, ba vị trưởng lão cuối cùng cũng thở dài một hơi. Chỉ là trong lòng càng thêm oán hận với Đường Tuấn. Nếu như không phải tại anh, ba người bọn họ sao có thể thê thảm đến như vậy được? Đường Đạo Hữu có hài lòng với việc này không? Trương Tín chiết cười hỏi. Đường Tuấn mỉm cười gật đầu. Đạo Hữu lần này đến đây, không biết vì chuyện gì đây? Trương Tín chiết bỗng nhiên hỏi. Đường Tuấn chỉ vào Trương Tĩnh Hòa, nói anh ta đồng ý với tôi, để tôi vào tàng thư các của núi Yên Tử xem một chút. Trương Tín chiết cứ như không biết cái gì, cười nói: mặc dù tính hòa là môn đồ của núi yên tử chúng tôi, nhưng nó không có quyền hạn để đồng ý loại yêu cầu này. Còn nữa, tàng thư các là gốc rễ căn cơ của núi yên tử sừng sững ngàn năm, trong đó có liên quan đến truyền thừa đạo thống nhất mạch của thiên sư đạo chúng tôi. Từ xưa đến nay chưa bao giờ cho người vào quan sát. Nếu như đạo hiếu là muốn tu đạo, vậy thì tôi có thể đưa cho đạo hiếu mấy cuốn sách cổ tu đạo. Đường Tuấn cười khẽ, nói, xem ra, hai người định nuốt lời sao. Trương Tín chiết lạnh lùng nói, điều kiện của đạo hữu quá hà khắc rồi, đổi cái khác đi. Đường Tuấn lắc đầu, nói, nếu đã như vậy, vậy thì núi yên tử các ông chỉ có thể đổi một vị tiểu thiên sư khác mà thôi. Cậu dám? Trương Tín chiết quát nhẹ một tiếng. Theo một tiếng quát khẽ này, trên không trung lại nổ ra một đợt sấm sét, trong âm thanh mang theo cảm giác không thể nghi ngờ, là tiên nhân đang chất vấn kẻ phàm nhân. Tôi có gì mà không dám? Đường Tuấn bước lên trước một bước giọng nói lạnh lùng. Sắc mặt của Trương Tín chết lạnh lùng, mí mắt khẽ rũ xuống, chân khí pháp lực trên người dao động, 300 năm trước Hàn Nhật Long cũng không dám làm loại chuyện như thế này, đạo hữu thật sự muốn đối địch lại núi yên tử chúng tôi sao? Tôi rất muốn thử xem, Đường Tuấn cười khẽ. Ha ha, vậy thì để tôi lĩnh giáo bản lĩnh của đạo hữu, xem hậu thiên đạo thể có thật sự vô địch như lời đồn hay không. Giọng nói của Trương Tín chiết mang theo sát ý, chương 755 thì ra đây mới là đạo tạng thật sự. Thì ra đây mới là đạo tạng thật sự, quả nhiên là chữ như châu Ngọc, khó trách chưa từng nghe nói có đại thiên sư thế hệ nào của núi Yên Tử ngộ ra đạo Pháp từ trong đó. Đường Tuấn thì thào nói, nếu để bọn người thiên sư đạo của núi Yên Tử biết được bí mật của đạo tạng, chắc chắn sẽ không để đạo tạng trong tàng kinh các, chứ đừng nói là để đường Tuấn công khai xem qua. Có lẽ đối với bọn họ, đạo tạng mang tính biểu tượng nhiều hơn, trong truyền thuyết nói khởi đầu của tất cả đạo pháp đều không tồn tại cũng chính vì như vậy mới có được cơ duyên ngày hôm nay của đường tuấn nhưng mà vẫn không nghĩ ra được cách để phá vỡ sự trói buộc của thân xác sắc mặt đường tuấn hơi thay đổi kiến thức hiện tại của anh thậm chí còn vượt qua tổng nhiều thế hệ tổ sư của núi yên tử cộng lại nhưng vẫn không nghĩ ra cách thoát khỏi sự trói buộc của đạo thể có thể thấy được sự trói buộc của đạo thể vững chắc như thế nào anh xoa ấn đường ngọc trụ vẫn lơ lửng trong thức hải không có bất kỳ động tính nào. Vốn dĩ anh cho rằng Ngọc trụ chỉ là vật tưởng niệm của Tổ sư Đường Phúc, tuy rằng uống vào huyết quả giúp anh luyện thành đạo thể, nhưng anh vốn cũng không quan tâm lắm. Bây giờ xem ra, lại chính là bảo vật, nếu không có Ngọc trụ, hôm nay anh cũng không thể có được thu hoạch như vậy. Trong lòng anh có rất nhiều câu hỏi, nhưng không ai có thể giải đáp được. Ngọc trụ đi cùng Tổ sư Đường Phúc, thời gian trôi qua quá lâu, sợ là trên đời này không ai có thể tìm ra đáp án tâm trí anh chuyển động, một loạt âm thanh trào dâng trong cơ thể anh, như thể các vị thần cổ đại đang đánh chống thiêng, lại giống như đội quân đang tấn công, mang theo sức mạnh và ý chí bất diệt. Đường Tuấn khẽ cao mày. Kể từ khi anh tu luyện võ đạo, những gì anh học được và tu luyện có hơi hỗn loạn. Hình ý, bát quái, thái cực, rất nhiều loại võ đạo anh đều đã từng tiếp xúc và luyện tập, những thứ này dĩ nhiên đã giúp anh mở mang kiến thức, nhưng đồng thời cũng khiến võ đạo của anh không thuần khiết, vô hình chung đã tạo thành hạn chế cho anh. Trong võ đạo nếu muốn thẳng tiến không lùi, phải dựa vào hai chữ thuần khiết. Lúc đầu Đường Tuấn vẫn chưa nhận ra quan hệ lợi hại trong đó, nhưng lần này sau khi đọc qua nhiều kinh sách, nắm được 99 chữ đạo, trong lòng anh mới dần dần sáng tỏ, đã có được một hệ thống tu luyện và mạch võ đạo hoàn chỉnh. Tích hợp thông hiểu nhiều môn võ học, trở thành cái của riêng mình. Ban đầu tôi đã tu luyện kết hợp công pháp điểm mạnh của nhiều môn võ, nhưng từ nay về sau, tôi đã bước lên một con đường mới, mặc dù không hiểu biết, nhưng lại có hy vọng sẽ thành công. Đường Tuấn có cảm giác, sức mạnh trước kia của anh phần nhiều là dựa vào uy lực của đạo thể, phương pháp có chút đơn lẻ. Nhưng sau ngày hôm nay, võ đạo và thuật pháp của anh đều đã đứng hàng đầu so với những người cùng lứa, không thua kém gì những thiên tài xuất thân danh ra đại phái như Mục Phương, Trương Tĩnh Hòa, xét về tiềm năng thì anh còn vượt xa bọn họ, có cơ duyên được nhìn thấy võ đạo tuyệt đỉnh có rất nhiều năng lực tiềm tàng và thần kỳ trong cơ thể con người, nhưng đa số mọi người đều không biết cách mở khóa chúng. Mà việc tu luyện võ đạo, chính là đang dần dần mở ra những kho tàng này. Nhưng tốc độ tiến hóa này rất chậm, những cao thủ cảnh giới thần hải dày công tu luyện gần trăm năm cũng không mở ra được bao nhiêu, như một thế giới nhỏ trong cơ thể, lăng không hư độ đẳng có thể một trong những kho tàng trong cơ thể. Audio điện tử võ tấn bền chương 756 Phúc Hữu Thi Thư Khí Tự Hoa. Hai mắt bắn ra lửa, một tay rời núi, thậm chí ngay cả trường sinh bất diệt trong truyền thuyết cũng đều là thần thông. Nhưng biết là một chuyện, làm được lại là một chuyện khác. Bất kể là kinh sách hay là 99 chữ, cũng chỉ khiến đường Tuấn có xác suất mở kho tàng trong cơ thể cao hơn những người khác một chút mà thôi. Còn về việc có thể nắm bắt và mở rộng ưu thế này hay không, còn phụ thuộc vào tạo hóa và chính nỗ lực của mình cũng giống như Trương Tĩnh Hòa, anh ta chắc chắn không thua kém Mục Phương về tư chất, cộng thêm xuất thân từ võ đạo đại phái như Thiên Sư Đạo, nhưng vì kiêu căng ngạo mạn dẫn đến như ếch ngồi đáy giếng, tụt lại phía sau Mục Phương, thậm chí cả đời còn lại cũng không thể đuổi kịp. Bây giờ Đường Tuấn đã phần nào hiểu được nguồn gốc tư chất đặc thù của mình, rất có thể bẩm sinh đã khai phá được kho tàng trong cơ thể, vì vậy bọn họ mới có đủ loại năng lực tách biệt với thế giới. Mà bản thân Đường Tuấn chính là hậu thiên đạo thể, nếu có thể mở khóa kho tàng chắc chắn có thể kinh thế. Đạo thể thuần túy có tiềm năng vô địch thiên hạ, nếu khai phá tất cả đạo thể tiềm tàng trong cơ thể, đường Tuấn không dám tưởng tượng. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cho hậu thiên đạo thể khó đột phá được cảnh giới thần hải, nó cần phải tích lũy nhiều hơn người bình thường. Biến đổi từ, đạo tạng, mở ra kho tàng trong cơ thể, công pháp của tôi gọi là thần tàng quyết. Ánh mắt đường Tuấn trở nên xa xăm, chính thức đặt tên cho công pháp của mình đường tuấn duỗi thẳng người dưới bên trong cơ thể vang lên tiếng đậu giang lốp bốp những cuốn sách trong tàng thư các vô dụng đối với tôi nên rời đi rồi đường tuấn nhìn lướt qua từng quyển thư tịch kinh sách trong lầu các sau đó quay người xuống tầng thời gian anh đến tàng thư các chưa đầy nửa tháng nhưng ảnh hưởng đối với anh còn sâu sắc hơn hai mươi mấy năm trước của anh bây giờ chính là lúc các cao thủ cảnh giới thần hải đang thăm dò e rằng không thể cảm nhận được khí cơ của anh khí chất của anh nho nhã như một học giả đọc sách thơ văn tiên cổ, ánh mắt thâm thúy như biển sâu. Phúc Hữu thì thư khí tự hoa trong lòng có sách vở tất mặt mũi sáng sủa, câu này cũng không phải không có đạo lý. Anh đẩy cửa tàng thư cắt ra, bầu trời đầy sao bỗng nhiên rơi vào người anh như thủy ngân, phủ lên người anh một lớp bạc trắng. Hửm, đường Tuấn nhìn dáng người trước mặt cách đó không xa, một lão đạo sĩ đang ngẩng đầu ngắm sao còn về trương tín chiết vốn đang canh giữ bên ngoài tàng thư các lại không biết đã đi đâu mất. Đạo sĩ có khuôn mặt già nua, tóc hơi lưa thưa, mặc một chiếc áo choàng có phần tồi tàn. Chỉ nhìn dáng vẻ này thôi, còn không bằng tên lang băm lừa đảo ngoài đường. Nhưng hai tay ông ta chắp sau lưng, lưng lại vô cùng thẳng, tạo cho người ta cảm giác trời có sập xuống cũng chẳng thể khiến ông ta khom người. Đường Tuấn khẽ nhướng mày, anh cảm giác được hơi thở quen thuộc trên người đạo sĩ, Điều này khiến anh xác nhận được thân phận của đạo sĩ. Nửa tháng trước, anh đánh nhau với Trương Tín Chiết, cuối cùng lúc anh chuẩn bị ra quyền, lại cảm nhận được một luồng khí cơ vô cùng mạnh mẽ. Luồng khí cơ đó có nguồn gốc rất giống với lão đạo sĩ trước mặt. Chương 757, trời đất thay đổi, đạo thể Lâm Trần. Theo cách nhìn của đạo sĩ, cho dù đường tuấn qua loa đại khái, miễn cưỡng ghi nhớ thì ít nhất cũng cần thời gian vài tháng. Nhưng bây giờ còn chưa đến nửa tháng Đường Tuấn đã đi ra khỏi tàng thư các, đương nhiên khiến ông ta cảm thấy hơi kỳ quái. Chẳng lẽ là vì cậu ta chưa từng tu luyện, nên không thể hiểu được những câu chữ trong sách cổ, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Nếu quả thật là như vậy, kiến thức tâm tính của cậu ta cũng chỉ ở mức bình thường, có lẽ mình đã đánh giá cao vị hậu thiên đạo thể này. Ánh mắt đạo sĩ hơi cục xuống. Đối với việc đường Tuấn chỉ mất nửa tháng để hiểu cặn kẽ tất cả sách cổ và ghi nhớ trong đầu, đạo sĩ chưa từng nghĩ đến khả năng này. Loại chuyện này, ngay cả thiên sư đời thứ nhất của núi Yên Tử có sống lại cũng không thể làm được. Như vậy cũng tốt, chí ít không cần phải lo lắng đạo pháp thiên sư đạo của mình bị người ngoài học được. Trong lòng đạo sĩ nghĩ vậy. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên miệng đạo sĩ vẫn lịch sự hỏi, không biết là bảo tàng trong tàng thư các có giúp được cho cậu không. Đường Tuấn thật thà trả lời, trợ giúp rất lớn, bảo tàng của núi Yên Tử quả nhiên là phi thường. Đạo sĩ lắc đầu trong lòng vị hậu thiên đạo thể này còn sống chết muốn giữ thể diện. Trên mặt đạo sĩ lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng nói, vậy là tốt rồi. Đạo sĩ sợ động đến thể diện của Đường Tuấn, không tiếp tục hỏi về vấn đề này nữa. Ông ta nhìn Đường Tuấn, đôi mắt đục ngầu bỗng nhiên bừng sáng lên, tựa hồ như muốn nhìn thấu bí mật cả người Đường Tuấn. Nhưng hiện tại Đường Tuấn đã luyện thành, thần tàng quyết, hơi thở như bay cao, hòa quyện cùng trời đất. Tu vi của đạo sĩ Trung Quy vẫn chưa đạt tới cảnh giới Thiên Nhân cấp 1, tự nhiên cũng sẽ không nhìn ra chiều sâu và thực lực thật sự của anh. Sau khi quan sát một lúc, đạo sĩ không thấy có gì bất thường. Khuôn mặt già nua khẽ run lên, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, rồi lập tức trở lại bình thường. Dường như Đường Tuấn không cảm nhận được động tác của đạo sĩ, vẫn đứng yên như vậy, vô cùng thản nhiên. Thật không ngờ sau 300 năm, đạo thể cuối cùng lại xuất hiện lần nữa. Đạo sĩ nghiêm mặt lại nhìn lên bầu trời đầy sao chói lọi, trong giọng nói mang theo mấy phần ngưng trọng, nói, xem ra trời đất đang thật sự thay đổi. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động, nhìn về phía đạo sĩ hỏi, cái gì gọi là trời đất đang thay đổi? Đạo sĩ trịnh trọng nói, 300 năm trước, không chỉ giới võ đạo Việt Nam chúng ta đột nhiên điêu tàn, mà giới võ đạo toàn cầu bao gồm cả tòa thánh Tây phương và rất nhiều thế lực siêu phàm khác cũng đột nhiên bị bóp nghẹt. Các võ giả cấp bậc cảnh giới thần hải dường như toàn bộ đều bốc hơi biến mất trong một đêm. Tổ sư đời đầu của núi Yên Tử chúng tôi đã để lại lời di huấn trước khi quy tiên. Đạo sĩ bỗng nhiên nhìn Đường Tuấn, nói từng câu từng chữ, trời đất thay đổi, đạo thể Lâm Trần. Ông ta thở dài rồi nói tiếp, các thế hệ trưởng giáo của núi Yên Tử lúc đó đều coi câu này là lời nói bữa trước lúc lâm chung của tổ sư, ngay cả tôi cũng sắp quên mất chuyện này rồi. Không ngờ qua 300 năm, sau Hàn Nhật Long lại xuất hiện một hậu thiên đạo thể. Xem ra tổ sư năm đó chắc chắn đã biết được điều gì. Cho nên mới lưu lại câu nói đó để cảnh báo tôi. Chương 758, chúng tôi không giống nhau. Lẽ nào cả ông cũng không có tự tin đối phó được sao? Đường Tuấn hỏi, anh có thể cảm nhận được tu vi đại khái của đạo sĩ, gần như đã đạt đến đỉnh cao của cảnh giới thần hải, có lẽ là một trong những người có sức chiến đấu mạnh nhất trên thế gian. Mặc dù trong người anh là Hậu Thiên Đạo thể, tu luyện thần tàng quyết, dẫn đầu trong những người cùng lứa. Nhưng anh có cảm giác nếu đạo sĩ này dốc toàn lực ra tay, rất có khả năng sẽ khiến anh bị thương, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Có lẽ anh có tiềm năng vô hạn, nhưng Trung Quy vẫn cần thời gian để phát triển sức mạnh. Đạo sĩ cười ha ha, nói chúc tu vi này của tôi nếu ở hiện tại có lẽ còn có thể lên được bàn. Nhưng nếu đặt vào 300 năm trước, chỉ có thể coi là bình thường. Trong mắt ông ta hiện lên một tia khát vọng và sợ hãi, nói cậu không sinh vào thời đại đó không biết được võ đạo ở thời đại đó cường thịnh như thế nào. Lúc đó thậm chí còn xuất hiện cao thủ vượt qua cảnh giới thần hải, hơn nữa không chỉ có một người. Những cường giả đó tung hoành khắp trời đất, giết những người cảnh giới thần hải chỉ như cắt dưa cắt sau. Trong lòng đường Tuấn chờ thắt lại, hỏi chẳng lẽ lục địa thần tiên thật sự tồn tại. Cảnh giới thần hải mặc dù được dán chữ thần, nhưng chính xác mà nói thì chỉ có thể xem là một nửa thần. Trên cảnh giới thần hải, chính là cảnh giới lục địa thần tiên trong truyền thuyết, có sức mạnh của thanh kiếm giết người. Chỉ có võ giả như thế mới có thể được gọi là thần. Đường Tuấn đã từng thấy những nội dung này trong rất nhiều quyển sách cổ, nhưng lại không để ý nhiều lắm, cho rằng đó chỉ là truyền thuyết. Đạo sĩ gật đầu, đưa tay gõ nhẹ vào khoảng không, như thể muốn mở ra một cánh cổng thiên môn. Ông ta trầm giọng nói, đó vốn không phải là truyền thuyết, mà là sự tồn tại có thật tổ sư của núi Yên Tử chúng tôi đã từng nhìn thấy phương pháp giết người bằng kiếm của thiên nhân, vô cùng đáng sợ. Nếu trời đất lại thay đổi như vậy lần nữa, có lẽ những cường giả sẽ lại được tái sinh. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ để càn quét thế giới. 300 năm trước rất nhiều võ giả cảnh giới thần hải đã ở ẩn, có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với bọn họ. Ông ta thu tay về, có chút chán nản buông xuống, tựa như có thể nhìn thấu suy nghĩ của Đường Tuấn, nói cậu không đoán nhầm, cảnh giới hiện tại của tôi xác thực ở trên ngưỡng cửa này. Đáng tiếc, thể xác và tinh thần của tôi đã không còn ở đỉnh cao nữa, nếu trời đất thay đổi trước 20 năm, có lẽ tôi có thể bước vào cảnh giới đó. Nhưng bây giờ, tôi không thể làm được nữa. Đường Tuấn cảm nhận được sự bất lực sâu sắc từ miệng đạo sĩ. Phàm là võ giả, hầu như tất cả đều theo đuổi sức mạnh tối cao mạnh mẽ nhất. Ông lão trước mắt chỉ còn cách một bước, thậm chí đã có thể chạm vào cánh cửa, nhưng lại không thể đẩy ra mà bước vào trong thế giới mới đó. Tại sao lại nói với tôi những thứ này?" Đường Tuấn hỏi. Đạo sĩ khẽ thở dài, dường như trong chốc lát đã già đi mười mấy tuổi, nói: "Tôi muốn để lại một con đường lui cho núi Yên Tử, giống như tôi cho phép cậu tiến vào tàng thư các vậy. Dưới biến động lớn của trời đất, núi Yên Tử của tôi cũng có nguy cơ bị lật đổ bất cứ lúc nào. Nếu một ngày nào đó, tôi không còn trên thế gian nữa, núi Yên Tử lại phải đối mặt với khủng hoảng sinh tồn." tôi không hy vọng xa vời cậu có thể bảo vệ toàn bộ mạch chính thiên sư đạo, nhưng ít nhất có thể thay tôi giữ lại một mầm lửa cho thiên sư đạo của tôi, để cơ nghiệp không bị cắt đứt. Nhưng tôi còn chưa đột phá cảnh giới thần hải, thậm chí rất có thể sẽ phải dừng lại ở cảnh giới này mãi. Đường Tuấn đáp, đạo sĩ lắc đầu, nói tuy tôi chưa từng nhìn thấy Hàn Nhật Long, nhưng tôi có thể cảm nhận được cậu không giống với ông ta. Chúng tôi không giống nhau, đường Tuấn cao mày. chương 759, rồi sẽ có cách thôi. Đợi sau khi đạo sĩ rời đi, một mình đường Tuấn đứng ở đó, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm như đạo sĩ đã làm trước đó. Lời của đạo sĩ khiến đường Tuấn cảnh giác sâu sắc, biết rằng trên đời này cảnh giới thần hải vốn không phải là mạnh nhất, bên trên còn có những cường giả mạnh hơn. Chỉ sợ mạch chính vu độc cũng biết trời đất sắp thay đổi lớn, cho nên mới chọn sinh ra vào thời điểm này. Đường Tuấn nhớ tới việc tiêu diệt thánh thủ tông hàng ngàn năm trước, khiến kẻ thù lớn của y học cổ truyền là dược y cốc và phái thần châm phải ở ẩn. Nghĩ đến đây, đường Tuấn bỗng nắm chặt nắm đấm, nói phải nhanh chóng thoát khỏi sự trói buộc của đạo thể càng sớm càng tốt, mới có thể ứng phó với sự biến động của trời đất có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Cho dù là y học cổ truyền, những người thân nhà họ đường hay là những người bạn tâm giao, đều là những người và những thứ mà anh muốn bảo vệ. Nếu không có thực lực hùng mạnh, đừng nói là giữ cơ nghiệp cho thiên sư đạo, chỉ sợ ngay cả những thứ này anh cũng không thể bảo vệ được. Lúc đạo sĩ rời đi, trong một miếu nào đó trên núi Yên Tử, thiền sư Yên Thế bỗng nhiên tỉnh dậy từ trong thiền định. Trên khuôn mặt nhân hậu lộ ra vẻ kinh ngạc, ông ta nhìn về phía Tàng thư Các, nói: "Vậy mà lại là Trần Tùng N." Nếu có bất cứ ai trong giới ma pháp hoặc giới võ đạo nghe cái tên này, chắc chắn sẽ vô cùng ngạc nhiên. Các đời trưởng giáo của núi Yên Tử đều do họ Trương đảm nhận kiếm pháp ngũ hành và lôi pháp mà các trưởng giáo của mỗi thế hệ tu luyện bí truyền đều là cường giả mạnh nhất của mạch chính thiên sư đạo, nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ. Trần Tùng N chính là ngoại lệ. 50 năm trước, Trần Tùng N đã gây sức ép với một thế hệ trưởng giáo thiên sư đạo, gây chấn động trong giới võ đạo. Nếu không phải ông ta có hư danh là thiên sư vô tâm, có lẽ trưởng giáo hiện tại đã không phải là trương tín chiết của mạch chính. Nghe đồn khi Trần Tùng N còn trẻ đã đọc hết sách cổ trong tàng thư các, từ đó ngộ ra đạo Pháp bị kiên lôi Pháp, uy lực của thuật Pháp thậm chí còn thua kém đại thiên sư của thế hệ đó. Xem ra mình không đoán nhầm, trời đất thật sự có thay đổi lớn. Ngay cả Trần Tùng N. N cũng chủ động xuất hiện, muốn giữ lại đường lui cho thiên sư đạo. Trên khuôn mặt nhân từ của thiền sư yên thế lộ vẻ ngưng trọng, ông ta nhìn hòa thượng câm đang nằm ngủ say trên sàn nhà, khóe miệng còn chảy nước rãi, lầm bẩm nói, đứa ngốc, khi nào thì con mới trở nên khôn ngoan đây. Ngày thứ hai sau khi ra khỏi tàng thư các, Đường Tuấn chuẩn bị rời đi, thiên đạo sư vốn không chào đón anh. Anh đã từ chối lời đề nghị muốn đích thân tiến anh xuống núi của Trương Tiến Chiết, dẫn theo Trình Vân Thiên và hai cha con Thành Đại Hải xuống núi. Hai cha con Thành Đại Hải chỉ là người bình thường, Thành Đại Hải lại có cái bụng bia khổng lồ, vì thế tốc độ của mấy người họ cũng không nhanh. Đường Tuấn, anh ở trong tàng thư các đã tìm ra cách phá vỡ sự trói buộc của đạo thể chưa? Trình Vân Thiên đi bên cạnh Đường Tuấn, khẽ hỏi. Đường Tuấn đã ở trong tàng thư các gần nửa tháng, khiến cô vô cùng lo lắng. Nhưng đồng thời cũng hy vọng Đường Tuấn có thể ở trong tàng thư các thêm vài ngày, tốt nhất là xem hết toàn bộ sách cổ trong đó, tìm ra cách phá vỡ. Chương 760, khắp nơi đều là kẻ địch. Thấy Đường Tuấn an ủi ngược lại cô, vẻ bi quan trong mắt Trình Vân Thiên càng đậm hơn, nhỏ giọng nói, anh nên hiểu rõ, bây giờ anh có thể phá vỡ sự trói buộc của đạo thể hay không đã không còn là chuyện của một mình anh nữa rất nhiều người của giới võ đạo đều đang nhìn vào anh, nếu anh dẫm theo bước chân của Hàn Nhật Long, e rằng sẽ có rất nhiều lời đàm tiếu. Ha ha, Đường Tuấn cười lạnh một tiếng. Sao anh lại không biết đạo lý đứng càng cao ngã càng đau chứ? 300 năm trước Hàn Nhật Long cũng là cảnh vô địch, đệ tử chùa bái đính lúc đó đều lấy đó làm tự hào, ngay cả thiên sư đạo, các ban phái lớn như cổ hồng lính cũng không dám dễ dàng đối địch. Nhưng khi Hàn Nhật Long dừng lại ở cảnh giới chân khí, những đối thử trước kia đều cùng ăn mừng với nhau, rất là khoái trí. Chùa Bái Đính càng phải đứng mũi chịu sao, bị người đời chế diễu là không biết lượng sức. Đến cuối cùng, ngay cả chùa Bái Đính cũng không thể chịu nổi loại áp lực này, chỉ có thể đóng chặt núi gần 10 năm, tránh đầu sóng ngọn gió. Thành đại hải khom nửa người đi theo phía sau hai người họ, nghe thấy vậy trái tim run lên. Mấy ngày nay anh ta may mắn được sống trong miếu trên đỉnh núi Yên Tử, được nghe được thấy rất nhiều chuyện mà trước kia chưa từng biết đến đã biết được sự tồn tại của giới võ đạo. Mà cậu thanh niên trước mắt anh ta này lại phải chịu áp lực của toàn giới võ đạo, khiến anh ta không khỏi kinh hãi. Bỗng nhiên anh ta có chút lo lắng, liệu chuyến này dẫn đường Tuấn về nhà họ thành, có gây khó khăn gì cho nhà anh không? Khắp nơi đều là kẻ địch, trong đầu thành đại hải bỗng nhiên xuất hiện một cụm từ. Đôi mắt đẹp của thành La Vân lại liên tục nhấp nháy, trong đôi mắt to lóe lên vẻ sùng bái. Cô bé là một cô gái mạnh mẽ, nếu không cũng sẽ không học taekwondo. Sức mạnh của Đường Tuấn đã vượt ngoài nhận thức của cô bé, khiến cô bé sinh ra niềm khao khát khám phá vô tận. Đường Tuấn càng mạnh thì lại càng thần bí, suy nghĩ trong đầu cô bé cũng càng thêm mãnh liệt, giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Tạ Hoàng Đồng, lên núi gánh thêm hai thùng nước về đây tưới hoa cỏ. Những đám hoa cỏ này không phải đồ bình thường, nhất định phải dùng nước suối trên núi để tưới. Một giọng nói vênh váo hống hách truyền đến. Giọng nói đó đến từ trước mặt bọn họ, trong một miếu đạo sĩ nhỏ bên đường. Mọi người nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy trong sân bên ngoài miếu đạo sĩ, một cậu bé gầy gò trơ xương đang đứng cắn môi. Xem dáng vẻ như chỉ mới 14-15 tuổi, nhưng bởi vì thể chất gầy yếu, trông cậu bé còn không khỏe mạnh bằng đứa trẻ 11-12 tuổi, như thể một cơn gió hơi to một chút cũng có thể thổi bay cậu bé. Trước mặt cậu bé, bà đạo sĩ 17-18 tuổi đang đứng khoanh tay, nhìn cậu bé với vẻ mặt đầy thù địch. Thể chất của ba người đều cường tráng hơn cậu bé rất nhiều, thằng bé ở giữa trong đó nói xong thì đá hai thùng gỗ dưới chân đến bên chân cậu bé. Cái thùng gỗ kia cao bằng nửa người cậu bé, khiến người ta không nỡ nhìn. Bốn người đều mặc áo đạo sĩ, trông dáng vẻ thì đều là đạo sĩ trên núi Yên Tử. Chỉ là áo đạo sĩ trên người cậu bé rách dưới, còn có rất nhiều mảnh vá, còn ba người kia lại rất hào nhoáng. Sư huynh Minh Thời những đám hoa cỏ này đều đã được tưới rồi. Cậu bé gầy gò cắn chặt môi, mạnh dạn nói, hơn nữa, tưới nước cho những đám hoa cỏ này rõ ràng là nhiệm vụ của sư huynh, tại sao lần nào cũng bắt em làm thay. Audio điện tử võ tấn bền chương 761, hóa ra là các người đi cùng nhau. Sư huynh, huynh cũng đánh giá cao nó quá rồi, nếu không phải núi yên tử của chúng ta có lòng tốt, đem thằng nhóc bị người ta vứt bỏ này nhặt về nuôi dưỡng chỉ sợ nó đã sớm bị tuyết đông lạnh chết rồi. Một đứa trẻ bị bỏ rơi mà cũng muốn tu luyện đạo pháp, đây đúng là trò cười lớn cho thiên hạ. Một đạo sĩ khác cười nhạo cậu bé vài câu, sau đó lại nịnh nọt sư huynh Minh Thời nói, cũng không phải ai cũng có tư chất tu luyện giống như sư huynh Minh Thời. Tiểu đạo sĩ Minh Thời nghe vậy, vẻ mặt ngạo nghễ. Điều kiện gia đình bọn họ cũng không tệ, nếu không cũng không vào được núi Yên Tử mà minh thời là do 30 năm trước một vị trưởng lão trong lúc ngoại vi đã nhìn chúng, truyền thụ cho một ít đạo pháp. Đây cũng là lý do minh thời dám làm mưa làm gió, cậy vào đó để trách mắng ngược đãi cậu bé. Cậu bé nhỏ xác thực đã được người của núi Yên Tử nhặt về trong một đêm tuyết rơi. Tuy rằng cậu bé nhỏ tuổi, nhưng cũng đã có lòng tự trọng, bị người khác cười nhạo chế giễu như vậy, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, rằng có muốn nhảy vào liều mạng với ba đạo sĩ, nhưng lại bị một người trong bọn chúng đạp ngã ra đất không biết tự lượng sức chỉ bằng thân thể nhỏ bé kia của mày không cần sư huynh minh thời phải ra tay tao chỉ cần dùng một tay cũng có thể lật đổ mày mày không chỉ không biết cha mẹ mình là ai ngay cả cái tên cũng do sư phụ đã chết kia của mày đặt cho mày còn có chỗ nào dùng được chứ tạ hoàng đồng lên như diều gặp gió tao nhổ vào đạo sĩ chế nhạo cậu bé nằm trên mặt đất hai tay nắm chặt thành quyền có thể nhìn thấy rõ gân xanh nổi dưới lớp da bọc xương của cậu đôi mắt đã sớm nhòe đi vì nước mắt nhưng lại bị cậu cưỡng ép nhìn xuống khóc xong rồi thì mau đi gánh nước đi nếu không thì mày sẽ biết hậu quả minh thời nói xong câu đó rồi dẫn hai đạo sĩ nhỏ bỏ đi bọn họ không thể rời đi được bởi vì có người đang đứng chặn đường của họ đường tuấn nhìn tiểu đạo sĩ tên là minh thời này bình tĩnh nói đi xin lỗi thằng bé minh thời ngẩng đầu lông mày cau chặt nói anh là ai biết nơi này là ở đâu không đường tuấn lên núi yên tử đánh nhau với trương tín chiết cũng chỉ có các trưởng lão quan trọng và rất ít người ở núi yên tử biết nguyên thời chỉ là một học trò của trưởng lão ở bên ngoài tất nhiên là không biết đến đường tuấn đi xin lỗi thằng bé đường tuấn lặp lại tôi còn tưởng là ai chứ hóa ra là con heo mập anh một tên đạo sĩ đi theo sau lưng minh thời bỗng nhiên mở miệng nhìn về phía thành đại hải châm chọc nói con gái của anh còn chưa có chết đâu tiên sư trên núi đồng ý ra tay rồi sao? Nếu không thì anh lấy ra thêm một hai trăm triệu, nói không chừng minh thời sư huynh sẽ giúp anh cầu xin với các trưởng lão bên trong quán. Sắc mặt thành đại hải trở nên khó coi, lúc trước ông ta vì con gái thành La Vân bị bệnh mà lên xuống núi yên tử sắp xếp, lại bị ba tên tiểu đạo sĩ này từng lừa gạt, lừa gạt đi năm trăm triệu. Nhưng ngại vì thân phận của đối phương, ông ta chỉ có thể cắn răng nuốt vào trong bụng. Lúc này bọn họ châm chọc khiêu khích, trong lòng hiển nhiên sẽ không vui, nhưng lại không dám nói gì. Hóa ra là các người đi cùng nhau, lông mày Minh Thời giãn ra, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm nói, "Cút đi, anh đang cản đường của tôi." Vốn dĩ anh ta còn sợ Đường Tuấn có chút bối cảnh lai lịch gì đó, dù sao cũng là tới từ trên đỉnh núi. Nhưng bây giờ xem ra, là anh ta đã quá lo lắng. Chương 762, "Yên tâm, em không sao." Thằng bé vừa hơi cố sức nắm lấy hai thùng gỗ lớn kia, vừa nhìn về phía mấy người đường tuấn nói anh các anh nhanh xuống núi đi minh thời sư huynh thật sự là có biết đạo pháp anh không phải đối thủ của anh ta đâu yên tâm em không sao tình cảnh này hôm nay cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra ngày trước cũng có du khách không vừa mắt trách móc ba người minh thời thế là khi minh thời sư huynh thi triển đạo pháp ra những du khách đã lên tiếng kia lập tức lộ ra vẻ mặt cung kính cuối cùng chán nản mà xuống núi đường tuấn khẽ lắc đầu trên người Minh Thời trước mặt quả thật là có chút chấn động yếu ớt của pháp lực xét về thực lực giống như võ giả vừa luyện được nội kinh lại phối hợp với danh hiệu núi yên tử quả thực là rất có thể hù dọa được người khác đáng tiếc hiện tại Đường Tuấn ngay cả trưởng giáo Thiên Sư của Thiên Sư Đạo còn không sợ làm sao có thể sợ một tên tiểu đạo sĩ vừa học được tu đạo không bao lâu Minh Thời thấy Đường Tuấn vẫn không có ý định rời đi hừ lạnh một tiếng hai tay của anh ta bấm niệm thần chú bảy tám giây sau một ngọn lửa hình tròn lớn to bằng nắm tay xuất hiện trên tay trái của anh ta mầm lửa lắc lư nhẹ trong gió bất ổn sắc mặt minh thời có chút tái nhợt hiển nhiên là vẫn còn chưa khống chế được thuật pháp này một cách nhuần nhuyễn nhưng không thể nghi ngờ đây thật sự là đạo pháp hai tên đạo sĩ trẻ tuổi phía sau anh ta thấy được hai con mắt sáng lên lộ ra vẻ mặt sợ hãi và hâm mộ trên mặt linh thời lộ ra vẻ đắc ý tay phải bóp nhẹ một ngọn lửa nhỏ bị anh ta lấy ra từ bên trong ngọn lửa hình tròn kia ngọn lửa bốc cháy ở trên đầu ngón tay của anh ta anh ta ngạo nghễ nói không phải các người muốn kêu bất công thay thằng bé sao hiện tại thì thế nào cong ngón tay búng một cái ngọn lửa trên đầu ngón tay lập tức bắn về phía tạ phù diệu tốc độ cũng không nhanh nhưng tạ phù diệu cũng không dám tránh hy vọng đợi lát minh thời sư huynh nữa hết giận sẽ không cần ra tay với bọn họ Cùng lắm thì mình nằm trên giường mấy ngày là được rồi." Tạ Phù Diệu ở trong lòng thở dài một tiếng, chuẩn bị nhận lấy thương tổn của ngọn lửa sắp đến, để cho Đường Tuấn bọn họ bình yên rời đi. Con mắt Đường Tuấn nhắm lại, đang chuẩn bị ra tay. Bỗng nhiên trong lòng của anh khẽ động, khí thế biến mất. Hu! Một bóng dáng vô song nhanh chóng điên cuồng lao từ trên núi xuống, một đường bụi mù cuồn cuộn nổi lên, sau đó Minh Thời và kể cả hai đạo sĩ phía sau anh ta cùng một chỗ bị đánh bay ra ngoài ngọn lửa đang bay về phía của thằng bé cũng bị dập tắt theo, tiêu tan vào trời đất. Bụi mù tản đi, một vị hòa thượng trẻ tuổi mặc tăng bào màu vàng đứng ở vị trí vốn dĩ là của đạo sĩ Minh Thời. Đây là, tiểu đạo đồng phụ giao rượu giật mình ngay tại chỗ, hai thùng gỗ lớn trong tay rơi xuống trên mặt đất phát ra hai tiếng, thùng thùng. Mà ba người Minh Thời bị đánh bay ra ngoài gần 10 mét trên miệng mang theo vết máu, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng giống như bị đánh đến nổi lệch vị trí, vô cùng khó chịu. Ba người đỡ lấy lẫn nhau, khó khăn đứng dậy, sợ hãi nhìn về phía người tới. Hòa thượng trẻ tuổi kia có một dáng vẻ hết sức bình thường, bờ môi mím thật chặt, mang theo vẻ lạnh lẽo như lưỡi đao. Nhưng bất chợt hòa thượng trẻ tuổi nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết, loại cảm giác lạnh lẽo kia lại biến mất không còn tung tích, ngược lại khiến cho người ta có một cảm giác ngây ngô giả điên. Chương 763, Phật tử này là ai? một vị tăng nhân trung niên có nét mặt hiền hòa xuất hiện từ trên đường núi đi từng bước xuống tốc độ của ông ta như chậm nhưng thực ra lại nhanh rất nhanh đã đi tới bên cạnh đường tuấn nghiêm nghị nói bọn họ có lỗi nhưng đã nhận được sự dạy dỗ xin đường thí chủ không nên tức giận khóe miệng đường tuấn hiện lên một ý cười kỳ lạ nói ông biết tôi sao tăng nhân trung niên gật đầu nói bần tăng ở ba vàng yên tử đã từng gặp qua đường thí chủ hòa thượng ở ba vàng yên tử, sắc mặt đường Tuấn có chút nghiêm trọng, đồng thời nhìn về phía hòa thượng trẻ tuổi, đoán được thân phận của đối phương. Hòa thượng ba vàng yên tử thầy của hòa thượng câm điếc, chuyện này cũng không phải là bí ẩn ở giới võ đạo. Xin hỏi hòa thượng, chuyện ở núi yên tử tôi, từ lúc nào đến lượt ông nhúng tay vào? Minh thời sợ hãi nhìn về phía mấy người, sau đó trầm giọng nói. Trong lòng anh ta lúc này như có ngàn vạn con thần thú đang lao nhanh, không nghĩ rằng chỉ là đánh chửi một đứa bé được núi yên tử nhặt về thôi, thế mà lại dẫn tới vị quái vật khổng lồ ba vàng này. Cầm miệng, anh ta dám nói xong, trên đường núi lại vang lên một hồi tiếng quát. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, hai vị Phật tử từ trên đường núi rất xa nhẹ nhàng đi tưới, bọn họ cũng không dẫm lên trên thềm đá, mà là cưỡi gió mà đi giống như tiên nhân. Tốc độ rất nhanh, chỉ một lát, đã tới đến nơi. Trưởng giáo, ba người minh thời, còn có tiểu đạo đồng tả phù diệu nhìn thấy một Phật tử trong đó, đột nhiên quỳ xuống, lo sợ kêu lên. Phật tử mặc đạo bào màu vàng phớt đỏ, đầu đội thất tinh quan, chính là Trương Tín Chiết. Có thể bọn họ không biết Trương Tín Chiết, nhưng chắc chắn nhận ra bộ quần áo này. Minh thời lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn về phía một Phật tử khác. Khuôn mặt Phật tử cổ xưa tang thương, đạo phục trên người có chút sách dưới, không phải là bất kỳ một vị trưởng lão thiên sư đạo nào trong trí nhớ của anh ta. Bỗng nhiên anh ta kinh hãi phát hiện, Trương Tín chết lại hơi đứng khom người với vị Phật tử sau lưng, giống như là hậu bối thế hệ sau. Phật tử này là ai? Chẳng lẽ lại là lão tổ tông của núi Yên Tử ta? Minh thời vội vàng cúi đầu, sóng to gió lớn cuồn cuộn trong lòng. Lão Phật tử già dặn như vậy quả thật có khả năng là lão tổ tông của núi Yên Tử. Bởi vì ông ta là Trần Tùng N. Mặc dù một đòn vừa rồi của Hòa thượng Câm Niếc không dùng hết sức, nhưng âm thanh uy thế hết sức kinh người, lập tức làm kinh động đến hai người mạnh nhất núi Yên Tử là Trương Tín Chiết và Trần Tùng N này. Trương Tín Chiết nhìn về phía đường Tuấn khẽ gật đầu, lúc này mới đi đến trước mặt ba người minh thời, âm thanh lạnh lùng nói, núi Yên Tử ta dạy các người thuật pháp là dùng để bắt nạt đồng môn sao. Trưởng giáo, thân thể minh thời run lên bần bật, ánh mắt lộ vẻ cầu xin. Trường 764 thành Phật, chính là tu luyện. Nhưng mà Trương Tín Chiết hoàn toàn không nghe anh ta cầu xin, núi yên tử vất vả lắm mới có thể đưa vị hung thần đường tuấn này rời đi, nhưng mấy người kia không biết sống chết, lại dám mở miệng chửi bới. Hơn nữa còn để hòa thượng yên tử nhìn thấy tình cảnh không thể chịu được như thế của thiên sư đạo, Trương Tín Chiết lúc này cũng đã có ý định giết người. Ông ta vùng tay áo bảo lên, một luồng lực lượng vô hình đánh vào trong cơ thể của ba người, dứt khoát phế đi căn cốt tu đạo của ba người. Tung pháp thuật ra hại người núi yên tử ta không có các học trò như vậy, các người hãy đi xuống núi đi. Trương tín chiết không thèm quan tâm chút nào, thanh âm lạnh lẽo như băng, mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. Minh thời vô cùng đau đớn, anh ta cảm nhận được rõ ràng nguyên khí trời đất cộng hưởng cùng với mình bị cắt đứt, một chút pháp lực vất vả lắm mới tu luyện ra được không còn sót lại chút gì. Căn cốt tu đạo cũng bị phế, cuộc đời này không có duyên với tu đạo, anh ta chỉ có thể làm người bình thường. Tại sao? Minh thời thấp giọng gào thét, đã gần như là mất hết lý trí. Anh ta đến bây giờ vẫn không biết tại sao chuyện hôm nay lại thành ra tình hình như thế này. Tạ Phù Diệu chỉ là một đứa bé không ai cần, mà anh ta đã có thể tu đạo. Trong lòng anh, một trăm đứa trẻ như Tạ Phù Giao cũng không sánh nổi anh, nhưng trưởng giáo lại vì Tạ Phù Diệu mà phế bỏ anh ta. Nhưng mà là không ai để ý tới anh ta, ngay cả Trương Tín Chiết cũng chẳng muốn nhìn. Đường Tuấn đi ra từ trong đám người, Đi tới trước mặt Tạ Phù Diệu, đỡ cậu ta dậy. "Cậu tên là Tạ Phù Diệu sao?" Đường Tuấn hỏi. Tạ Phù Diệu không biết gì gật đầu, cậu ta giống như rơi vào sương mù, không biết đang xảy ra chuyện gì. "Tên rất hay, gió lốc lên chín vạn dặm, thầy cậu có kỳ vọng rất lớn vào cậu." Đường Tuấn dịu dàng nói. Tạ Phù Diệu lắc đầu, hốc mắt ửng đỏ, nói, "Nhưng em lại không có cách nào để tu đạo, trưởng lão bên trong quán nói em không có tiềm chất và căn cốt để tu đạo." Suốt đời cũng không thể luyện ra được pháp lực, chỉ có thể làm người bình thường Nói bậy nói bạ, đường tuấn quát khẽ, thanh âm như chuông sớm chống chiều Gõ vào trong lòng tả phù diệu, khiến cậu ta tỉnh ngộ Anh nhìn cặp mắt trong veo của tả phù diệu, nói từng câu từng chữ một Thế giới này, ai cũng có thể tu luyện Tả phù diệu bị ánh mắt của đường tuấn nhìn làm cho run sợ không thôi Cậu ta đã gặp qua rất nhiều trưởng lão có pháp lực cao thâm bên trong thiên sư đạo nhưng lại không có người nào có thể so sánh được với người anh trước mắt này. Mặc dù câu nói ai cũng có thể tu luyện này rất vô lý, nhưng lúc này cậu ta lại có chút tin tưởng. Đường Tuấn cũng không phải là đang an ủi Tạ Phù Diệu. Phật gia có nói, chúng sinh bình đẳng. Như thế nào là bình đẳng, chính là ai cũng có cơ hội thành Phật. Chương 765 chỉ là loại truyền đạo phủ đỉnh này. Đường Tuấn đưa một trưởng ra, nhẹ nhàng phủ trên đỉnh đầu của Tạ Phù Diệu. Chân nguyên trong cơ thể tràn ra, tuôn ra từ trong bàn tay của anh, rót vào đỉnh đầu của Tạ Phù Diệu. Lúc rời đi, anh từng rót vào giúp Trần Nhật Minh, nhưng đó chỉ là vì tiện tay. Khác với hôm nay, anh muốn giúp Tạ Phù Diệu tái tạo lại căn cốt, như giao thường luồng hóa thành rồng. Vẻ mặt Đường Tuấn nghiêm nghị, ánh sáng nhàn nhạt bao trùm trên mặt của anh, tăng thêm mấy phần thần thánh cho khí tức nghiêm nghị không thể xâm phạm. Mà thân thể Tạ Phù Diệu cũng khẽ run lên, gương mặt gầy yếu trở nên ửng hồng. Quá trình cải tạo này rất đau đớn, gần giống như là thay ra đổi thịt. Cho dù Đường Tuấn đã để cho sức mạnh của mình hết sức nhẹ nhàng, nhưng đây vẫn không phải là thứ mà một đứa trẻ ở tuổi này như Tạ Phủ Diệu có thể tiếp nhận được. Tạ Phủ Diệu giống như là đã hiểu rõ được đây là một cơ duyên to lớn, mà gắt gao cắn răng nhịn xuống, ngay cả một tiếng rên cũng không có, thể hiện ra tính cách và ý chí cứng cỏi vượt xa so với những người cùng lứa tuổi. Tiên nhân phủ đỉnh kết thụ trường sinh, Trương Tiến Chiết. Trần Tùng N. N còn có hòa thượng yên tử cùng lúc nghẹn ngào. Tiên nhân phủ đỉnh ta, kết tóc thụ trường sinh. Câu nói này tuyệt đối không phải lời nói điêu. Bên trong rất nhiều sách cổ kinh tàng đều có ghi chép tương tự, là ý nói, khi đạo Pháp tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, thông qua một nghi thức nào đó là có thể đem đạo thuật mình biết được truyền thụ lại cho người khác. Mà một khi thành công, người được truyền thụ gần như có tác dụng thay ra đổi thịt, việc hiểu rõ về đạo Pháp gần như không có gì cản trở chỉ là loại truyền đạo phủ đỉnh này, có yêu cầu rất cao đối với cảnh giới và tính cách tu vi của người thi thuật. Trong ba người bọn họ, e rằng chỉ có Trần Tùng N gắng gượng mới có thể làm được. Hậu thiên đạo thể tự mình truyền đạo phủ đỉnh, cơ duyên như thế này ngược lại thật sự là khiến cho người ta hâm mộ, nếu như thành công, tư chất của tiểu đạo đồng này đặt ở đương thời cũng là hàng đầu, thành tựu trong tương lai không thể đoán trước. Hòa thượng yên tử xúc động nói trong mắt Trương Tín Chiết và Trần Tùng N đều lộ ra vẻ mong chờ. Tiểu đạo đồng này là người của núi Yên Tử, nếu như thật sự thành công, vậy thì giống như là núi Yên Tử sẽ có thêm một hạt giống tu đạo xuất sắc. Một sợi tâm thần của đường Tuấn Tiền vào trong thức hải của tạ Phù Diệu. Anh trôi lơ lửng ngay trong thức hải, tướng mạo trang nghiêm, đủ loại đạo pháp được tụng ra từ trong miệng anh, tồn tại sâu trong trí óc của tạ Phù Diệu, chờ đợi tạ Phù Diệu tự mình hiểu thấu đáo. Những đạo pháp này, rất nhiều đều là anh hiểu được từ bên trong 99 chữ kia, núi yên tử cũng chưa chắc có cất giữ. Truyền đạo cuối cùng, đường Tuấn hơi suy nghĩ, một giọt máu tươi có hào quang màu vàng óng bị ép hiện ra từ đầu ngón tay của anh, tiến vào trong ấn đường của tạ phù diệu. Ấn đường lóe lên ánh sáng màu vàng đỏ, giống như điểm chu sa, nhưng một lát sau lại khôi phục trạng thái bình thường. Bởi vì đưa lưng về phía đám người, nên đám người trương tín chiết cũng không phát hiện ra động tác này của anh, thậm chí ngay cả chính tạ phù diệu cũng không biết. Audio điện tử võ tấn bền chương 766 loại chuyện tốt to lớn này, ai có thể từ chối? Nếu như để cho tôi biết được cậu dùng đạo pháp làm hại người khác, tôi sẽ thu hồi lại món quà ngày hôm nay. Đường Tuấn nhìn xuống tạ phù diệu, trầm giọng nói. Tạ phù diệu gật đầu. Lúc này đường Tuấn mới nhìn về phía ba người minh thời, Ba tên đạo sĩ minh thời lúc này cuối cùng cũng có chút hiểu rõ, tất cả nguyên nhân đều nằm trên người đường Tuấn. Nào dám nhìn thẳng anh, nằm trên mặt đất không ngừng dập đầu, cầu xin tha mạng. Đường Tuấn thở dài, không ra tay. Trần Tùng N, N. đi tới trước người tạ phù diệu, ôn nhu nói, đúng lúc ta đang thiếu một người học trò, cậu có bằng lòng theo ta lên núi không? Đồng tử của ba người minh thời bỗng nhiên co rút lại. Tạ phù diệu này thật sự là dẫm vào vận may chó ngáp phải ruồi, không chỉ có người truyền đạo phủ đỉnh, ngay cả lão tổ trên núi cũng muốn nhận cậu ta làm học trò. Ngay cả trường tín tiết cũng hơi thay đổi sắc mặt, phải biết rằng mặc dù Trần Tùng N thỉnh thoảng sẽ hướng dẫn tu vi của tiểu bối, nhưng xưa nay không có thu nhận học trò chính thức. Nếu như Tạ Phù Diệu thật sự bái nhập vào làm học trò của Trần Tùng N, tất nhiên Trần Tùng N sẽ đem những gì học được cả đời dốc sức dạy dỗ. Hơn nữa vai vế của Tạ Phù Diệu cũng do đó mà cao đến dọa người ngay cả vị trưởng giáo của thiên sư đạo như ông cũng phải gọi lên một tiếng chú loại chuyện tốt to lớn này ai có thể từ chối nhưng ngược lại tạ phù diệu có chút do dự cậu ta lặng lẽ nhìn về phía đường tuấn đợi đến khi đường tuấn khai gật đầu với cậu lúc này cậu ta mới hướng về phía trần tùng n dập đầu bái sư trần tùng n không hề tức giận lộ ra vẻ yêu thích chúc mừng lão tổ thu nhận học trò trương tín chiết chúc mừng Trần Tùng N khẽ gật đầu, rất vui vẻ. Đường Tuấn vuốt vuốt ấn đường, chuẩn bị tiếp tục đi xuống dưới núi. Lúc anh đi ngang qua bên cạnh hòa thượng câm điếc, trong lòng có cảm giác, bỗng nhiên dừng bước. Bầu không khí trong sân ngừng lại. Sắc mặt của hòa thượng yên tử nghiêm nghị, lông mày rủ xuống cúi đầu. Vẻ mặt của Trương Tín Chiết và Trần Tùng N nghiêm trọng, không nói một câu. chương 767, muốn đuổi theo cậu ta, Vậy thì cậu cần phải cố gắng tu luyện. Chờ đến khi bóng dáng của mấy người Đường Tuấn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, Trương Tín Chiết mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đưa được vị sát tinh này đi. Trong khoảng thời gian Đường Tuấn ở lại núi Yên Tử này, đặc biệt là mấy ngày nay bước vào tàng thư các, vị đại thiên sư bây giờ của thiên sư đạo này gần như mỗi một ngày tâm thần có chút không tập trung, không có cách nào bình tĩnh tâm tình lại để tu đạo ngày nay còn sót lại một vị hậu thiên đạo thể còn đang ngồi ngay tại trong nhà mình sợ rằng cũng không có cách nào khinh thường loại uy hiếp này tạ phù diệu nhìn dấu chân đường tuấn rời đi im lặng nắm chặt nắm đấm trên mặt lộ ra vẻ kiên định trần tùng n vỗ vai cậu ta cười nói muốn đuổi theo cậu ta vậy thì cậu cần phải cố gắng tu luyện ông ta rất hài lòng với tên học trò này của mình khi được truyền đạo phủ đỉnh có thể chịu đau đớn mà không kêu lên một tiếng có thể thấy được tính cách cứng cỏi như thế nào. Lại có đường Tuấn tự mình truyền đạo, tương lai sẽ là một con đường bằng phẳng, tiến vào thần hải gần như không có chút nghi ngờ. Trần Tùng N nhìn về phía hòa thượng câm niếc bên cạnh, lông mi trắng như tuyết chấp chấp, thầm nghĩ, ở dưới tình huống vừa rồi kia cũng có thể nhịn xuống, bảo vệ chặt bế khẩu thiền, yên tử quả thực là thu nhận một học trò giỏi, thắng nổi thằng nhóc không biết phàm kỳ trương tĩnh hòa kia. Nếu như thằng nhóc kia không hăng hái, e rằng tạ phủ diệu qua mấy năm nữa cũng có thể gặp phải cậu ta. Có lẽ có người trong giới võ đạo đối với chuyện hòa thượng cầm niếc bế khẩu thiền chỉ coi là lời đồn, nhưng Trần Tùng N, N lại biết đó cũng không phải là lời đồn, mà là sự thật. Hòa thượng cầm niếc bế khẩu thiền đã tu hơn 20 năm, chỉ sợ mới mở miệng sẽ có uy thế làm cho cả thế giới kinh hãi. Hòa thượng cầm niếc lại khôi phục dáng vẻ ngu ngơ kia, giống như hoàn toàn khác biệt với phong thái sắc bén đã thể hiện trước đó hòa thượng yên tử thấy vậy thấp giọng tụng một tiếng a di đà phật mấy người đường tuấn đi tới chân núi lập tức có một đám vệ sĩ vây quanh hướng về phía thành đại hải và thành la vân cung kính gọi ông chủ cô thành đại hải đến núi yên tử để chữa bệnh vì muốn thể hiện lòng thành tất nhiên không dám đem những người vệ sĩ này lên núi cho nên để những người vệ sĩ này ở lại dưới chân núi chờ bọn họ đi xuống thành đại hải khẽ gật đầu chỉ vào đường tuấn và vân thường nói với mấy vệ sĩ, hai vị này lần lượt là Ngài Đường và Cô Trình, là khách quý của ta. Ngài Đường và Cô Trình đều là cao thủ, các người không được vô lễ. Ông ta vốn muốn gọi là Đường Tuấn thay vì Ngài Đường, cảm thấy rằng chuyện này quá thu hút sự chú ý của người khác, sợ khiến cho Đường Tuấn không thích, cho nên tạm thời đổi giọng. Mười tên vệ sĩ nghe vậy, không nhịn được nhìn về phía Đường Tuấn và Trình Vân Thiên. Vẻ ngoài của Trình Vân Thiên còn đẹp hơn so với Thành La Vân một bậc, lại tu tập võ đạo từ nhỏ, tính tình linh hoạt, làm cho đám vệ sĩ này cũng có chút mất hồn. Cô bây giờ đang ở ngưỡng cửa của cảnh giới chân khí, lúc nào cũng có thể đột phá, hơi thở có chút không tự chủ được, trong lúc mơ hồ khiến cho mấy vệ sĩ có cảm giác không thở nổi, quả thực là có phong độ của cao thủ. chương 768, chưa từng nghe tới. Người dẫn đầu có lẽ 30 tuổi, cao gần 1m9, sức khỏe có chút to lớn mạnh mẽ, trên người lộ ra hơi thở lạnh lùng những vệ sĩ khác nhìn về phía cậu ta ánh mắt đều không tự chủ được mà mang một chút e ngại nhìn dáng vẻ cậu ta chắc hẳn là đội trưởng của đám vệ sĩ này thành đại hải nghe vậy gật đầu nói đã tốt rồi hôm nay chúng ta sẽ lên đường về nhà người đàn ông này tên là phó cường là ông ta dùng giá cao thuê tới từ đoàn lính đánh thuê ở nước ngoài đặc biệt phụ trách an toàn của ông ta và thành la vân phó cường nhẹ nhàng gật đầu phân phó liên tiếp mấy mệnh lệnh một đám vệ sĩ đều tự đi chuẩn bị mà cậu ta không hề rời đi ngược lại chủ động tới chào hỏi trình vân thiên lộ ra một nụ cười tự nhận là ôn hòa nói cô trình tôi tên là phó cường tôi từng làm việc cho đoàn lính đánh thuê vũ lâm ở nước ngoài mấy năm không biết cô trình đến từ nơi nào năng lực từ trên người của trình vân thiên phó cường cảm giác được không tầm thường khí thức trên người tình cờ lộ ra ngoài chắc chắn không yếu hơn cậu ta lớn lên xinh đẹp động lòng người như vậy Đương nhiên cậu ta muốn kết bạn một chút, nói không chừng còn có thể tạo ra một đoạn tươi đẹp. Theo Phó Cường thấy, dáng dấp của mình không tệ, lại có thực lực mạnh mẽ. Không phải con gái sùng bái nhất là Cường giả sao, giống như Thành La Vân, mình chỉ tình cờ giảng dạy cho cô ta mấy chiêu, cô nhóc này lại sùng bái đến mức kinh khủng, ngày nào cũng theo sau lưng cậu ta, muốn cậu ta chỉ dạy võ kỹ. Cô nhóc Thành La Vân này làm sao có thể so sánh được với cô gái trưởng thành như Trình Vân Thiên, cho nên khi vừa nhìn thấy Trình Vân Thiên, cậu ta cũng có chút động lòng, không thể chờ đợi muốn làm quen một chút. Chưa từng nghe tới, Trình Vân Thiên nhíu mày, thản nhiên nói, dứt khoát từ chối phó cường. Bản thân cô là đại tiểu thư của nhà họ Trình ở phương Nam, thân phận cao quý tới cỡ nào, có lẽ cũng có đoàn lính đánh thuê có thể làm cho cô nhớ tới, nhưng cũng là mấy người đứng đầu ở giới lính đánh thuê. Còn phó cường nói tới đoàn lính đánh thuê Vũ Lâm gì đó, cô thật sự là chưa từng nghe tới. Phó Cường nghe vậy, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Cậu ta cố nặn ra một khuôn mặt tươi cười, chuẩn bị giải thích một chút với Trình Vân Thiên về lai lịch của đoàn lính đánh thuê Vũ Lâm, đã từng cùng cậu ta lập nên chiến tích huy hoàng. "Đi thôi, tôi có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút." Đường Tuấn bỗng nhiên nói chuyện, cắt đứt ý nghĩ của Phó Cường. Thành Đại Hải vội vàng nói, "Ngài Đường, mời tới bên này." Nói xong, liền ở phía trước dẫn đường. Trình Vân Thiên có chút lo lắng nhìn Đường Tuấn, rất tự nhiên mà kéo tay của anh lại, nói: "Không sao chứ?" Sắc mặt Đường Tuấn nhìn có chút tái nhợt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Đầu tiên là truyền đạo, sau đó lại mất đi một giọt máu tươi, hơn nữa trước khi đi còn đối kháng tinh thần với Hòa thượng Câm Niếc kia, khiến cho Đường Tuấn nhìn có chút suy yếu. Thành La Vân ở một bên khác đỡ lấy Đường Tuấn, nói: "Ngài Đường, lần này cha tôi lái xe Avi tới, anh ở chỗ này nghỉ ngơi đi." Chương 769 có phải đã đánh thức anh rồi không? Đội trưởng phó, dáng vẻ của cậu nhóc kia vô cùng suy yếu như vậy cũng được coi là cao thủ. Ông chủ cũng coi chuyện nhỏ nói thành to mà. Một tên vệ sĩ đi về phía phó cường báo cáo tình hình, đúng lúc nhìn thấy một cảnh tượng này, không khỏi cười khẩy nói, sau khi rời khỏi núi yên tử lại mệt mỏi thành dạng chó như vậy, ha ha, nếu như vậy cũng nói là cao thủ. Thì đội trưởng anh chẳng phải là cao thủ trong cao thủ sao? Được rồi, dù sao cũng là khách quý của ông chủ, nói chuyện chú ý có chừng mực một chút." Phó Cường trầm giọng nói. Nhưng trong mắt cậu ta lại lộ ra vẻ tán thành mà coi thường, vốn dĩ thân thể gầy yếu của Đường Tuấn kia rất không xứng với danh hiệu cao thủ, bây giờ nhìn dáng vẻ ngay cả đi đoạn đường núi cũng kêu mệt mỏi, thì đây được tính là cao thủ gì chứ? Cậu ta lắc đầu, thầm thở dài nói, không biết Thành Đại Hải tìm được tên này từ xó xỉnh phiền phức nào, đoán chừng lại bị người khác gài bẫy. May mắn có tôi bảo vệ. Nếu không thì nhà họ Thành này đã sớm bị người ta giết chết không biết bao nhiêu lần rồi. Đường Tuấn từ lúc ngồi vào bên trong khi tỉnh lại, đã là hoàng hôn. Ngoài cửa sổ xe, ánh nắng chiều chiếu xuống, trải lên cho mặt đất một bộ màu vàng chói lọi. Thế mà nghỉ ngơi 10 giờ mới điều chỉnh được, trong lòng Đường Tuấn thở dài một tiếng. Lúc này anh đang ngồi trên xe AV của Thành Đại Hải, là xe được chế tạo đặc biệt, không gian rất lớn, chứa 8-9 người cũng không thành vấn đề. Trừ anh ra hai cha con thành đại hải trình vân thiên còn có đội trưởng vệ sĩ phó cường đều ở trên xe phó cường đang nói chuyện cùng với thành đại hải sắc mặt thành đại hải nhìn có chút không tốt hiển nhiên không phải là chuyện tốt gì nhìn thấy đường tuấn tỉnh lại trình vân thiên vội vàng hỏi anh thấy trong người thế nào rồi đường tuấn nói cũng gần khỏi rồi thành la vân vỗ ngực lè lưỡi nói ban nãy chú thật đúng là dọa chết người mà nếu không phải có cô trình ngăn cản cha cháu đã phải đưa chú đến bệnh viện rồi. Đường Tuấn cười khổ một tiếng. Gương mặt xinh đẹp của Trình Vân Thiên ửng đỏ lên, nói cô bé vốn không quen biết anh, sao lại tận tâm tận lực như vậy? Mắt Đường Tuấn nhìn ra cảnh phía ngoài cửa sổ, nói, chỉ là lòng nhiệt huyết dâng trào thôi, xem coi có duyên với nhau hay không. Khốn nạn, tên Vương Hồng Huy nhân lúc tôi không có ở đây dám làm ra loại chuyện này. Đúng lúc này ở trên đầu xe, bỗng nhiên thành đại hải gầm rú lên. "Làm sao?" Đường Tuấn lên tiếng hỏi. Thành Đại Hải nghe vậy, xoay người đi nhanh tới, áy náy nói, "Anh Đường, thật ngại quá. Có phải đã đánh thức anh rồi không?" Đường Tuấn lắc đầu, nói, "Đã xảy ra chuyện gì?" Thành Đại Hải cười khổ một tiếng, lúc này mới giải thích chuyện đã xảy ra một cách chậm rãi. "Chương 770, anh cho là cơ thể của mình rắn hơn cây côn sắt này sao?" Thành Đại Hải nói, "Nếu là công ty khác" đương nhiên tôi sẽ không giận dữ như vậy. Chỉ là công ty này đã từng tìm đến tôi để nói chuyện hợp tác, nhưng tôi nghe người ta nói tiền vốn của bọn họ có vấn đề, mà làm ăn cũng không sạch sẽ. Cho nên ngay lập tức tôi đã từ chối hợp tác với bọn họ. Chân mày của anh ta cao lại, ngữ khí nghiêm nghị nói, hơn nữa ngay lúc tôi đang nghi ngờ về bệnh tình của La Vân thì họ cũng đã tạo mối quan hệ với công ty thuốc Long Đức. Lúc ấy La Vân tham gia tranh tài ở cuộc thi Taekwondo cũng chính là do bọn họ tài trợ cho ban tổ chức, bây giờ nhớ đến mới thấy trong đó còn rất nhiều điểm đáng ngờ, chẳng qua là lúc đó tôi bận nhiều chuyện khác cho nên cũng không để ý. Hóa ra là như vậy, Đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu. Thành Đại Hải sốt ruột vì con ốm, thế mà bây giờ đã bị cấp dưới cướp mất công ty, cũng rất có thể đối tác sẽ làm tổn hại đến con gái của anh ta, cũng khó trách được Thành Đại Hải tức giận như thế. Ông chủ có khả năng chuyện này không dễ xử lý. Phó Cường lên tiếng nói. Ánh mắt của Thành Đại Hải, Thành La Vân lập tức nhìn về phía cậu ta, trong lòng Phó Cường có chút đắc ý, nói ông chủ, anh có còn nhớ rõ người vệ sĩ đi bên cạnh ông chủ của công ty thuốc Long Đức bấy giờ không? Thành Đại Hải suy nghĩ một lát, nói ý cậu nói là Sơn Bá. Phó Cường gật đầu, nói nếu như tôi đoán không nhầm, rất có thể Sơn Bá là một cao thủ võ thuật, mà thực lực so với tôi thì mạnh hơn rất nhiều cao thủ võ thuật, sắc mặt thành đại hải hơi biến đổi, nhìn về phía Đường Tuấn. Mấy ngày này, anh có biết đến một cao thủ võ thuật rất khủng bố. Có thể bay lên không trung hàng mấy chục mét, thậm chí có thể triệu hồi sấm sét, giống như thần tiên vậy. Trước đây ngay cả nghĩ anh cũng không dám nghĩ tới, nhưng bây giờ thật sự lại xảy ra với anh. Nếu là vị sơn bá kia đáng sợ giống như lời Đường Tuấn đã nói, vậy ngay cả ý nghĩ phản kháng cũng không có vẻ mặt đường Tuấn lại trở lại bình thường. Khi mới gặp Phó Cường, ngay lập tức anh đã nhìn ra lực lượng của đối phương đang trong giai đoạn nội lực trung kỳ, cho nên cũng không có gì quá bất ngờ khi cậu ta biết về giới võ thuật. Phó Cường nhìn thoáng qua trình Vân Thiên, giọng điệu có phần ngạo nghế, nói ông chủ, giới này cũng không an toàn như anh tưởng tượng đâu. Anh cũng không cần biết giới võ thuật là cái gì, chỉ cần biết rằng người trong giới võ thuật đều không phải loại tầm thường, một người bình thường như anh không thể có võ công như vậy, chọn đại một người trong giới võ thuật cũng có thể giết người vô cùng nhẹ nhàng mà không để lại chút dấu vết nào. Mà tôi, cũng là một cao thủ võ thuật. Chính miệng cậu ta nói điều này, chắc chắn sẽ khiến Thành Đại Hải vô cùng bất ngờ, dọa đến bật ngửa ra đất. Nhưng không ngờ tới Thành Đại Hải chỉ hơi run sợ một chút, ngay cả cô bé Thành La Vân cũng không quá bất ngờ. Đương nhiên Phó Cường không biết bọn họ đã gặp phải thứ gì trên núi Yên Tử, trong lòng của cậu ta giận dữ, nói ông chủ, Chắc là anh còn không biết người trong giới võ thuật mạnh đến mức nào đúng không? Cho nên mới có thể bình tĩnh như thế. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 771 không biết tôi là ai sao? Phó Cường nghe vậy, cười nhạo, lắc đầu nói, thật ra trong giới võ thuật cũng có những cao thủ có thể bay lên được, nhưng điều này chỉ xảy ra với cao thủ ở trong truyền thuyết mà thôi. Mặc dù sơn bá rất mạnh, nhưng tuyệt đối không phải kiểu cường giả kia nếu như không thể sử dụng cách nào khác thì cứ bắt gọn anh ta là được cha con thành đại hải nghe vậy thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía đường tuấn trong lòng bình tĩnh trở lại làm sao đường tuấn lại không biết bọn họ đang nghĩ gì cười nói yên tâm đi nếu tôi đã đáp ứng cậu thì chắc chắn tôi sẽ ra tay cảm ơn anh đường thành đại hải kính cẩn nói đường tuấn chính là kiểu người thần tiên mà phó cường nói tới nếu có anh ra tay thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi Phó Cường sướng sờ ngay tại chỗ, thất thanh nói, ông chủ, không phải anh muốn giao chiến cùng với Sơn Bá đó chứ? Thành Đại Hải nói, có anh đường ra tay, thì đến 10 Sơn Bá cũng không phải là đối thủ. Phó Cường nín bặt, đó là ý gì? Cậu ta nói rõ ràng như vậy, thế mà Thành Đại Hải còn trông cậy vào một tên nhóc kêu mệt khi đang trên đường leo núi. Cậu ta quan sát đường Tuấn, khóe miệng mấp máy, nhưng lại không nói thêm gì nữa. Hừ, tôi đã nói hết lời rồi, nếu các anh một mực u mê như vậy thì đến lúc đó có bị đánh chết thì cũng đừng quay lại trách tôi. Còn đánh người người như Sơn Bá Á, đánh người người như các anh còn nghe được. Trong lòng Phó Cường thầm thì, tìm một chỗ để ngồi xuống. Đến tầm 10 giờ tối, đám người đường Tuấn mới trở về nhà ở thành phố Hải Phòng. Một đội xe trùng trùng điệp điệp lái vào sân của một ngôi biệt thự nằm ở vùng ngoại ô thành phố Hải Phòng. Đèn trong biệt thự bỗng chốc sáng lên, bên trong còn truyền ra tiếng cười nói rôm rả. Đoàn xe dừng lại, Đường Tuấn và đám người Thành Đại Hải bước xuống từ trên xe. Hơn 10 người vệ sĩ chạy ra sân, vây quanh đám bọn chúng. Trong tay bọn họ cầm theo gậy cao su, vẻ mặt thù hằn dõi theo bọn họ. Mấy người làm cái gì vậy? Không biết tôi là ai sao? Thành Đại Hải quát. Không đợi bọn vệ sĩ trả lời, cửa biệt thự bị đẩy ra, sau đó một người đàn ông trung niên đi ra. Người đàn ông này hơn 40 tuổi, mặc Âu phục Armani, trên tay đeo đồng hồ vàng phong cách ăn mặc toát lên vẻ giàu có. Anh ta đứng trên bạc thang trong sân, nhìn xuống chỗ thành đại hải, nói, thì ra là ông chủ thành trở về. Sao, anh đã tìm được bác sĩ chữa bệnh cho đứa con gái bảo bối của anh chưa? Vương Hồng Huy, cậu muốn làm gì? Tôi để cậu quản lý công ty thay tôi, cậu không chỉ giấu giếm tôi ký kết hợp đồng với Long Đức mà còn vào nhà của tôi. Cậu muốn tạo phản sao? Bộ dạng của thành đại hải kính cẩn trước mặt đường Tuấn, dù sao anh ta cũng đường đường là một ông chủ, vừa mới về tới nhà mình, đã lập tức lộ ra vẻ hống hách sai khiến hất hàm của ông chủ. Rồi lại còn quát hỏi, làm cho người đối diện sững sờ, hiển nhiên uy lực của thành đại hải những ngày bình thường là rất cao. Hôm nay nếu như cậu không cho tôi một lời giải thích, có tin tôi sẽ cho cậu cút ngay khỏi thành phố Hải Phòng này không? Thành đại hải lãnh đạm nói. Trường 772 nếu không, chỉ sợ sẽ gặp phải rắc rối to. Phó Cường đã sớm chuẩn bị rất kỹ càng, ngay khi Thành Đại Hải nói xong, cậu ta nhìn thoáng qua Đường Tuấn, ánh mắt ấy phảng phất như thể để xem ai mới gọi là cao thủ. Phó Cường không hổ là đạt đến mức cao thủ nội lực tầm trung, thân hình khẽ động đậy, trực tiếp vây mấy tên vệ sĩ của bọn họ lại. Sau đó bỗng dưng nhảy lên như một con đại bàng, nhào về phía Vương Hồng Huy đứng chỗ cổng. Nội lực của cậu ta không quá mạnh mẽ, cho nên chỉ có thể hạ gục được tên cầm đầu Vương Hồng Huy khi đối mặt với sự ác liệt tột cùng này vẻ mặt của vương hồng huy không chút thay đổi ngược lại khóe miệng lại cong lên một bóng người xuất hiện trước mặt vương hồng huy lướt thướt như bóng ma bùm thân ảnh kia xuất hiện đã chạm vào người của phó cường cánh tay của cậu ta giống một nhánh cây nhìn có chút gầy guộc còn nhỏ hơn cả bắp đùi của một người phụ nữ nhưng sau khi hai người họ đấu với nhau một lát sau phó cường đã trực tiếp bị đụng bay ra ngoài rơi ở bãi cỏ trong sân khóe miệng chảy máu một đòn thành công, lập tức phân thắng bại. Lúc này đám người mới thấy rõ bộ dạng của những người ở đây. Sắc mặt của người đàn ông lớn tuổi có chút hoảng sợ, nước da vàng vọt, da mặt sệ, xương trên khuôn mặt nổi rõ. Thân hình của ông ta thấp bé, như thể chỉ cần một cơn gió thổi cũng sẽ bị cuốn đi mất, với hai bộ râu ngắn màu trắng xám khiến người ta có cảm giác một lão già hèn mọn. Ai mà nghĩ rằng một ông lão với hình dạng như vậy lại chỉ cần một đòn đã đánh bay phó cường sơn bá phó cường và thành đại hải nhìn thấy người này đồng thời hô to ông lão đứng trước bọn họ chính là sơn bá vệ sĩ thân cận của ông chủ tập đoàn long đức đây là chuyện của tập đoàn nam thành chúng tôi từ khi nào lại đến phiên long đức các người xen vào thành đại hải nhíu mày nhìn về phía sơn bá trầm giọng nói sơn bá lắc lắc tay diếu cợt nói xem ra ông chủ thành vẫn không hiểu hiện tại long đức chúng tôi và nam thành đã về cùng một nhà ông chủ của chúng tôi biết bên cạnh cậu có một vị cao thủ võ thuật, cho nên mới cố ý để tôi tới tiến các cậu một đoạn đường. Bỗng nhiên hai mặt ông ta híp lại nhìn về phía thành La Vân và Trình Vân Thiên Uyển chuyển thân thể mềm mại, bắn ra ánh mắt làm lạnh cả sống lưng, cười ha ha, liếm môi nói, không nghĩ tới ông chủ thành còn trở về cùng với một cô cô, xem ra lão già này tới đây không uổng công. Phó Cường thầm nghĩ trong lòng mọi chuyện không ổn, mặc dù tuổi của Sơn Bá này đã rất cao, nhưng lại rất có hứng thú với những cô gái xinh đẹp. Lúc trước có thể bị tập đoàn Long Đức mua chuộc, nguyên nhân này chiếm hơn phân nửa. Trong khoảng thời gian ông ta ở thành phố Hải Phòng, dường như chỉ cách một đoạn thời gian ngắn thì ngay lập tức báo đài lại đưa tin về một vụ án mất tích của một cô gái trẻ xinh đẹp, nhưng vì không tìm thấy bất kỳ chứng cứ nào cho nên cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Cô Trình không biết có phải là đối thủ sơn bá hay không. Nếu không, chỉ sợ sẽ gặp phải rắc rối to. Phó Cường thầm nghĩ trong lòng chương 773, muốn chết sao? Phó Cường lắc đầu, thầm nghĩ, bây giờ là lúc nào rồi mà mà cô bé kia còn mang họ đường ra để bảo vệ mình. Nếu ông quỳ xuống, và một trăm cái vào miệng mình thì tôi có thể sẽ cân nhắc tha cho ông một mạng. Đúng lúc này, một giọng nói nhàn nhạt, vang lên. Sơn bá có hơi sửng sốt một chút, sau đó nhìn đường Tuấn giống như một kẻ ngốc vậy, nói, để tôi quỳ xuống tự vả và vào miệng mình, cậu cho rằng cậu là cao thủ tông sư sao? ông ta đã đạt đến đỉnh cao của sức mạnh trong toàn bộ cơ thể của mình cho nên mới có thể đánh phó cường bị thương ngày bình thường thực lực này cũng đủ để hoành hành ngang dọc thành phố hải phòng làm sao có thể để đường tuấn trong mắt tên nhóc này đúng thật là thích giả vờ thành người tài giỏi phó cường thấp giọng lẩm bẩm trong mắt lộ ra vẻ khinh thường này đường tuấn than nhẹ một tiếng sau đó đi về phía trước đánh chết nó cho tôi đúng là tên nhóc không biết sợ trời sợ đất Sơn bá quát to về phía đám vệ sĩ. Trước đó đám vệ sĩ kia cũng đã từng bị phó cường đánh cho tan tành, nghe vậy lập tức bao vây đường Tuấn, nhe răng cười, quơ quơ cây gậy cao su trong tay. Bọn họ không thể đánh được một võ sĩ nội lực như phó cường, nhưng đối phó với một người bình thường thì dễ như trở bàn tay. Bùm, bùm, bùm. Cây gậy cao su của bọn họ còn chưa chạm vào người đường Tuấn, thì ngay lập tức đã bị một sức mạnh vô hình bắn bay ra ngoài. M Thanh mười mấy vệ sĩ kêu la lên trong sân, sau đó đám vệ sĩ này kêu thảm ngã trên mặt đất, cảm thấy xương cốt toàn thân như bị vỡ ra, không thể đứng dậy được. Phóng ra nội lực sao? Cậu là cao thủ tông sư? Nét tươi cười đắc ý trên mặt Sơn Bá tươi đột nhiên trở nên cứng đờ, thất thanh nói. Vừa rồi cả tay Đường Tuấn đều không động đậy, mà đám vệ sĩ kia đã trực tiếp bị đẩy lùi, đây chính là nội lực phóng ra làm sao sơn bá lại không nhận ra được cảnh giới mà ngày ngày mình từng mơ ước anh ta là tông sư hai mắt phó cường lộ ra vẻ kinh ngạc đến bây giờ vẫn không thể tin được trong đầu cậu ta không ngừng vang lên không ngừng quanh quẩn một câu anh ta vậy mà là cao thủ thật sự rất nhanh sau đó đường tuấn đi tới trước sân nhà cách sơn bá chỉ có vài bước phù phù sơn bá quỳ xuống cúi đầu giọng điệu run rẩy nói lão già này không biết tông sư ở ngay trước mặt xin tha lỗi đường tuấn đang chuẩn bị nói chuyện bỗng nhiên sơn bá hiện nguyên hình như báo đi săn mồi trong tay cầm một cây dao găm đâm về phía đường tuấn cười nhe răng ra vẻ đắc ý lúc trước ông ta quỳ xuống chỉ là để cho đường tuấn buông lỏng cảnh giác sau đó tìm cơ hội để móc con dao găm đặc chế này ra bên trên con dao găm có bôi một lớp thuốc độc chỉ cần bị chảy ra kể cả tông sư đều phải chết muốn chết sao đường tuấn khẽ quát một tiếng anh không tránh không né, bàn tay trực tiếp bắt lấy con dao găm. Thành công, trong lòng Sơn Bá vui mừng. chương 774, tìm người xử lý. Cơn đau do gãy tay đột nhiên ập tới, Sơn Bá cũng không còn sự đắc ý và tự tin trước đó. Toàn thân ông ra run lẩy bẩy lên, ánh mắt lộ ra vẻ oán hận. Vậy ông đi chết trước đi. Đường Tuấn nói một cách bình tĩnh, sau đó lấy một bàn tay đập vào trên đầu Sơn Bá, đầu sơn bá lập tức chảy máu, ánh sáng trong mắt dần dần mờ nhạt. Ông ta đến chết cũng không tin nổi vậy mà mình lại chết ở chỗ này. Lạch cạch, mấy tên vệ sĩ cầm gậy cao su nhìn thấy cảnh này, trực tiếp bỏ gậy trên tay xuống đất, sau đó quỷ gối, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Trong lúc nhất thời, cả không gian trở nên tĩnh mịch lạ thường. Vương Hồng Huy thấy đường Tuấn chỉ cần đúng một đòn có thể hạ chết sơn bá, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hai chân mềm nhũn ra, trực tiếp quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ, đừng giết tôi. Anh muốn cái gì tôi cũng đều đáp ứng cho anh. Đường Tuấn liếc anh ta một cái, biết tên nhóc này đã bị dọa cho sợ mất mật. Vương Hồng Huy cũng coi như là có chút tiếng tăm ở trong thành phố Hải Phòng, trong công việc làm ăn cũng có những lúc gặp phải đối thủ khó ưa, cũng sẽ vận dụng một chút thủ đoạn phi thường. Nhưng cũng đều là góp tiền, còn người khác thì góp sức. Ở trong mắt anh ta Sơn Bá đã là một tồn tại giống như cao nhân. Nhưng bây giờ ở ngay trước mặt anh ta, Sơn Bá bị đường Tuấn đầu tiên là kéo đứt cánh tay, sau đó dùng một đòn đánh chết. Máu chảy tại chỗ, tàn bạo vô cùng. Cái này đã vượt ra khỏi ranh giới cuối cùng mà anh ta có thể tiếp nhận, nào còn dám chống cự. Đường Tuấn quay người giao nhiệm vụ cho Thành Đại Hải nói, tìm người xử lý. Thành Đại Hải đồng ý, ngược lại anh ta cũng không chút giật mình. Dù sao Đường Tuấn giống như nhân vật thần tiên vậy, giết Sơn Bá đơn giản cũng không có nghĩ lý gì. Phó Cường do dự một chút, đi tới, khom lưng nói với Đường Tuấn, trước đây không biết anh Đường là cao thủ tông sư, xương hô cũng không phải phép, xin anh đừng chấp nhặt với tôi. Đường Tuấn khoát tay áo, cũng không có tâm tư để mà so đo. Phó Cường chỉ là người luyện võ có nội lực ở tầm trung, nhân vật nhỏ bé như vậy sao anh có thể để trong mắt được. Trở thành đại hải sắp xếp mọi việc ổn thảo xong, đông đảo vệ sĩ đi sau. Đường Tuấn mới nói với Vương Hồng Huy, theo tôi đi vào. Vương Hồng Huy lập tức như được đại xá, thân thể dường như cong thành 90 độ ở sau lưng Đường Tuấn. Trình Vân Thiên, cha con Thành Đại Hải còn có phó cường vội vàng đi vào theo. Phòng khách bên trong biệt thự rất lớn, trên bàn còn có một bình Lafite năm 1982 đang mở, hiển nhiên rằng vừa rồi Vương Hồng Huy và Sơn Bá cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm. Đường Tuấn ngồi ở trên ghế salon, nhìn về phía Thành Đại Hải, hỏi, dù sao bây giờ cũng nên nói đi nếu chỉ vì công ty của cậu hợp tác với long đức cũng không cần thiết phải sử dụng thủ đoạn như vậy chắc chắn cậu phải có gì đó khiến người ta nhớ thành đại hải nghe vậy lông mày nhíu lại lúc này cũng có chút không hiểu bàn về quy mô vốn liếng của công ty long đức thì lớn hơn nhiều so với nam thành không cần thiết dùng loại thủ đoạn này vương hồng huy một bên vội vàng nói anh đường tôi biết ở trong đó có nguyên nhân đường tuấn nhìn anh ta một chút ra hiệu cho anh ta nói tiếp Chương 775, gốc dược liệu kia đang ở đâu? Vương Hồng Huy vội vàng nói, tất cả đều là bởi vì lúc trước ông chủ thành đã lục soát ở thị trường thuốc cả trăm năm. Dường như Thành Đại Hải nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc nói, cái cậu nói tới là đoạn cây khô kia. Ngay lập tức Vương Hồng Huy vội vàng gật đầu, nói, đó cũng không phải cành cây khô gì. Sau khi tôi ký kết hợp đồng với tập đoàn Long Đức, Sơn Bá mới để lộ ra một tin đồn, nói đoạn cành khô kia là cái gì mà dược liệu trăm năm. Còn nói cái này có thể chữa trị nội thương, dù sao thì nghe cũng rất mơ hồ. Lòng đức vì đoạn cảnh khô này mới ra tay với công ty của chúng ta. Dược liệu trăm năm, đường Tuấn khẽ nhíu mày, chỉ là một gốc dược liệu trăm năm mà thôi, làm sao đáng giá để một người luyện võ ở cảnh giới chân khí ra tay, cho thành La Vân gieo xuống nội công. Nếu là dược liệu ngàn năm còn nghe được, trong lòng đường Tuấn còn có một chút nghi ngờ, đối phương đều có cao thủ tông sư. Nếu như đối phương muốn lấy đi gốc dược liệu quý hàng trăm năm kia từ trong tay Thành Đại Hải mà thần không biết quỷ không hay thì rất đơn giản, vì sao còn muốn phức tạp hóa lên như vậy? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng. Trừ khi cao thủ tông sư của đối phương kia không muốn ra mặt hoặc không tiện ra tay, cho nên mới cần dùng đến loại thủ đoạn này. Gốc dược liệu kia đang ở đâu?" Đường Tuấn hỏi. Thành Đại Hải nhìn về phía Vương Hồng Huy, sau khi anh ta rời đi cũng là lúc đem gốc dược liệu giao cho Vương Hồng Huy trông giữ. Trên mặt Vương Hồng Huy lộ ra biểu cảm khó coi, nói, sau khi ký kết hợp đồng với Long Đức, bọn anh mở miệng muốn đoạn cành khô kia, lúc ấy tôi cũng không cần nó cho nên đã trực tiếp đưa cho bọn họ. Sắc mặt thành đại hải trầm xuống, ngay lập tức muốn lôi Vương Hồng Huy ra gian dạy cho một bài học, lại bị Đường Tuấn ngăn cản, người của Long Đức đang ở đâu. Vương Hồng Huy tranh thủ thời gian nói, gần đây nhất cha con nhà họ Giang đều ở trong cơ quan đầu não của thành phố Hải Phòng. Mấy năm nay Long Đức làm ăn rất lớn, trong khoảng thời gian này còn xây dựng mối quan hệ với tập đoàn Mân Thanh, nghe nói còn là hợp tác. Buổi tối ngày mai, bọn họ sẽ mở tiệc rượu ở một khách sạn 5 sao cao cấp tại thành phố Hải Phòng, muốn mở tiệc chiêu đãi một vị cao cấp ở tập đoàn Mân Thanh. Tập đoàn Mân Thanh, Thành Đại Hải nghẹn ngào. Cùng là trong ngành dược liệu, trong khoảng thời gian anh ta làm sao lại không biết tin tức về tập đoàn Mân Thanh đang được truyền đi xa? Khoảng thời gian trước nhà họ Phạm của tập đoàn Thiên Tinh và nhà họ Mộc của tập đoàn Dương Mộc đồng thời cầm trong tay một lượng lớn cổ phần chuyển nhượng cho tập đoàn Mân Thanh, bởi vậy tập đoàn Mân Thanh nhảy lên trở thành công ty về dược liệu xếp thứ 10 trong nước Việt Nam. Hơn nữa Thành Đại Hải còn nghe người ta nói, sở dĩ nhà họ Phạm và nhà họ Mộc cúi đầu là bởi vì vị chủ tịch thần bí kia của tập đoàn Mân Thanh. Nói là vị kia có năng lực của thần tiên, còn có người truyền miệng nói thân thế của người này rất kinh người, cho nên mới có năng lực đè ép nhà họ Phạm cùng nhà họ Mộc. Dù sao có rất nhiều các phiên bản truyền miệng, nhưng không thể nghi ngờ, vị này tuyệt đối không phải người bình thường. Đối với tập đoàn Mân Thanh lớn mạnh như thế, cấp độ của Thành Đại Hải này căn bản không có cơ hội được tiếp xúc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 776, bên phía Sơn Bá có tin tức gì không? Theo Thành Đại Hải nghĩ, mặc dù Đường Tuấn có thể giống với thần tiên trên trời, nhưng dù sao cũng là người nội lực dưới con quái vật khổng lồ như tập đoàn Mân Thanh, thì thực lực của người này quả thực quá đối tầm thường. Hơn nữa người ta cũng truyền tai nhau vị đứng đầu tập đoàn Mân Thanh kia cũng có khả năng hết sức phi phàm. Biết rồi, trước khi trời tối lấy giúp tôi thiệp mời vào tiệc rượu của Trương Minh ở tập đoàn Long Đức, đến lúc đó tôi đi xem một chút. Đường Tuấn Thuận miệng nói. Trình Vân Thiên nhìn bộ kia lo lắng của thành đại hải, cảm thấy buồn cười. Nếu để cho anh ta biết đường Tuấn chính là vị chủ tịch thần bí của tập đoàn Mân Thanh kia, không biết có kinh ngạc đến mức rất cầm hay không. Nhìn thấy đường Tuấn vẫn không để để tâm đến bộ dạng này, thành đại hải chỉ có thể ngượng ngùng ngậm miệng. Mà lúc này trong trung tâm thành phố Hải Phòng, trong một tòa nhà cao tầng nhất. Đọc tiếp tại Tam Linh 247 nhé. Một người mặc âu phục dày da, vô cùng uy nghiêm, nét mặt người đàn ông trung niên này đang nghiêm túc quan sát cảnh đêm thành phố Hải Phòng. Trong tay anh cầm một chén rượu đỏ, nhấp một hớp, khóe miệng cứng rắn bỗng nhếch lên như một lưỡi dao lạnh lẽo, nói: "Chờ ngày mai sau khi ký kết hợp đồng với tập đoàn Mân Thanh, ngay lập tức tập đoàn Long Đức chúng ta hoàn toàn có thể đi ra khỏi thành phố Hải Phòng này, trở thành một trong 10 vị trí đứng đầu trong nước cũng không phải là không có khả năng." "Cha, nói tập đoàn Mân Thanh là bởi vì có vị chủ tịch thần bí chủ tịch mới có thể có được địa vị như bây giờ. Lần này tập đoàn Long Đức chúng ta có lão yến giúp đỡ, không thể so bì với vị kia. Đừng nói là 10 vị trí đầu bảng trong nước." mà ngay cả tập đoàn siêu Việt Mân Thanh cũng không thể nào. Một người đàn ông trẻ tuổi thanh tú từ đằng sau ra, trong tay cũng đang lắc lư một chén rượu đỏ, tự tin nói. Nếu có thành đại hải ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra hai người này, theo thứ tự là chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Long Đức Trang Long Sinh cùng con của anh Trang Khiết Nhuần. Trang Long Sinh nhẹ gật đầu, cũng cùng ý nghĩ với con trai. Bên phía Sơn Bá có tin tức gì không? Thành Đại Hải trở về rồi sao? Trang Long sinh hỏi trang khiết nhuần cười nói tạm thời chưa có tin tức gì cha cha cứ yên tâm đi có sơn bá ra tay lần này cha con thành đại hải chỉ có một con đường chết chỉ là phó cường cũng không phải đối thủ của sơn bá lần này không phải thay lão yến lấy gốc dược liệu kia thì sao chúng ra phải bận tâm nhiều như thế chỉ là tập đoàn nam thành mà thôi làm sao đủ tư cách để tập đoàn long đức để mắt tới trang long sinh đột nhiên hỏi lão yến bên kia thế nào rồi Gốc sược liệu kia cũng có thể để cho cậu ta phục hồi được chút ít sức lực. Bữa tiệc tối ngày mai không thể để xảy ra sơ suất, một khi để cho tập đoàn Mân Thanh biết được, cha con chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Trang khiết nhuần nói cha, cha cứ yên tâm đi. Sức khỏe của Lão Yến đã gần hồi phục rồi, chờ đến ngày mai ngay lập tức người của tập đoàn Thiên Thanh sẽ đến, nếu bọn họ chịu hợp tác, mọi chuyện cũng dễ nói hơn. Còn nếu không chịu hợp tác thì kết quả phải kết hôn với bọn họ. Nghe đến đó, trong mắt Trang Long sinh lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng anh ta tận mắt chứng kiến lão Yến ra tay quá kinh khủng, có thể làm đông một người sống sờ sờ ở đó thành băng. Lão Yến chỉ cần ở xa 10 mét búng tay một cái, đứa con gái của gia đình kia đã nhiễm bệnh nặng, làm cho thành Đại Hải chỉ có thể rời đi thành phố Hải Phòng để tìm kiếm phương pháp chữa trị con gái. Chương 777 đây là sự đồng thuận. Kể cả khi bị thương lão Yến cũng có năng lực đó, nếu sau khi khôi phục hoàn toàn không biết sẽ khủng bố đến mức nào nữa. Mọi người đều nói chủ tịch của tập đoàn Mân Thanh là cao thủ thần bí, sử dụng thủ đoạn như tiên. Ồ, đoán chừng đến lúc đó nếu như anh ta ra tay cũng không nhất thiết phải là đối thủ của anh. Trang Long sinh uống một ngụm rượu, trong mắt có vẻ hưng phấn. Vừa nghĩ tới tập đoàn Long Đức sắp bộc lộ tài năng, Trang Long sinh cảm thấy phấn khích. Dạng sáng ngày thứ hai, ngay lập tức Thành Đại Hải gửi một chiếc thiệp mời cho Đường Tuấn. Còn Vương Hồng Huy, tạm thời bị thành đại hải cho giam lỏng, tịch thu điện thoại và tất cả các công cụ truyền tin khác. Trình Vân Thiên và Thành La Vân thì ở trong sân đấu võ. Đương nhiên, Trình Vân Thiên cũng không sử dụng nội công, chỉ là sức mạnh thuần túy đã khiến cho Thành La Vân phải giật gấu vá vai, vô cùng chật vật. Trình Vân Thiên tu tập võ thuật giống như hòa mình vào công pháp võ thuật, không thể nào mang đi so sánh với Tây Côn Đô. Đường Tuấn thì ngồi ở trên ghế, tắm nắng sớm, máu trong cơ thể lưu thông, các mạch máu toàn thân được thông suốt. Bên trong nội tâm, Đường Tuấn có thể nhìn thấy kinh mạch của mình phát ra thứ ánh sáng như là được bôi một lớp bột bạc, vô cùng thần kỳ. Thần tàng quyết là do một mình tôi sáng tạo ra, không ai được tham khảo phương pháp. Dựa theo suy nghĩ của tôi, càng tu luyện thì càng uyên thâm, có thể từng bước mở ra kho báu bên trong cơ thể. Nhưng cho dù hiện tại tu vi của tôi quá nhỏ bé, chỉ giống như một người mù đi qua sông, chỉ có thể cố gắng từng bước từng bước một. Đường Tuấn nhắm mắt lại suy nghĩ. Mặc dù mỗi thời khắc anh đều tiếp thu được nhiều điều mới, nhưng những hiểu biết này đòi hỏi anh phải dần dần cố gắng. Đường đi vào núi của ngày mai ngày mốt còn cất giấu vô số những báu vật, nhất định đường Tuấn phải từ từ khám phá, xuất hiện một điều kỳ diệu nào đó, sinh ra bản lĩnh thần thông mới có khả năng được đứng ở trên đỉnh. Đừng đánh nữa, chị Trinh, cô đang sử dụng võ công gì vậy? Rõ ràng cháu muốn đánh vào cánh tay của cô, mà tại sao khi vừa chạm đến tay của cô thì ngay lập tức tự mình trượt sang một bên. Đúng thật là bực mình quá đi, Thành La Vân vô cùng buồn bã, chu cái miệng nhỏ, đứng ở một chỗ nghĩ linh tinh. Trình Vân Thiên cười nói, cái này gọi là thái cực. Trình Tuấn Vũ vốn sinh ra trong gia đình thái cực, Trình Vân Thiên nhận được được sự hướng dẫn tận tình của ông ra, cho nên đã nhuẩn nguyễn tất cả các chiêu thức trong thái, so với cái được gọi là thái cực quyền trên TV thì không biết nó mạnh hơn gấp bao nhiêu lần đôi mắt thành la vân lóe sáng nói thái cực cháu có thể học được không nhà đầu nhỏ bé này từ khi lên trên núi yên tử nhìn thấy đường tuấn cưỡi gió đánh bại đại thiên sư trương tiến chiết sau đó càng ngày càng nghe nhiều về giới võ thuật cô bé vốn không an phận cho nên càng khó nhịn được dường như mỗi lần giao chiến với trình vân thiên đều sẽ quấn lấy cô ta bảo chị trình truyền lại công pháp võ thuật cho trình vân thiên thở dài nói công pháp thì không thể truyền lại nhưng nếu cháu thực sự muốn học thái cực chờ khi cô về nhà họ trình hỏi qua ông nội của chị rồi tính tiếp. Truyền lại công pháp là chuyện lớn, đây là sự đồng thuận. chương 778 nội lực phóng ra. Thành La Vân nghe vậy, khuôn mặt lộ vẻ thất vọng. Con người của cô bé đảo quanh một vòng, nhìn về đường Tuấn ở một bên, nói anh đường, chú lợi hại như vậy, có thể dạy cho cháu một hai chương được không? Sau mấy ngày ở chung này, cô bé hiểu về tính cách đường Tuấn hơn rất nhiều, trong cách nói chuyện cũng không cần e ngại rụt rè như trước nữa mà cũng không ít lần nói chuyện tùy ý. Hồ đồ, anh Đường là người thế nào, anh tu tập võ công đến mức kinh thiên động địa, sao có thể tùy tiện truyền lại cho con được chứ? Thành đại hải thấy thế, quát con gái một câu, vừa nói chuyện, anh ta còn lặng lẽ nhìn về phía đường Tuấn, trong mắt có ẩn chứa vẻ ước ao, thầm nghĩ nếu thật sự La Vân có thể học được một nửa số chiêu thức của anh Đường, vậy thì nhà họ thành chúng tôi xin được thắp nhang cầu nguyện. Đường Tuấn đứng dậy, cười nói, nếu cháu đã muốn học như vậy, vậy chú sẽ dạy cho cháu ngay một chiêu thức. Nhưng có thể tiếp thu được ít hay nhiều cũng tùy thuộc vào khả năng của cháu. Ban đầu Thành La Vân cũng không có ôm nhiều hy vọng, cho nên sau khi nghe vậy vội vàng gật đầu như dã dò, nói cảm ơn đại ca đường. Mặt trình Vân Thiên lộ vẻ tò mò, lui qua một bên. Đường Tuấn đi ra giữa sân, hai tay của anh chống ra, dường như đang ôn một cái giống quả cầu vô hình, hai tay của anh đong đưa chậm rãi, nhẹ nhàng như một dòng nước, mang theo một lực rất mềm mại, phát họa ra từng vòng tròn bí ẩn. Mặt đất trong sân vốn dĩ đã bị bao phủ bởi rất nhiều lá rụng, dường như lúc này do sự tác động của đường Tuấn, vậy mà từng mảnh từng mảnh nhổ lên khỏi mặt đất, tụ hợp vào cái quả cầu vô hình bao quanh hai tay của đường Tuấn. Rất nhanh, quả cầu vô hình bị lá rụng lấp đầy, hóa thành một quả cầu hình trong vô hình được tạo thành từ lá cây. Cứ xoay tròn dưới sự tác động mạnh mẽ của đường Tuấn, Vù, đường Tuấn phất tay lên, quả cầu kia liền xoay tít giỏi lăn ra ngoài, va và vào gốc cây đại thụ ở ngoài sân, gốc cây to đến mức phải hai người mới có thể ôm được gốc cây đại thụ này. Bùm, như thể một tảng đá lớn nện vào cành cây, phát ra một tiếng tiếng vang trầm thấp, đếm không nổi số lá cây rụng xuống. Vừa mềm mại lại vừa cứng cáp, trong lòng Trình Vân Thiên có một chút cảm động, vô số những nghi vấn hiện lên trong lòng, mà giờ khắc này đã được hóa giải. Cô bé đưa một ngón tay ra kiểm tra, một tiên nội công được bắt ra từ giữa ngón tay của cô bé, bắn xuống dưới mặt đất, để lại ở đó một lỗ thủng rất sâu. Nội lực phóng ra. Vậy mà trong giờ khắc này Trình Vân Thiên đã đột phá đến cảnh giới chân khí, trở thành cao thủ tông sư. chương 779, ngưng nước thành băng. Nếu không phải lần này nghe nghe theo chỉ dẫn của Trình Tuấn Vũ đi theo đường Tuấn ra ngoài, thì cô bé sẽ cần ít nhất từ 3 đến 4 năm luyện tập khổ cực mới đột phá được cảnh giới chân khí nếu việc tu luyện gặp trục trặc, khả năng thời gian còn kéo dài lâu hơn nữa. Mà thỉnh thoảng đường Tuấn hướng dẫn, lại thêm hôm nay xem anh biểu diễn, cuối cùng đã cho phép Trình Vân Thiên thực hiện một bước cuối cùng, trở thành một tông sư. Đường Tuấn thản nhiên nói, đây chính là cơ hội của cháu. Hôm nay anh biểu diễn cũng chỉ là hưng phấn nhất thời mà thôi, không ngờ Trình Vân Thiên lại có thể học hỏi được nhiều từ anh như vậy. Thầy Đường, chiều này quả thật lợi hại, nó được gọi là gì? Thành La Vân không kịp chờ đợi nên đã hỏi. Đường Tuấn trầm tư một lát, nói chiêu này là Vân Thủ từ trong Thái Cực, cháu có thể gọi nó là Vân Thủ. Chiêu này chỉ là vừa rồi anh nhìn thấy Trình Vân Thiên đánh Thái Cực, nhất thời sáng tạo ra, cũng không phải chiêu thức gì kinh thiên động địa. Nhưng nếu Thành La Vân chăm chỉ luyện tập, cũng chưa hẳn là không thể phát huy nội lực. Vân Thủ, đôi mắt Thành La Vân lóe sáng, lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Sau khi kể cho Thành La Vân nghe những bí quyết trong, Vân Thủ, Đường Tuấn liền vào nhà. Trên mặt Thành Đại Hải không che giấu nổi vẻ vui sướng, anh ta thực sự vui mừng vì Thành La Vân học được một chiêu thức từ Đường Tuấn. Sau khi chuyển thư mời dự tiệc tối cho Đường Tuấn, Thành Đại Hải nói, anh Đường, tôi đã có tìm hiểu một số tin tức, có thể hữu ích cho anh. Lần này Trang Long sinh của tập đoàn Long Đức mời đại diện của tập đoàn Mân Thanh, là giám đốc và bạn gái của anh U Dương hóa ra là trung mập. Đường Tuấn cười nói, anh Đường, tối nay khi tham gia bữa tiệc anh tuyệt đối đừng nói như vậy. Nghe nói giám đốc Ninh ghét nhất việc người khác xưng hô như vậy, anh ta và chủ tịch tập đoàn Mân Thanh có quan hệ rất tốt. Một khi đắc tội với vị giám đốc này, sẽ không dễ làm ăn đâu. Thành Đại Hải nghe vậy, sắc mặt lập tức nghiêm nghị nhắc nhở Đường Tuấn. Đường Tuấn cười cười, cố ý thừa nước đục thả câu, cũng không có ý muốn giải thích với Thành Đại Hải. Còn có một việc này, anh đường anh phải chú ý một chút tôi nghe nói dường như trang long sinh đã lôi kéo được một vị cao thủ nào đó trong giới võ thuật tên là lão yến gì đó còn nói người kia có siêu năng lực ngưng nước thành băng thành đại hải nghiêm túc nói ngưng nước thành băng trong lòng đường tuấn khẽ sao động vị lão yến này hẳn là người đã ra tay với thành la vân chỉ là không biết có quan hệ như thế nào với vu môn nội công trên người thành la vân có mang theo một mùi của vu độc rất mạnh có thể tìm được một số tin tức về vu môn trên người của con bé. Đường Tuấn đã chiến đấu với nhiều người trong vu độc, và anh cũng hiểu một chút về phương pháp tu luyện của họ. Cho nên khi tiếp xúc với nội công bên trong của Thành La Vân, anh liền có thể nhận ra được. Đây cũng là nguyên nhân anh tìm tới Thành Đại Hải. Nghĩ tới những chuyện này, con mắt đường Tuấn hơi híp, trong mắt xẹt qua sát ý. chương 780, người này, anh ta là quản lý trong công ty của tôi. Mặc dù quy mô so ra thì kém hơn tiệc mừng thọ của ông chủ Hoàng phủ, nhưng vẫn hết sức kinh người. Nếu bữa tiệc chỉ có tập đoàn Long Đức và cha con nhà họ Trang thì rất nhiều người sẽ không đi để ý tới. Nhưng tiệc rượu lần này chủ yếu là vì chiêu đãi lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Mân Thanh, cho nên gần như tất cả nhân vật có tầm ảnh hưởng ở thành phố Hải Phòng đều có mặt, muốn mượn cơ hội làm quen với Ninh Đình Trung một chút. Bây giờ trong tay tập đoàn Mân Thanh nắm giữ nắm giữ hai loại thuốc mới là lấy bột tuyết cơ cùng thuốc thông thần. Mấy tháng này họ đã đạt được lượng tiêu thụ đáng kinh ngạc, đủ để cho người ta phải đỏ mắt muốn có được một miếng bánh. Thành Đại Hải đi vào khách sạn, rất nhiều đối tác kinh doanh đã chào hỏi anh ta. Cậu cứ coi tôi là cấp dưới của công ty là được. Đừng rêu sao, miễn đừng đánh cỏ động rắn. Đường Tuấn thấy thế, thấp giọng nói, sức lực của anh tuôn ra như thủy triều, bao trùm toàn bộ khách sạn, cũng không có bất kỳ phát hiện về người luyện võ nào. Mặt mập của Thành Đại Hải run lên muốn xem đường tuấn như thuộc hạ, chuyện như thế này nếu như không phải chính miệng đường tuấn nói thì ngay cả nghĩ anh ta cũng không dám nghĩ đến. Thành Đại Hải, anh còn đứng đó làm gì? Chẳng lẽ mới đi có mấy ngày, ngay cả chúng tôi cũng không nhận ra. Đám kia doanh nhân giàu có của thành phố Hải Phòng thấy Thành Đại Hải đang đứng ngẩn người, nhướng mày, đi tới, cười mắng. Đại Hải, lần này Vương Hồng Huy đại diện cho Nam Thành các anh ký kết hợp đồng với tập đoàn Long Đức gián tiếp đi lên con tàu lớn của tập đoàn Mân Thanh, Nam Thành các anh sẽ vô cùng phát đạt. Đến lúc đó cũng đừng quên những lão già như chúng tôi đấy nhé." Người kia cười nói. Vương Hồng Huy và mưu kế của Long Đức đều được tiến hành trong bóng tối, đám người này đương nhiên không biết. Thành Đại Hải nghe vậy, lúng túng, ngược lại anh ta cũng muốn hợp tác với tập đoàn Mân Thanh, đáng tiếc Long Đức rõ ràng có ý muốn làm loạn Nam Thành, cho nên không có khả năng hợp tác. Chỉ là anh ta cũng không nói ra những lời này nhìn thấy sắc mặt thành đại hải có chút khó coi có người cẩn thận hỏi đại hải chẳng lẽ bệnh của con gái anh không chữa khỏi sao không phải lúc trước anh đã đến núi yên tử gặp vị cậu chủ trên núi sao chẳng lẽ ngay cả bọn họ cũng không có cách nào chữa trị được bệnh cho con gái anh sao cậu chủ trên đời này làm gì có ai là cậu chủ cơ chứ có người cười nhạo nói núi yên tử thì nghe hay thật đó nhưng tôi thấy đây chỉ là trò đùa của một nhóm lừa đảo tương đối thông minh mà thôi nếu họ có thể chữa lành bệnh bằng một vài lá bùa thì các bác sĩ ngoài kia đã sớm thất nghiệp hết rồi những người khác cũng gật đầu tán thành thành đại hải nhất thời không biết nên trả lời như thế nào cho phải chuyện xảy ra bên trên núi yên tử hết sức bí ẩn nếu không phải anh ta tự mình chứng kiến thì cũng không dám tin điều đó là sự thật thành đại hải người kia là ai vậy chẳng lẽ lại là người thân của anh sao dẫn anh ta tới gặp những người từng trải lúc này có người chú ý tới đường Tuấn sau lưng Thành Đại Hải, cho nên mới hỏi. Thành Đại Hải do dự một lát, nói, người này, anh ta là quản lý trong công ty của tôi. Người kia nghe vậy, trêu đùa nói, Thành Đại Hải anh cũng thật biết cách cất nhắc cấp dưới. Nếu không phải anh mang theo, ước chừng tên nhóc này phải phấn đầu 20 năm nữa mới có tư cách tham gia vào bữa tiệc rượu hoành tráng như thế này. Audio điện tử võ tấn bền Chương 781, chẳng lẽ đêm nay vị lão yến kia không có ở đây sao? Lúc này Đường Tuấn đã thay thành một bộ trang phục bình thường, lúc đầu Trình Vân Thiên cũng có chuẩn bị cho anh một bộ Âu phục, nhưng cuối cùng anh mặc không quen nên gạt nó sang một bên. Thành Đại Hải nghe xong toát mồ hôi lạnh, nào dám đáp lại. May mắn thay đúng lúc này, bên ngoài khách sạn có tiếng động lớn. Giám đốc của tập đoàn Mân Thanh đến, Đại Hải chúng ta cũng đi ra đón tiếp thôi. Có người lôi kéo Thành Đại Hải đi ra phía ngoài. Thành Đại Hải rất muốn đi, nhưng lại sợ để Đường Tuấn ở lại một mình, bỏ bê anh. Đường Tuấn khoát tay áo, nói cậu đi đi. Thành Đại Hải, anh là ông chủ kiểu gì thế, ông chủ mà còn phải nghe lời nhân viên. Tôi nghĩ địa vị của hai người nên đổi ngược lại mới đúng. Có người cười nhạo Thành Đại Hải. Thành Đại Hải gật gật đầu với Đường Tuấn, lúc này mới theo đám người kia đi ra ngoài đón tiếp giám đốc của tập đoàn Mân Thanh. Đường Tuấn đứng bên cạnh cửa sổ thủy tinh vắng bóng người của khách sạn, vừa vặn có thể trông thấy chuyện xảy ra bên ngoài. Ninh Đình Trung mặc âu phục cắt xén chỉnh tề, U Dương Hồng Phượng kéo cánh tay của, mặt mũi âu yếm ngọt ngào, một đám thương nhân giàu có bên trong thành phố Hải Phòng chen chúc trong bữa tiệc rượu. Thân cận nhất với hai người là hai người đàn ông, một người trẻ tuổi còn một người tầm trung niên, chính là người nam giữ tập đoàn Long Đức cha con nhà họ Trang, Trang Long Sinh và Trang Khiết Nhuần khi trang long sinh và con trai của mình nhìn thấy thành đại hải trong đám đông lông mày nhíu vào một cái liếc mắt nhau một cái đều cảm thấy có chút kinh ngạc thành đại hải thế mà lại xuất hiện ở đây chẳng lẽ sơn bá đã thua mặc dù trong giấy lên bao nghi vấn nhưng tạm thời bọn họ không có thời gian để tra hỏi đến cùng hiện tại việc hợp tác với tập đoàn mân thanh mới là việc quan trọng đặt lên hàng đầu một người như thành đại hải không đủ để khiến bọn họ phải cảnh giác cùng lắm thì đến lúc đó để cho lão Yến ra tay giải quyết là xong xuôi. Tên bé ú này, vẫn khá ưa nhìn, bây giờ người trong nhà U Dương sẽ cảm thấy anh ta xứng với U Dương Hồng Phượng. Đường Tuấn nhìn thấy bộ dạng của Ninh Đình Trung thì không kiềm chế nổi, cười một tiếng. Không thể không nói, sau khi giảm béo thành công Ninh Đình Trung có chút đẹp trai tỏa nắng. Lại thêm trong khoảng thời gian này thành tích tiêu thụ lượng thuốc mới liên tục đạt mức cao kỷ lục, vị giám đốc tập đoàn Mân Thanh này đương nhiên sẽ thuận nước đẩy thuyền, uy nghiêm và phẩm giá cũng nhanh chóng được trao rồi, có vài phần có bộ dạng giống với một người giàu có. Ánh mắt đảo qua đám người, lông mày đường Tuấn hơi nhíu lại. Vây quanh hai người Ninh Đình Trung đều là một đám doanh nhân bình thường trong thành phố Hải Phòng. Đường Tuấn cũng không cảm nhận được bất kỳ khí thức nào của cảnh giới chân khí. Chẳng lẽ đêm nay vị lão Yến kia không có ở đây sao? Trong lòng đường Tuấn tỏ ra nghi ngờ. Đúng lúc Đường Tuấn đang suy nghĩ đến việc này, Ninh Đình Trung đã bước vào khách sạn. Như một minh tinh được đám người kia vây quanh, ngẫu nhiên nói hai câu, Ninh Đình Trung cũng không có phát hiện Đường Tuấn đang đứng ở chỗ vắng người kia. Ngay cả U Dương Hồng Phượng đã đạt được nội công như bây giờ cũng không có phát hiện ra. Chương 782, tôi muốn đi xem một chút. Ninh Đình Trung và U Dương Hồng Phượng liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Từ khi U Dương Hồng Phượng làm bạn gái anh ta, thì vệ sĩ đi theo anh ta ra ngoài cũng giảm bớt đi. Dù sao U Dương Hồng Phượng cũng có nội lực vô cùng mạnh mẽ, một mình đánh 10 tên vệ sĩ tinh nhuệ cũng không thành vấn đề. Ban đêm còn có thể đích thân bảo vệ, đây chắc canh là vệ sĩ mà đàn ông hằng mơ ước. Cho nên Ninh Đình Trung cũng không sợ Trang Long Sinh sử dụng thủ đoạn gì. Tổng Giám Đốc Ninh, nghe nói chủ tịch của anh là một chuyên gia, gần giống như thần tiên vậy. Không biết đây có phải thật hay không, nếu có cơ hội, anh có thể giới thiệu cho chúng tôi một chút được không? Đi vào bên trong phòng hội nghị, Trang Khiết Nhuần đột nhiên hỏi. Ninh Đình Trung nhíu mày lại, trầm giọng nói, đây đều là tin đồn nhảm nhí, không nên để ý tới. Bây giờ thân phận của Đường Tuấn không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên anh ta cũng không muốn nói thêm, lại để cho người ta phải suy nghĩ nhiều. Hai cha con nhà họ Trang nghe vậy, đầu tiên là kinh hoàng rồi nói xin lỗi, đáy mắt lại toát ra vẻ vui mừng chỉ cần không phải là cao thủ võ thuật vậy thì có cái gì mà phải sợ huống chi bây giờ tập đoàn long đức còn có lão yến bảo kê anh đường anh có phát hiện điều gì bất thường không anh có nhìn thấy vị lão yến kia không thành đại hải trở về bên cạnh đường tuấn hỏi đường tuấn lắc đầu ánh mắt đang nhìn về phía ninh đình trung đột nhiên chuyển phương hướng tựa hồ đang suy nghĩ về điều gì vậy làm sao bây giờ thành đại hải có chút lo lắng vị lão yến kia đã làm cho anh cảm thấy lo lắng suốt cả một ngày bây giờ đường tuấn lại thấy tốt nếu đường tuấn rời đi bọn họ sẽ phải đối phó như thế nào với hai cha con nhà họ trang và vị lão yến kia tôi muốn đi xem một chút đường tuấn bỗng nhiên nói trong lòng anh đột nhiên có chút buồn vực vừa rồi cuộc nói chuyện giữa hai cha con nhà họ trang và ninh đình trung anh đều nghe rõ luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó chỉ ít vị lão yến kia cũng là người luyện võ trung kỳ ở cảnh giới chân khí, không phải người U Dương Hồng Phượng có thể ứng phó. Ninh Đình Trung là một trong số ít người bạn của anh, cho nên Đường Tuấn không thể đưa mắt nhìn anh ta gặp chuyện. Thành Đại Hải khẽ giật mình, do dự nói, anh Đường, chuyện này không được đâu. Nhà họ Trang và Tổng Giám Đốc Ninh đang nói chuyện, nếu chọc giận tới tập đoàn Mân Thanh, tôi sợ sẽ có kết cục không tốt. Hay là, chúng ta đợi bọn họ xong rồi hãng lên. Đường Tuấn lắc đầu, cười nói, tính cách của tên mập ú kia rất được. Thành Đại Hải nghe vậy, nhanh chóng quan sát hướng bốn phía, nói anh Đường, thật sự không thể nói như vậy được. Tôi nghe nói tổng giám đốc Ninh ghét nhất người khác gọi anh ta như vậy. Nghe nói toàn bộ tập đoàn Mân Thanh, mỗi người chủ tịch mới có thể gọi anh ta như vậy, còn những người khác ngay cả tổng giám đốc Dương cũng không dám gọi như vậy. Nếu chút nữa có ai đó nghe được rồi nói lại với tổng giám đốc Ninh bên, thì xong đời luôn đó cảm giác bất an trong lòng Đường Tuấn càng dâng lên cao trào, cũng lười giải thích với Thành Đại Hải, trực tiếp đi thẳng về hướng cầu thang kia. Nhìn thấy Đường Tuấn vẫn cố chấp như vậy, trong lòng Thành Đại Hải có hơi giận dữ. Nhưng nghĩ đến bây giờ Đường Tuấn đang móc nối với nhà họ Thành, anh ta đành phải kiên trì đi theo. Chương 783 theo tôi không cần phải nói về lần hợp tác này nữa. Anh ta lặng lẽ nhìn thoáng qua Đường Tuấn, nếu Đường Tuấn động thủ một mình, sẽ giống như con cá bơi ngoài đại dương minh mông, mà anh nhất định sẽ phải ở lại chịu đựng cơn tức nhận của tập đoàn Mân Thanh. Anh ta cũng không dám đánh cược cùng Đường Tuấn. Tất nhiên mấy người vệ sĩ nghe qua cái tên Thành Đại Hải, nói vài lời vào trong bộ đàm. "Để anh ta lên đi." Giọng nói của Trang Long Sinh trầm thấp truyền đến từ đầu kia của bộ đàm. Lúc này mấy tên vệ sĩ mới cho hai người lên. Bên trong đại sảnh lầu hai diễn ra hội nghị, Ninh Đình Chung U Dương Hồng Phượng cùng hai cha con nhà họ Trang đang ngồi ở hai bên bàn hội nghị lớn. Đình Trung đang ngồi ngay ngắn nhìn hợp đồng, mà hai cha con nhà họ Trang thì đang ngồi uống nước chè long tính. Cha, Thành Đại Hải muốn lên đây, bị đám vệ sĩ chặn lại. Sắc mặt Trang khiết nhuần thay đổi, kéo Trang Long sinh ra bên ngoài phòng hội nghị, thấp giọng nói. Ngoại trừ cậu ta, còn có ai không? Trang Long sinh hỏi. Còn có một người nữa, là quản lý trong công ty của anh ta, nhưng trước đây chưa từng nhìn thấy trang khiết nhuần nói để cậu ta đi lên trang long sinh cầm lấy bộ đàm nói một câu rồi ném bộ đàm sang cho trang khiết nhuần trang long sinh lãnh đạm nói thành đại hải đã không biết điều như thế vậy hôm nay cùng nhau giải quyết cậu ta một cái nam thành nhỏ bé như vậy mà cũng dám ngang ngược sao trang khiết nhuần rất tán thành gật đầu hai người lại vào đại sảnh của hội nghị ninh đình trung đã xem hết cả bộ hợp đồng sắc mặt của anh ta có chút khó chịu. Không biết Tổng Giám Đốc Ninh thấy chỗ nào chưa phù hợp, có thể ký được chưa? Trang Long Sinh ngồi xuống, cười hỏi. Ninh Đình Trung chỉ vào một phần bên trên bản hợp đồng, trầm giọng nói, trước đó tôi đã nói với các người về vấn đề phần trăm lợi nhuận có 10%, nhưng trên hợp đồng viết là 30%, cái này đã vượt ra khỏi vấn đề mà các người có thể quản lý. Không biết anh Trang đây có thể giải thích cho tôi một chút về cái này được không? Trang Long Sinh cũng không hoảng sợ chút nào, cười nói, chắc hẳn Tổng Giám Đốc Ninh cũng biết việc kinh doanh đối với một công ty không dễ dàng, dưới chướng tôi có mấy ngàn người đang chờ đợi cơm ăn từng bữa, tập đoàn Long Đức của chúng tôi phụ trách mở rộng thị trường tiêu thụ, lại chỉ có tương đấy phần trăm. Rất nhiều nhân viên của chúng tôi đều cảm thấy không công bằng, tôi cũng cảm thấy phần trăm lợi nhuận quá ít, cho nên đã sửa lại hợp đồng, tăng thêm số một chút phần trăm lợi nhuận. Ninh Ninh Trung cười khẩy, đây cũng không phải là tăng thêm một chút, mà là còn tăng nhiều hơn cả gấp đôi. Theo tôi không cần phải nói về lần hợp tác này nữa. Nói xong, anh ta liền đứng dậy, U Dương Hồng Phượng cũng đứng dậy. chương 784 cho dù là như vậy, tôi cũng sẽ không ý hợp đồng đâu. Trang Long sinh lắc đầu, nói, lòng nước chúng tôi chứ không phải nhà họ phạm, đương nhiên không thể đánh bại tập đoàn Mân Thanh. Hơn nữa dưa hái xanh không ngọt, giám đốc Ninh vẫn luôn luôn là người thông minh, một lúc nữa chắc chắn sẽ đồng ý ký hợp đồng này anh nói xem có phải không lão yến vừa dứt lời trong phòng hội nghị nhỏ vàng lên những tiếng bước chân một giọng nói già dặn vang lên không sai cửa kinh của căn phòng được đẩy ra một ông già với khuôn mặt hiện rõ lên vẻ từng trải qua thăng trầm của cuộc sống tóc và dâu của ông ta bạc trắng trên mặt có đầy nếp nhăn đôi mắt già nua lại lóe lên một thứ ánh sáng làm người khác phải kinh ngạc lão yến trang long sinh và trang khiết nhuần đứng dậy cung kính nói sau khi u dương hồng phượng nhìn thấy ông ta thân thể khẽ động lập tức đưa ninh đình trung về sau lưng để bảo vệ cô ta cảm nhận được sự nguy hiểm mãnh liệt từ trên người ông ta ha ha một trong những người phụ nữ mạnh mẽ dám ngăn cản lão già này lão yến cười lạnh một tiếng vung tay áo rộng một cái sắc mặt u dương hồng phượng đột ngột thay đổi hai tay khoanh ở trước ngực kêu lên một tiếng đau đớn liền lùi ra sau ba bước cả người ngã vào trong ngực ninh đình trung sắc mặt của cô ta trở nên tái nhợt khóe môi tóe ra vết máu hai cánh tay trở nên lạnh buốt tông sư cảnh giới chân khí u dương hồng phượng thất thanh nói ánh mắt lộ ra vẻ kiêng rè chỉ bằng vào một cái vẫy tay áo đã có thể khiến một cô gái bị thương lão già này chỉ ít cũng là cường giả mức trung kỳ của cảnh giới chân khí hồng phượng cô không sao chứ ninh đình chung đỡ u dương hồng phượng đau lòng hỏi u dương hồng phượng lắc đầu hai mắt ninh đình trung ửng đỏ lạnh lùng nhìn về phía cha con trang long sinh nói các anh muốn làm gì cho dù là như vậy tôi cũng sẽ không ý hợp đồng đâu trang long sinh châm chọc nói xem ra tổng giám đốc ninh còn không nhìn nhận ra được tình thế lúc này anh ta chỉ vào lão yến nói vừa rồi hẳn là anh cũng đã thấy được thực lực của vị lão yến này nếu như anh không đồng ý vậy có cần biến cô bạn gái xinh đẹp của mình thành một tác phẩm điêu khắc trên băng không Tôi nghĩ cô U Dương xinh đẹp động lòng người như vậy, có biến thành băng cũng vẫn vô cùng xinh đẹp. Ninh Đình Trung nghe vậy, nhìn hai cha con nhà họ Trang và Lão Yến, trái tim đột nhiên thắt lại. Để anh ta trơ mắt nhìn U Dương Hồng Phượng biến thành tác phẩm điêu khắc băng, anh ta không thể làm được. Nhưng mặt khác lại liên quan đến lợi ích của tập đoàn Mân Thanh và Đường Tuấn, muốn anh ta phản bội, anh ta không thể làm được. Trong lúc nhất thời, Ninh Đình Trung không biết nên lựa chọn như thế nào anh ta bỗng nhiên nhớ tới đường Tuấn, nếu anh ở chỗ này, Lão Yến nào dám làm càn như vậy. chương 785, thật sự là xui xẻo. Hai con người của Ninh Đình Trung như muốn phun ra lửa, trong lòng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Ha ha, đừng nói là một Ninh Đình Trung ở đây, nhưng kể cả hôm nay chủ tịch của anh có mặt, cũng đều phải cúi đầu trước mặt tôi, ngoan ngoãn ký phần hợp đồng này. Trang Long Sinh kiêu ngạo nói. Thật sao, Trang Long Sinh vừa nói xong, một giọng nói bỗng nhiên vang lên từ bên ngoài phòng hội nghị ngữ khí vô cùng bình tĩnh lại làm cho người khác có cảm giác bên trong giọng nói đó ẩn chứa sự tự tin và năng lực mạnh mẽ người nào trang long sinh quát lớn beng cửa phòng họp bị đá văng ra năm sáu vệ sĩ trông coi bên ngoài đã nằm ở trên mặt đất thành đại hải là cậu trang long sinh nhìn thấy người tới những trên mặt lại lộ ra ý cười nói biết rõ tôi muốn giết cậu thế mà còn dám tới tận cửa lão yến cùng nhau giải quyết tên nhóc này đi đường tuấn đi ra từ sau lưng thành đại hải lạnh lùng nhìn lão yến thản nhiên nói ông dám động thủ sao tên nhóc này sao lại dám nói chuyện với lão yến muốn chết sao trang khiết nhuần cười khẩy anh ta nhìn về phía lão yến muốn nhìn tận mắt lão yến đánh chết tên nhóc không biết điều này nhưng mà anh ta lại trông thấy trên mặt của lão yến không ngừng toát mồ hôi hiện lên đầy vẻ sợ hãi cái này Lão Yến làm sao vậy? Trong lòng Trang Khiết Nhuần không hiểu. Tất nhiên Trang Khiết Nhuần không biết, vẻ mặt của Đường Tuấn bình tĩnh, khí tức trên người cũng không thay đổi chút nào, trong mắt anh vẫn giống như người bình thường. Nhưng mà ở trong mắt lão Yến, Đường Tuấn lại biến thành một tòa núi nguy nga hùng vĩ, đang đứng trước mắt ông ta, ánh mắt của anh thâm thúy như vực sâu đại dương, khí tức mờ mịt, dường như khí tức không thuộc về thế giới này, để cho lão Yến không thể sinh ra bất kỳ dịch ý nào năng lực của người này chắc chắn đương thời với tông sư đứng đầu tiên, hoặc chính là lão quái của cảnh giới thần hải. Trong đầu lão Yến hiện ra một ý nghĩ như vậy, vừa rồi Đường Tuấn chỉ mới để lộ ra một chút khí lực, suýt chút nữa đã làm tinh thần của ông ta sụp đổ. Ông ta căn bản không dám do dự, hơi nhón chân lên một chút, bỗng nhiên quay người rồi trực tiếp chạy trốn. Chỉ cần có thể phá vỡ thủy tinh, ông ta tự tin vào phương thức của mình, vị cao thủ trước mắt này chắc chắn sẽ không bao giờ tìm ra được ông ta. Thật sự là xui xẻo, tôi đã cố hết sức để không ra tay, không nghĩ một cái tập đoàn nho nhỏ như Long Đức lại có thể xuất hiện một vị cao thủ như vậy. Trong lòng lão Yến thầm mắng một câu, bây giờ mới rời đi, quá muộn rồi. Đường Tuấn lạnh nhạt nói một câu. Anh khẽ nắm lấy lòng bàn tay, bầu không khí bỗng nhiên thay đổi, hóa thành từng bàn tay sinh khí. Nguyên khí không có hình cũng không có chất, một đường này của Đường Tuấn hình thành nên nguyên khí, mang theo một màu trắng hỗn độn. Mặc dù chủ nhân của những nguyên khí này vẫn còn rất mỏng manh, nhưng đây là một thủ đoạn mới có thể triển khai trong cảnh giới thần hải. Audio điện tử võ tấn bền chương 786, cho nên anh còn dám gọi là người ngoài sao. 3. Bàn tay đường tuấn đẻ ép ở phía dưới, lão yến giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất, xếp thành hình chữ, lớn, dưới tác động kịch liệt ông ta phun ra một ngụm máu tươi. Sự thay đổi này diễn ra quá nhanh, khuôn mặt cha con trang long sinh vẫn còn đang giữ nụ cười đắc thắng chỉ trong chớp mắt lão yến mà bọn họ nghĩ là vô địch thế mà lại bị chỉ cần dùng một bàn tay là có thể khiến nằm sấp xuống mặt đất cái này cái này môi trang long sinh run rẩy nói không thành câu không có sao chứ béo ú sau khi khống chế lão yến lại lúc này đường tuấn mới nhìn về phía ninh đình trung và u dương hồng phượng ra mặt thành đại hải run lên thầm nghĩ tại sao anh đường không nghe lời khuyên bảo vậy chứ đã nói với anh ấy là vị tổng giám đốc ninh này rất ghét người khác gọi mình là béo ú. Lần trước vì có người gọi anh ta là béo ú, đã bị anh ta đánh một trận, một tháng sau vẫn không xuống giường được. Trong ánh mắt kinh ngạc không nói nên lời của Thành Đại Hải, Ninh Đình Trung nói khẽ tại sao lại ở đây. Đường Tuấn nhún vai, nói tiện đường đi ngang qua. Ninh Đình Trung liếc mắt qua đường Tuấn một cái. Thành Đại Hải ngây ngẩn cả người, nhìn cách hai người nói chuyện giống như là bạn cũ của nhau vậy. Tổng giám đốc Ninh không phải ghét nhất người khác gọi anh là béo ú sao? U Dương Hồng Phượng mắc cỡ đỏ mặt thoát ra khỏi vòng tay của Ninh Đình Trung, xinh đẹp động lòng người nói, Đường Tuấn, đã lâu không gặp. Đường Tuấn khẽ gật đầu, nói, chờ chút nữa rồi ôn lại chuyện cũ. Trước tiên phải xử lý xong chuyện ở chỗ này đã. Ninh Đình Trung gật đầu, nhìn về phía cha con Trang Long Sinh, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo. Trang Long Sinh gần như không thể duy trì được vẻ bình tĩnh. Giọng nói khẽ run lên, Tổng giám đốc Ninh, anh sao vậy? Long Đức chúng tôi có ý muốn hợp tác với các anh, thế mà anh lại để cho người này sử dụng Vũ Lưng, đã vậy còn để lão Yến bị thương. Những chuyện này mà truyền ra ngoài thì không biết sẽ để cho bao nhiêu đồng nghiệp phải thất vọng đây. Anh từ khách trở thành chủ, muốn gán cho Ninh Đình chung tội giết người và hành hung người khác. Ninh Đình chung cười lạnh một tiếng, nói, không phải anh mới vừa muốn biết chủ tịch chúng tôi là ai sao? bây giờ chủ tịch của chúng tôi đang đứng ngay trước mắt cha con hai người mà hai người lại không nhận ra sao trang long sinh và trang khiết nhuần rõ ràng sững sờ nói anh anh là chủ tịch của tập đoàn mân thanh sao chẳng lẽ là giả ninh đình trung hư lạnh một tiếng cho nên anh còn dám gọi là người ngoài sao ngay cả thành đại hải cũng phải ngẩn người ngay tại chỗ đầu óc như muốn nổ tung tất cả nghi vấn đều đã được hóa giải hóa ra đường tuấn chính là chủ tịch của tập đoàn mân thanh khó trách lại dám gọi Ninh Đình Trung là béo ú, khó trách nhà họ Phạm lại khuất phục trước nhà họ Mộc. Chương 787, ra khỏi Vu môn. Có bạn gái như U Dương Hồng Phượng, tất nhiên Ninh Đình Trung cũng sẽ rèn luyện một chút, sức lực vốn cũng không nhỏ. Lần này nén giận ra tay, sức lực càng mạnh hơn 3 phần, năm ngón tay in lên trên mặt Trang Long Sinh một dấu đỏ. Ninh Đình Trung còn chưa hết giận, đá vào bụng Trang Khiết Nhuần một cái, làm cho anh ta ôm bụng không ngừng kêu rên thảm thiết hai cha con nhà họ trang đã phạm sai lầm trước bây giờ lại có cường giả lớn mạnh như đường tuấn bọn họ nào dám phản kháng chỉ có thể cầu xin tha thứ được rồi béo ú sau khi đợi ninh đình trung chút giận xong lúc này đường tuấn mới hô ngừng anh cũng sợ vừa rồi nếu không phải anh lên lầu kịp thời chỉ sợ hôm nay hai người ninh đình trung sẽ chết ở chỗ này may mắn thay anh đuổi tới kịp thời hai người đều bình an u dương hồng phượng cũng chỉ bị một vết thương nho nhỏ bằng không anh hối hận không kịp. Lúc này Ninh Đình Trung mới thở phì phò dừng tay dừng chân. Anh đi ra ngoài trước một chút, tôi có một số chuyện muốn trao đổi với vị lão yến đây. Đường Tuấn nhìn về phía lão yến đang nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy được, cười nói. Lão yến trông thấy nụ cười này, dọa đến trong lòng run lên cầm cập. Ninh Đình Trung vỗ vỗ bả vai Đường Tuấn, sau đó kéo cánh tay của U Dương Hồng Phượng đi ra ngoài. Mà Thành Đại Hải và hai cha con nhà họ Trang cũng không dám nhìn Lão Yến, lập tức đi ra khỏi phòng họp. Đường Tuấn kéo một cái ghế qua, vùng chân qua ngồi xuống, bàn tay nguyên khí trói buộc Lão Yến cũng biến mất. Nhưng Lão Yến cũng không dám đứng dậy, vẫn nằm sấp trên mặt đất. Trong mắt ông ta lúc này, Đường Tuấn chính là lão quái vật của cảnh giới thần hải, tùy tiện có thể bóp chết ông ta, ông ta làm sao dám làm càn. Ông và Vu Môn có quan hệ như thế nào? Đường Tuấn nhìn Lão Yến, lạnh giọng hỏi. Lão Yến nghe vậy, trong lòng rung động, ông ta sớm đã soạn cho mình một lời giải thích hợp lý nhưng giờ khắc này lại không biết nói bắt đầu từ đâu. Ông ta ngẩng đầu lên, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía đường Tuấn, không thể nghĩ đến đối phương có thể nhìn thấu thân phận của mình. Hừ, kỹ năng võ thuật của vu môn các người thật xảo trá và hay thay đổi, không phù hợp với thế giới võ thuật hiện nay. Ông cho rằng có thể giấu riêng được tôi thủ đoạn này sao? Đường Tuấn hừ lạnh một tiếng, trong phòng họp vang lên một tiếng sấm rền, chấn động đến não bộ Lão Yến phải rung chuyển. Lão Yến không dám ở dấu giếm, cung kính nói, tên thấp hèn này là Yến Đình Khôi, trước kia quả thực là người trong vu môn. Nhưng từ giữa năm ngoái, đã ra khỏi vu môn. Ra khỏi vu môn, trong lòng đường Tuấn khẽ động, nói, nếu thật sự đã ra khỏi vu môn, thì làm sao cậu có thể sống sót được? Hãy khai thật cho tôi biết. Lão Yến tranh thủ thời gian nói, nửa năm trước lúc còn ở bên trong vu môn em đã vô tình nhặt được một bài thư pháp bên trên bài thư pháp ghi lại một số công thức võ thuật của vu môn uy lực vô cùng mạnh mẽ vốn nghĩ sẽ bí mật tập luyện nhưng không ngờ tới chuyện này lại bị lộ ra ngoài bọn họ muốn giết người diệt khẩu em không thể làm gì ngoài ra khỏi vu môn bởi vì có thể học được một chút công thức võ thuật từ bên trong bài thư pháp cho nên mới có thể chạy ra khỏi vu môn nhưng cũng bởi vậy bị thương nặng cho nên mới chạy trốn tới thành phố hải phòng dựa vào tập đoàn Long Nước để thu thập nhiều dược liệu quý báu giúp em có thể chữa trị được vết thương. Ánh mắt Đường Tuấn ngưng tụ, nói thư pháp của Vu Môn. Lấy ra cho tôi xem một chút. chương 788, cậu nói chuyện này để làm gì? Cho dù mắt của anh có tinh đến mức nào, thì băng huyền kinh trong mắt Yến Đình Khôi có lẽ là công pháp võ thuật hiếm có nhất. Nhưng lại kém xa thần tàng quyết mà anh tự sáng tạo. Nhưng khi Đường Tuấn lật đến trang cuối cùng, lúc nhìn thấy phía nội dung bên trong đó Cuối cùng sắc mặt của anh mới có chút thay đổi. Kỹ thuật nín thở lúc tuyệt vọng. Đây chính là kỹ thuật bí mật mà Yến Đình Khôi muốn giấu giếm Đường Tuấn. Đường Tuấn xem hết, ngay lập tức kết luận lại rằng kỹ thuật này chính là kỹ thuật quan trọng nhất bên trong Băng Huyền Kinh. Ánh mắt Yến Đình Khôi thiển cận, căn bản không biết đây là kỹ thuật nín thở. Mà nó chỉ là một kỹ thuật bộc phát trong một thời gian ngắn, yên lặng rồi sau đó bùng nổ, chỉ là kỹ thuật này yêu cầu cường lực cơ thể rất cao, rất thích hợp với tôi. Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng, mặc dù cậu ta có thể lĩnh hội 99 kỹ năng bên trong đó, nhưng bởi vì cảnh giới có hạn, cho nên những lĩnh hội này cũng không đạt được đến trình độ cao thâm. Mà kỹ thuật nín thở lúc tuyệt vọng đã vượt ra khỏi phạm vi cảnh giới của cậu ta, ngược lại đối với anh sẽ rất hữu ích vào lúc này. Yến Đình khôi đưa ra, thậm chí có thể giấu giếm Đường Tuấn. Nếu Đường Tuấn sử dụng nó, thì sẽ trở thành một loại uy lực vô cùng đáng sợ. Đường Tuấn ghi tạc kỹ thuật nín thở lúc tuyệt vọng vào trong đầu, sau đó tiện tay ném băng huyền kinh ở một góc bên trên bàn hội nghị. Bộ dáng tùy ý đó khiến cho Yến Đình Khôi vô cùng đau lòng, đây chính là sách quý về võ thuật, kém chút nữa cậu ta có thể vì nó mà mất mạng, nhưng ở trong mắt Đường Tuấn lại giống như loại sách bán ngoài vỉa hè, không đáng một đồng. Trong lòng phiền muộn, nhưng Yến Đình Khôi cũng không dám mở miệng chống đối Đường Tuấn. Đường Tuấn gõ gõ ngón tay, nói cậu đã xuất thân từ vu môn, vậy chắc hẳn là cậu biết vị trí của vu môn ở đâu đúng không thân thể yến đình khôi run lên ngẩng đầu nhìn về phía đường tuấn nói chẳng lẽ cậu chủ muốn vào vu môn giọng nói của đường tuấn lạnh lùng đây không phải chuyện mà cậu phải quan tâm nói cho tôi biết vu môn ở đâu nói không chừng tôi sẽ tha cho cậu một mạng từ sau dược y cốc đường tuấn một mực tâm tâm niệm niệm với vu môn lúc này thật vất vả mới gặp được tên nhóc từ trong vu môn sao anh có thể buông tha Yến Đình Khôi do dự một chút, nói: "Nếu tôi nói ra vị trí của Vu Môn, vậy cậu chủ có thể tha cho tôi một mạng được không?" Đường Tuấn gật đầu, Yến Đình Khôi này đã bị anh dọa cho sợ mất mật, cho dù không tha mạng, cậu ta cũng không dám làm sằng bậy. Lúc này Yến Đình Khôi mới nói: "Cậu chủ, hẳn là cậu biết rõ, Vu Môn được kế thừa từ thượng cổ, thậm chí có thể từ thời đại hoàng đế." Đường Tuấn khẽ gật đầu, y học cổ truyền và Vu Môn giống như hai mặt Đông Dương đối lập. Thời thượng cổ có truyền thuyết thần nông đã nếm thử bách thảo, có thể thấy được khi đó đã ra đời y học cổ truyền, thì thời gian sinh ra Vô Môn cũng không chênh lệch quá nhiều. Cậu nói chuyện này để làm gì?" Đường Tuấn nhướng mày, trầm giọng nói. "Chương 789, vậy chỗ ở của cậu là ở đâu?" "Vậy chỗ ở của cậu là ở đâu?" Đường Tuấn đột nhiên hỏi. miệng Yến Đình khôi giật giật, nói, "Bắc Giang." Sắc mặt Đường Tuấn thay đổi, không nghĩ tới lại là nơi này. Nước Việt Nam có rất nhiều truyền thuyết từ xa xưa, mà phần lớn truyền thuyết đều gắn liền với một địa danh, những địa danh này đều được bao phủ bởi một sắc thái vô cùng bí ẩn, trong đó Bắc Giang cũng là một nơi điển hình. Trừ nơi đó ra, còn có độ sâu của núi chứa chan, núi Bạch Mã. Không chỉ có nước Việt Nam, mà tất cả các địa danh trên thế giới như kim tự tháp của Ai Cập, tam giác Bermuda, nhiều không kể xiết. Mỗi một đại danh đều được mọi người lên mình một màu sắc huyền bí và cũng có rất nhiều chuyện khó hiểu xảy ra, quả là cấm địa đối với người thường. Ngay cả cường giả võ thuật cũng không dám tùy tiện tiến vào. Nếu như thật sự Bắc Giang có quan hệ với Vu Môn, thì nó quả thực là một cấm địa đối với người thường. Bây giờ Đường Tuấn cũng đã hiểu rõ, có lẽ những nơi gọi là cấm địa này đều có quan hệ với giới võ thuật. Ánh mắt của anh không ngừng lấp lóe, cuối cùng đè sự tò mò trong lòng mình xuống cũng đi khám phá. Những địa danh này tồn tại đã bao lâu này, tuyệt đối không phải chỉ có mình anh mới có suy nghĩ này, nhưng đến nay vẫn chưa có ai hóa giải được, tất nhiên bên trong đó cũng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, thậm chí đủ để cho cảnh giới thần hải phải sụp đổ. Đường Tuấn tuy mạnh, nhưng lại không dám nói mình là có một không hai trong thiên hạ. Có lẽ đợi đợi đến lúc anh đạt được đến giới hạn đó, sẽ đi thăm dò những nơi cấm địa này, nhưng chưa phải bây giờ. Đường Tuấn lại hỏi tiếp chuyện liên quan đến vu môn, nhưng Yến Đình Khôi chỉ có khả năng tiếp xúc với những người ở đẳng cấp quá thấp, chỉ biết là bây giờ vu môn đang phân hóa rất nghiêm trọng, sinh ra mấy chục phái khác nhau, dường như mỗi phái đều có cao thủ đóng chiếm cảnh giới thần hải. Đường Tuấn nghe vậy, có chút biến sắc, đại môn phái mạnh như núi yên tử, nhiều nhất chỉ có hai người luyện võ của cảnh giới thần hải là Trương Tín Chiết và Trần Tùng N, mà vu môn lại có hơn 10 người luyện võ cảnh giới thần hải, thậm chí còn nhiều hơn. Đội hình này đã vượt xa bất kỳ một môn phái võ thật nào. Cậu chủ, em biết chỉ chút ít chuyện này yến đình khôi mong chờ nhìn đường tuấn dường như là lo lắng đường tuấn lại đổi ý giết cậu ta sắc mặt đường tuấn nghiêm nghị nói nếu đã đáp ứng thì tuyệt đối tôi sẽ không giết ngươi nhưng trước khi tôi xác nhận xem lời nói của cậu có phải là thật không thì cậu nhất định phải đi theo tôi dù sao yến đình khôi cũng là người trong vu môn đường tuấn sợ trong lòng cậu ta nảy sinh ý xấu hơn nữa sau này bất cứ lúc nào anh cũng có thể đối mặt với vu môn cho nên có cứ giữ Yến Đình Khôi ở bên người có lẽ sẽ có ngày cần dùng đến. Đầu tiên Yến Đình Khôi là vui mừng trong lòng, sau đó khuôn mặt thống khổ nói, cậu chủ, em đi theo anh thì không có vấn đề gì. Chỉ là vết thương trên người em chưa hoàn toàn bình phục, cần tìm dược liệu mới thì mới có thể hồi phục. Mặc dù trong khoảng thời gian này tập đoàn Long Đức rất tận tâm tận lực tìm kiếm các loại dược liệu quý báu cho cậu ta, nhưng cũng chỉ có thể khôi phục vết thương khoảng 70% mà thôi. Hừ, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Đường Tuấn đã sớm biết được về vết thương của Yến Đình Khôi, bàn tay dương lên, vài cây kim bạc đã đâm chính xác vào huyệt đạo trên cơ thể Yến Đình Khôi. Chân khí từ 10 ngón tay của đường Tuấn tuôn ra, như một sợi tơ với kim bạc kết nối, kích thích các huyệt đạo, chữa trị vết thương cho Yến Đình Khôi. chương 790, xử lý một chút phiền toái. Y học cổ truyền, đường Tuấn thản nhiên nói. Y học cổ truyền, Yến Đình Khôi đọc lại bốn chữ này nếu như lúc trước cậu ta có chút oán hận đường tuấn nhưng bây giờ hoàn toàn bị thuyết phục và sợ hãi thực lực kinh khủng như thế lại thêm kỹ thuật y học siêu phàm sống chết đều do đối phương điều khiển điều này gần như khiến yến đình khôi không thể không kính trọng đường tuấn cậu ta lặng lẽ mắt nhìn đường tuấn trong lòng bỗng nhiên hiện ra một ý niệm trong đầu mấy ngàn năm qua vu môn và y học cổ truyền có quan hệ thù địch rằng co với nhau có lẽ sẽ bởi vì anh mà thay đổi thế cục đường tuấn cậu thật muốn để cậu ta ở bên cạnh sao ninh đình trung nhìn yến đình khôi sau lưng đường tuấn có chút lo lắng hỏi lúc này yến đình khôi kho người đứng ở sau lưng đường tuấn giống như một lão già vậy nhưng ninh đình trung lại như cũng có chút bận tâm loại người như yến đình khôi này giống như một quả bom hẹn giờ ai biết lúc nào cậu ta sẽ phản bội đến lúc đó thì được một mất mười không sao nếu cậu ta có ý đồ khác bất cứ lúc nào tôi cũng có thể giết cậu ta Đường Tuấn thản nhiên nói, thân hình Yến Đình khôi run lên, nói tôi tuyệt đối không dám có ý đồ xấu xa. Vừa rồi Đường Tuấn đem trả lại cuốn sách Băng Huyền Kinh cho cậu ta, khiến Yến Đình khôi không nói nên lời. Có một cường giả như Đường Tuấn che chở, có thể giúp cậu ta ứng phó rất nhiều phiền phức, cậu ta nào dám có ý đồ khác. Ninh Đình, Đình Trung thấy thế cũng không nói thêm gì nữa. Vẻ mặt Đường Tuấn bỗng nhiên khẽ thay đổi. Nói với Ninh Đình Trung, tôi có chút chuyện nên phải rời đi trước. Chuyện còn lại giao cho mấy người, về phần thân phận của tôi, tạm thời tôi không muốn công khai. Ninh Đình Trung gật đầu đáp ứng. Đường Tuấn mang theo Yến Đình khôi rời khách sạn từ một lối ra khác trên tầng 2. Hai người đi qua con phố rồi đi vào ngõ hẻm, tốc độ rất nhanh, dường như là chân không chạm đất. May mắn lúc này là ban đêm, nếu không sẽ bị xem như là hồn ma. Rất nhanh hai người đã đi đến một khu đất hoang ở ngoài ngoại ô thành phố Hải Phòng, xung quanh còn có một cái nhà cao tầng cũ kỹ không biết đã bị bỏ hoang bao nhiêu năm rồi. Dưới ánh trăng, nơi này lộ ra mấy phần không khí quỷ dị, giống như chỗ ẩn náu của đám yêu ma quỷ thần trong truyền thuyết vậy. Đường tiên sư, chúng ta tới đây làm gì vậy? Yến Đình Khôi không hiểu hỏi. Đường Tuấn chắp tay sau lưng, nói, xử lý một chút phiền toái. Vừa dứt lời, bên ngoài mảnh đất hoang bỗng nhiên vang lên một trận tiền giết gấp rút, Ba bóng hình đồng loạt xuất hiện trước mắt hai người họ. Ba người này gồm hai nam một nữ, hai người nam chừng 30 tuổi, một người to con trông như một ngọn núi nhỏ, còn một người khác thì lại gầy yếu, mỏng manh như thanh kiếm, trên người tỏa ra một cỗ nghiêm nghị cứng cáp của kiếm khí, đứng đó trông như một kiếm khách vậy. Mà cô gái kia nhìn qua cũng chỉ tầm 27, 28 tuổi, là người trẻ nhất trong số ba người họ, nhưng có vẻ hai người đàn ông kia lại lấy cô làm chủ. Vẻ ngoài của cô ta chỉ coi là tạm được nhưng trên người lại mang theo thái độ khinh thường, giống như cô ta là nữ vương tùy quyền định đoạt sống chết của người khác vậy. Audio điện tử võ tấn bền chương 791 phải ngược Người đàn ông to con tiến lên một bước, giọng nói ồm ồm vang như một cái chuông đồng, bọn tôi là ai, hai người không có tư cách biết. Sao người sau lưng cho bọn tôi? Cậu có thù với bọn họ sao? Đường Tuấn kinh ngạc nhìn Yến Đình Khôi. Yến Đình Khôi lắc đầu như chống bỏi, nói đường tiên siêu tôi chưa từng thấy bọn họ bao giờ đường tuấn nhún nhún vai nói mấy người cũng nghe rồi đấy cậu ta không biết mấy người là ai cả ra tay đả thương người khác nên giết người đàn ông đeo kiếm lạnh lùng nói minh thanh tân kiên tôi lên bắt cậu ta lại hai người canh chừng giúp tôi đừng để bọn họ chạy mất phải ngược chúng ta một khi đã muốn bắt người thì chưa từng thất bại tên đàn ông to con nhếch miệng cười một tiếng điềm nhiên nói người đàn ông đeo kiếm tên Tân Kiên và cô gái trẻ tuổi hơn tên Minh Thanh nghe vậy gật đầu, cả hai người họ đều cho rằng chỉ cần một mình anh ta ra tay là đủ rồi. Vảy ngược. Trong lòng Đường Tuấn khẽ nhúc nhích, anh cũng đã đoán được thân phận của đối phương. Rồng có vảy ngược, chạm vào nhất định sẽ gặp phiền phức lớn. Việt Nam lấy rồng làm con vật tượng trưng, mà vảy ngược trên thân rồng lại là bộ phận yếu ớt nhất. Thân phận ba người trước mắt này không cần nói cũng biết chỉ sợ bọn họ là những người chuyên môn xử lý mấy chuyện của giới võ thuật trong nước và những cơ mật siêu phàm. Mà chuyện liên quan đến cái cơ mật này, Đường Tuấn cũng đã được nghe qua lời kể của Trình Tuấn Vũ và Trương Tiến Chiết. Chỉ có điều anh không nghĩ tới mình lại được gặp nhanh như vậy. Trong lúc Đường Tuấn đang suy nghĩ thì người đàn ông kia đã động thủ. Bông! Người đàn ông kia tung một cước đạp mạnh trên mặt đất, tựa như một con rồng hình người xông thẳng về phía Đường Tuấn có thể thấy nhục thể của anh ta vô cùng cường đại, không khí những nơi anh ta chạy qua đều bị phá tan, phát ra những tiếng giết trầm thấp. Đường Tuấn chỉ mới mở miệng từ chối yêu cầu của bọn họ mà bọn họ đã lập tức ra tay động thủ, sự quả quyết và vô tình như vậy không khỏi làm đường Tuấn phải nhíu mày. Cút đi, bàn tay người đàn ông kia chụp về phía đường Tuấn, trong mắt anh ta, cái thân hình cũng gầy gò không kém tân kiên của đường Tuấn này hoàn toàn không phải đối thủ của anh ta mục tiêu của anh ta chính là yến đình khôi đang đứng sau lưng đường tuấn đáng chết trong mắt đường tuấn hơi híp lại đồng thời cũng tung ra một chiêu dám đọ nhục thân với thành kha tên này chán sống rồi sao minh thanh ở đối diện thấy vậy không khỏi nhếch miệng trên mặt lộ vẻ khinh thường tân kiên cũng lắc đầu nói bây giờ những người tự phụ cũng quá nhiều phải ngược chúng ta được tạo ra chính là để loại bỏ những nguy hại như vậy cho xã hội nhìn qua thằng nhóc này cũng không phải là người tốt gì, để Thành Kha tiện tay giết chết luôn cũng tốt. Tránh lại phiền đến tay chúng ta. chương 792, nó nhảm nhiều quá. Bông! Trong nháy mắt khi tay hai người chạm vào nhau, thân hình lực lưỡng như tòa núi nhỏ của Thành Kha bị đánh bay ra ngoài, trao đảo như diều đứt dây. Mà Thành Kha cũng vừa vặn ngã xuống trước mặt Minh Thanh và Tân Kiên. Minh Thanh và Tân Kiên thấy vậy lập tức biến sắc. Mặc dù thực lực của thành kha yếu nhất trong ba người bọn họ nhưng cũng đã đạt đến trung kỳ của cảnh giới chân khí rồi, không nói đến anh ta còn có thêm công phu khổ luyện của đệ tử thân truyền ở chùa Bái Đính. Nếu nói về thực lực chân chính thì anh ta có thể sánh ngang với hậu kỳ của cảnh giới chân khí. Nhưng bây giờ, anh ta lại bị một chiêu nhẹ nhàng của đối thủ đánh bay ra ngoài. Tuy lúc nãy thành kha không dùng hết toàn lực nhưng chỉ vậy cũng đủ chứng minh đường tuấn không nhỏ yếu như vẻ bề ngoài của anh lúc này bọn họ mới nhận ra bản thân mình nhìn lầm rồi phi thành kha bò dậy từ dưới đất miệng phun ra một ngụm máu chỉ một cái va chạm đơn giản như vậy lại có thể khiến anh ta bị thương đôi mắt hung dữ của anh ta nhìn chằm chằm đường tuấn lớn tiếng nói rất tốt đã lâu rồi tôi chưa gặp được đối thủ có uy lực nhục thân nào mạnh mẽ như vậy minh thanh tiến lên phía trước một bước nhìn về phía đường tuấn nói là bọn tôi thất lễ rồi nhưng người phía sau anh đã có hành vi hung ác, chỉ cần anh giáo anh ta cho bọn tôi, bọn tôi sẽ để anh rời khỏi đây an toàn. Đường Tuấn lắc đầu, thật sự anh không có quá nhiều hảo cảm với ba người đột nhiên xuất hiện này, nói cậu ta làm người khác bị thương, tôi đã trừng phạt cậu ta rồi. Bây giờ cậu ta là người của tôi rồi, mấy người không có quyền để xử lý cậu ta. Anh là đệ tử của môn phái nào vậy, dám cản trở người của vậy ngược bắt người sao? chẳng lẽ người lớn trong nhà anh không nói cho anh biết đạo lý không thể động vào vảy ngược sao? Giọng điệu tân kiên mang theo sự chất vấn vang lên. Nói nhảm nhiều quá, ba người đã muốn bắt người từ chỗ tôi thì bước qua tôi rồi tính. Hai mắt đường tuấn nhắm lại, ba người kia thấy vậy cũng không nói gì nhiều, nhanh chóng lao ra động thủ. Có thể thấy trận thế này so với mấy gia môn phái còn bá đạo hơn nhiều, trông giống như cuộc giao tranh của hai sứ thần thiện ác được miêu tả trong tiểu thuyết vậy. Bá, trong mắt tân kiên đột nhiên lóe lên chút ánh sáng, tay giúp thanh kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, vừa rồi thành kha cũng chỉ xuất ra một nửa thực lực mà thôi, anh nghĩ chỉ bằng một mình anh mà cũng có thể chấp được ba người bọn tôi sao? vậy thật ngại quá, vừa rồi tôi chỉ dùng một phần mười thực lực của mình thôi. đường tuấn thản nhiên nói, anh cũng không nói đùa, nếu như anh dùng toàn lực thì chỉ sợ thành kha lúc này đã bị đập thành thịt vụn rồi. Đáng chết, ai biết sau khi Thành Kha nghe được câu này lại cảm thấy vô cùng nhục nhã. Anh ta đột nhiên giẫm chân một cái, trong nháy mắt toàn thân đã được bao phủ bởi một vòng khói vàng nhạt, mà những cái khí lưu động này lại mang cho người ta cảm giác vô cùng nặng nề. chương 793 đây là nguyên khí của hệ thổ. Đây là nguyên khí của hệ thổ, lúc này nó đang được Thành Kha huy động để gia tăng lực lượng của cơ thể. Ra tay cũng một lúc đi, giải quyết cậu ta trong một phút. Nơi này rất gần nội thành, nếu để người bình thường thấy cảnh này, sợ rằng sẽ gây nên hỗn loạn không nhỏ đâu." Ánh mắt Minh Thanh lóe lên, lạnh lùng nói. Tân Kiên gật đầu, trong mắt cũng tản ra từng đợt sát khí, có thể khiến ba người chúng tôi đồng thời ra tay như vậy, anh chết cũng có ý nghĩa. Thân hình của Thành Kha đột nhiên cao lên hơn 10 cm, cơ bắp trên người cũng càng khoa trương hơn, giống như được bọc thép vậy. Những nguyên khí hệ thổ kia bị anh ta dung nhập vào trong cơ thể. Đây mới là bộ dáng thực sự của Thành Kha người cũng như tên coi như chỉ là va chạm một chút thôi thì cũng bị anh ta đụng bay ra ngoài chân anh ta giẫm mạnh xuống cả người giống như được bắn ra từ trong pháo đồng tung một quyền đánh về phía đầu đường tuấn tân kiên thì vung thanh kiếm trong tay lên cơ thể lại nhẹ nhàng bay lên như một con rồng lơ lửng trên không trung khí thế bắn ra bốn phía cuối cùng anh ta đâm trường kiếm tràn đầy sát khí đó vào tim đường tuấn còn minh thanh lại là một cao thủ về thuật pháp hai tay cô ta nhanh chóng bấm niệm pháp quyết nguyên khí hệ mộc trong không khí lập tức kéo đến như thủy triều vốn mảnh đất hoang này không có đến một ngọn cỏ nhưng theo luồng nguyên khí kéo đến bây giờ cỏ xanh lại mọc đầy cỏ khô cũng được hồi sinh sống lại còn có bảy tám mầm dây leo phá đất trồi lên bắt lấy cổ chân của đường tuấn không cho anh cử động những thân dây leo này được minh thanh sử dụng nguyên khí hệ mộc mà lớn lên nên độ bền bỉ của nó có thể vượt qua cả sắt thép mà lúc này đường kiếm của Tân Kiên và một quyền của Thành Kha cũng kéo đến. Trên mặt Minh Thanh lại hiện ra một vòng ý cười, ba người bọn họ đã sát cánh cùng nhau không biết bao nhiêu nhiệm vụ lớn nhỏ, từ lâu đã phối hợp ăn ý nhịp nhàng với nhau rồi. Khi ba người bọn họ cùng ra tay còn có thể khiến cho cao thủ của cảnh giới thần hải chịu trọng thương. Mà chiến tích này ở trong vảy ngược không phải ai cũng làm được. Minh Thanh lắc đầu, cảm thấy có chút đáng tiếc. Vừa rồi để anh rời đi anh lại không muốn, bây giờ anh cũng chỉ có thể chôn mình ở đây mãi mãi. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Minh Thanh cũng không có ý định nương tay, dây leo dưới đất vẫn bám chặt vào cổ chân Đường Tuấn. Đinh! Đường Tuấn duỗi hai ngón tay ra, trực tiếp kẹp lấy mũi kiếm của Tân Kiên. Gương mặt Tân Kiên lập tức biến sắc, anh ta nhanh chóng vận chân khí toàn thân nhưng vẫn không làm thanh kiếm di chuyển một chút nào. Thổ kê ngóa cẩu, Đường Tuấn khẽ quát một tiếng, một tay còn lại cũng đánh về phía Thành Kha chương 794, anh đâm tôi một kiếm, vậy tôi cũng sẽ trả lại cho anh một kiếm này. Một chiêu này, đường tuấn chỉ dùng 3 phần khí lực. Có đạo thể cường hãn như vậy thì chỉ cần dùng 3 phần khí lực cũng đủ so sánh với hậu kỳ cảnh giới chân khí rồi. Không ổn rồi, trong lòng thành kha hét lớn một tiếng, anh ta có thể cảm nhận được một đòn này của đường tuấn nguy hiểm vô cùng. Bông, một chiêu này của đường tuấn như linh dương treo sừng, tuy ra tay sau nhưng lại đến trước trong nháy mắt đã dừng ở trước ngực Thành Kha. Xoạt xoạt, một trường này của Đường Tuấn đã trực tiếp làm gãy mấy cái xương sườn của Thành Kha. Sau đó, cơ thể Thành Kha lại bị hất tung ra ngoài một lần nữa, anh ta bắn ra xa tầm mười mấy mét, cuối cùng chôn thân vào một đống cát bỏ đi. Nhất giáp nhất phách, chỉ đơn giản hai động tác, Đường Tuấn đã dễ dàng phá được tập kích của cả ba người. Kiếm không được dùng như thế này đâu, Đường Tuấn cười lạnh một tiếng, anh khẽ động cổ tay một chút, một lực lượng không gì chống đỡ nổi nhanh chóng được truyền lên thân kiếm, tân kiên kêu đau một tiếng, cuối cùng không chống đỡ được phải thả tay ra. Nhưng tân kiên cũng là người quyết đoán, anh ta trực tiếp lui về phía sau, không tiếp tục ra tay nữa. Lúc này trường kiếm cũng nằm gọn trong tay đường Tuấn. Tên này, rốt cuộc anh ta là ai vậy? Chẳng lẽ lại là lão quái vật cảnh giới thần hải trẻ mãi không già sao? Nụ cười trên gương mặt minh thanh cứng đờ, không thể nào tin được chuyện đang phát sinh trước mắt này. Đường Tuấn vẽ một đường kiếm, cười khẩy nói, anh đâm tôi một kiếm, vậy tôi cũng sẽ trả lại cho anh một kiếm này. Anh không có bất kỳ một động tác dư thừa nào, tay chỉ nhẹ nhàng chém một cái trong không chung, lập tức đã có một đường kiếm vô cùng khí thế xuất hiện. Theo đường đi của nó, trên mặt đất cũng bị tạo nên một vết hằn rất dài, rất sâu. À, tốc độ nhanh quá, Tân Kiên cũng chỉ kịp nhảy sang bên cạnh một bước, nhưng lại bị đường kiếm kia chặt đứt một bên cánh tay, máu tươi vung đầy trời đêm. Đường Tuấn giẫm chân một cái, mấy dây leo còn cứng cỏi hơn cả thép kia lập tức vỡ vụn. Minh Thanh bên kia cũng bị phản phệ, sắc mặt tái nhợt đi. Trước đó bọn họ còn lớn tiếng nói muốn giải quyết đường Tuấn trước, nhưng bây giờ còn chưa đến 10 giây, ba người bọn họ đã bị đường Tuấn đánh cho trọng thương, mất đi sức chiến đấu cơ bản. Thành Kha từ trong đống cát chui ra, đứng chắn trước Tân Kiên và Minh Thanh. Trong ba người bọn họ, nhục thể của anh ta cường đại nhất, cũng bị thương nhẹ nhất. Cộc cộc cộc, chương 795 tôi là Đường Tuấn. Minh Thanh lại quát lên, những người mà vảy ngược giết đều là mối nguy của xã hội, anh không thấy, mấy năm này bọn tôi đã giết bao nhiêu người làm việc ác sao. Nếu không có vảy ngược bọn tôi, xã hội bây giờ đã sớm loạn rồi. Trên mặt đường Tuấn lộ ra một nụ cười trêu tức, nói, nguy hiểm với xã hội, làm nhiều việc ác, đây chỉ là nhận định từ một phía mấy người mà thôi. Vừa rồi, đến có hội giải thích tôi cũng không có đã muốn ra tay giết tôi đây chính là tiêu chuẩn phán đoán thiện ác của vảy ngược mấy người sao. Sắc mặt Minh Thanh lập tức trở nên khó coi nhưng lại không thể thừa nhận bọn họ đã làm sai. Những năm này bọn họ ỷ việc bản thân là vảy ngược mà tung hoành khắp mọi nơi, có thể nói mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi đã dựng lên cho bọn họ tính cách tự cao tự đại coi trời bằng vung, cho nên làm sao có thể cho đường tuấn thời gian để giải thích. Dù sao cũng chỉ có một điều anh cần chú ý thôi, động vào người của vảy ngược đều đáng chết. Rốt cuộc anh là ai? Minh Thanh hỏi, các tông sư võ đạo và những người luyện võ đến cảnh giới thần hải, phải ngược đều thu nhận. Tại sao đến bây giờ vẫn chưa từng nghe kể về anh vây? Ha ha, tôi là Đường Tuấn, Đường Tuấn thản nhiên nói. Đường Tuấn, anh chính là hậu thiên đạo thể kia sao? Ba người Minh Thanh đều kinh ngạc thốt lên. Bọn họ cũng đã được nghe qua câu chuyện của Đường Tuấn ở núi Thượng Vân. Chẳng qua lúc đó bọn họ đang thực hiện nhiệm vụ, cũng không để trong lòng, thậm chí còn nghĩ chuyện này là do người khác phóng đại mà ra, trên đời này làm gì có người luyện võ nào mạnh đến như vậy chứ. Sắc mặt tân kiên tái xanh lại, lúc trước khi nghe thấy tin này, anh ta còn mạnh miệng nói, muốn dùng một kiếm của mình chém giết hậu thiên đạo thể cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Còn Thành Kha thì ngược lại, trong mắt anh ta, ý chí chiến đấu lại càng mãnh liệt, giống như muốn đấu thêm với đường Tuấn một trận nữa vậy. Anh ta sinh ra đã sở hữu sức lực kinh khủng, sau này được vẩy ngược thu nạp, nhục thân của anh ta lại càng khoa trương hơn. Anh ta tự nhận mình là thế hệ có lực lượng nhục thân có một không hai, cho đến khi hậu thiên đạo thế xuất thế. Nhìn phản ứng của ba người họ, đường Tuấn than nhẹ một tiếng. Anh vùng trường kiếm lên, khiến nó cắm ngay ngắn trước mặt bọn họ thôi, hôm nay tôi sẽ không giết người. Nhưng không phải là tôi không dám giết mấy người, mà là đã đọc qua cống hiến của vảy ngược trong những năm qua mà thôi. Tốt nhất mấy người nên tự lo liệu cho bản thân mình đi, còn Yến Đình Khôi đã có tôi bảo vệ rồi. Nói xong, đường Tuấn lạnh nhạt dẫn Yến Đình Khôi rời khỏi khu đất hoang này, biến mất trong màn đêm. Làm sao bây giờ, Thành Kha trầm giọng nói. Audio điện tử võ tấn bền. chương 796 đây là nhận thức chung của tất cả người luyện võ. Đường tiên sư, tôi ở vu môn có nghe người ta nói đến tổ chức phải ngược này, bọn họ chuyên xử lý những chuyện cơ mật của giới võ đạo này, cũng đại biểu cho thái độ của quốc gia với những người luyện võ. Vừa rồi anh vừa làm hai người bị thương, lại phế đi một người, thật sự không có chuyện gì sao?" Yến Đình khôi lo lắng hỏi. Bây giờ cũng không phải là thời đại vũ khí lạnh như trăm ngàn năm trước kia, con người cũng không thể ỷ vào sức mạnh bản thân mà tung hoành mọi nơi được, hơn nữa hồi đó cũng có quy định không thể tùy tiện sử dụng võ thuật. Thời nay vũ khí nóng được phát minh ra, khoa học không ngừng phát triển, súng ngắn, súng ngắm, lựu đạn, đạn hạt nhân một người bình thường cầm một cây súng ngắn là có thể giết chết người luyện võ cấp nội kinh. Nếu là một tên bắn súng bắn tỉa chuyên nghiệp được cấp thêm bộ ống ngắm thì còn có thể giết được cả người luyện võ cảnh giới chân khí. Mà những thứ vũ khí như lựu đạn, đạn hạt nhân này đến cả cao thủ cảnh giới thần hải cũng phải đầu hàng. Vu môn có đến vài chục cao thủ cảnh giới thần hải bảo vệ, nếu bàn về thực lực thì tìm trong cả giới luyện võ cũng không tìm được đối thủ cạnh tranh. Nhưng đến cuối cùng, một vu môn cường đại như thế nhưng lại quá mức càn dỡ chỉ cần người bên ngoài thao túng một chút đã rối loạn, đến cuối cùng mới trở thành đối tượng của vảy ngược. Trong xã hội này, địa vị của người luyện võ càng ngày càng không còn nhiều ý nghĩa, cho nên có rất nhiều gia tộc luyện võ quyết định ở ẩn. Cũng chính vì thế mà phần lớn mọi người bình thường đều không biết đến sự tồn tại của những người luyện võ và thuật pháp. Sự hưng thịnh của võ thuật trong quá khứ giờ đã tan thành mây khói, vừa quay đầu đã biến mất không còn. Đây là nhận thức chung của tất cả người luyện võ. Đường Tuấn bỗng nhiên cười nói, vậy ý của cậu là, tôi phải giao cậu cho bọn họ sao? Yến Đình Khôi khẽ giật mình, coi như cậu ta không có quan hệ gì với vảy ngược nhưng cũng biết một khi rơi vào tay bọn họ thì kết cục nhất định sẽ rất thê thảm. Nhẹ có thể bị khống chế, ép buộc khai ra những gì mình được học, nặng thì có thể bị phế tu vi, hay thậm chí là mất mạng. Nghĩ tới những thứ này, cơ thể khô gầy của cậu ta không khỏi run lên bần bật. Ánh mắt thì lộ ra sự sợ hãi. Đường Tuấn thấy thế không khỏi cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm minh mông, nhếch miệng tạo ra một đường cong, nói: "Yên tâm đi. Đây chỉ là việc nhỏ, bọn họ không dám đối phó với tôi đâu." "Anh biết rõ tiềm lực và uy hiếp của mình, nếu chỉ là cao thủ luyện võ bình thường, hoặc là người luyện võ đến cảnh giới Thần Hải thì chỉ sợ sẽ phải cúi đầu trước ba người Minh Thanh kia. Nhưng Đường Tuấn là Hậu Thiên Đạo Thể, có tuyệt thế chi tư. Phải ngược cũng biết được năng lực của anh." cho nên chỉ cần Đường Tuấn không làm ra chuyện gì quá mức thì vảy ngược sẽ chỉ lôi kéo mà không lựa chọn đối phó với anh. Bọn họ không muốn có một đối thủ bất khả chiến bại trong tương lai. Nếu như vảy ngược có những hành vi ngang nhiên thì có lẽ toàn bộ giới võ thuật đã đứng lên phản kháng hết rồi, tổ chức của bọn họ cũng sẽ không tồn tại đến tận bây giờ. Không nghĩ tới chủ nhân của cậu ta lại là hậu thiên đạo thể. Có lẽ đi theo đường tuần cũng không phải là chuyện gì xấu. Yến Đình khôi lộ vẻ kinh ngạc lúc này cậu ta mới nghĩ lại mấy lời Minh Thanh đã nói, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn khi gặp được Đường Tuấn. chương 797, có ký hay không? Hợp đồng ký với nhà họ Thành có lợi nhuận là 12% những bên lông Đức chỉ có 8%, đồng thời hợp tác vẫn lấy bên nhà họ Thành làm chủ. Điều này đối với nhà họ Thành là chuyện vui ngoài ý muốn, nhưng Long Đức lại có chút khó chịu. Lúc Trang Long sinh nhìn thấy bản hợp đồng đã từng hỏi Ninh Đình Trung vì sao, Kết quả Ninh Đình Trung cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu, có ký hay không? Làm cho hai cha con Trang Long sinh tức giận đến mức đầu bốc khói, nhưng cuối cùng bọn họ cũng chấp nhận ký vào hợp đồng. Mặc dù chỉ có 8% lợi nhuận nhưng dù sao vẫn được đi theo ôm đùi tập đoàn Thiên Thanh. Máy bay hạ cánh ở sân bay Lai Châu, Đường Tuấn dẫn đầu đám người bước xuống máy bay, còn Ninh Đình Trung phải vội vàng trở về công ty xử lý công việc nên đã về cùng U Dương Hồng Phượng trước rồi đầu tiên về nhà họ trình một chút lâu rồi tôi không gặp thầy mình nhà của nhà họ trình ở lai châu nếu đường tuấn đã tới đương nhiên phải đến thăm một chút trình vân thiên là con gái cả của nhà họ trình có thể nói lai châu này chính là địa bàn của cô ta chỉ cần một cuộc điện thoại mười mấy phút sau ba người họ đã ngồi trong chiếc mercedes hướng về nhà họ trình tài xế là một thanh niên có ngũ quan hơi âm trầm nhu hòa tên là hứa linh hiểu trông như một người bất cần đời theo Trình Vân Thiên nói thì Hứa Linh Hiểu là bạn lớn lên từ nhỏ cùng cô ta. Hứa Linh Hiểu này đến từ nhà họ Hứa ở Lai Châu, nhà họ Hứa là một trong những đại gia tộc ở Lai Châu, mặc dù không phải là gia tộc dạy võ thuật nhưng khí thế cũng không hề nhỏ. "Chị Trình, sao lần này chị đi lâu như vậy mới trở về? Bọn tôi đều rất nhớ chị." Hứa Linh Hiểu nhìn Trình Vân Thiên trên ghế lái phụ, cười hì hì nói nếu so về tuổi tác thì trình vân thiên lớn hơn cậu ra một hai tháng nhưng nhìn cách cậu ta gọi chị kia rất tự nhiên không có bất kỳ sự xấu hổ nào có lẽ trong mắt người bình thường nhà họ trình cũng không được nổi danh cho lắm nhưng hứa linh hiểu lại biết năng lực thực sự của nhà họ trình kinh khủng đến mức nào đến cả người lớn nhà cậu ta cũng phải đến nhà họ trình hỏi thăm ông cụ trình vào những ngày lễ tết hơn nữa giá trị vũ lực của trình vân thiên cũng không tầm thường bình thường giúp cho bọn họ không ít việc cho nên cô trở thành thủ lĩnh thế hệ trẻ tuổi ở Lai Châu là chuyện đương nhiên. Hầu hết các công tử thế hệ hai khi nhìn thấy cô ta đều cung kính chào một tiếng "chị Trình". Trình Vân Thiên cười mắng, "Đừng ba hoa, đến cậu tôi còn không hiểu rõ hay sao? Nếu không phải cậu đi gây tai họa cho con gái nhà ai thì cũng muốn nhờ tôi nói giúp cậu trước mặt cha cậu đúng không?" Hứa Linh Hiểu nghe vậy thì bất đắc dĩ, vội vàng giải thích nói, "Chị Trình, lần này không có chuyện gì cả." Cậu ta lặng lẽ nhìn đường Tuấn và Yến Đình Khôi đang ngồi sau xe qua kính chiếu hậu, trong mắt lộ ra chút không hiểu. Tên này là ai vậy? Chẳng lẽ là bạn trai của chị Trình? Hứa Linh Hiểu khẽ cao mày một cái, nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ này. Chị Trình có thân thủ tốt như vậy, đến người người đàn ông cao to cũng không phải đối thủ của chị. Tên này nhìn qua yếu ớt gầy gò như vậy, làm sao áp chế được cô gái thô bạo này chứ? Bị chị Trình đè còn tạm được có lẽ đây chỉ là bạn bè bình thường thôi, dẫn anh ta đến đây cũng chỉ để anh ta mở mang hiểu biết. chương 798, ông nội bị cảm sao? Hứa Linh hiểu trùng hợp đối mặt với Đường Tuấn, trực tiếp bị anh dọa đến trong lòng giật mình, tay cầm lái cũng run lên. Vừa rồi cậu ta hoa mắt sao? Vừa rồi trong mắt tên kia xuất hiện tia điện, mặc dù lấy lại bình tĩnh rất nhanh nhưng trong lòng hứa Linh Hiểu cũng lẳng lặng nổi lên kinh hãi. Cậu còn biết chuyện gì nữa không? Trình Vân Thiên hỏi: "Tôi còn nghe nói ông nội chị đang bị ốm, lâu rồi không thấy ông ra khỏi cửa. Còn về những chuyện khác tôi cũng không rõ ràng cho lắm. Khoảng thời gian này, nhà họ Trình đều đóng cửa không tiếp khách cho nên có rất ít thông tin lọt ra ngoài." Trong lòng Hứa Linh Hiểu vẫn còn sợ hãi nói: "Ông nội bị cảm sao?" Mày Trình Vân Thiên nhíu lại, không có cách nào tin được. Tu vi của Trình Tuấn Vũ sớm đã đạt đến đỉnh phong của cảnh giới chân khí, nóng lạnh không thể xâm phạm được những thứ tà ma không nhiễm, vậy mà bây giờ lại mắc một căn bệnh cảm còn con này. Chỉ sợ tin hư cửu huyền chết đã về đến nhà họ hư cho nên nhà họ hư muốn nhân cơ hội này giận chó đánh mèo đen nhà họ trình. Sắc mặt đường tuấn lạnh lùng, trong mắt lóe lên sát khí. Nếu thầy anh xảy ra chuyện gì, người nhà họ hư nhất định phải chôn cùng. Xe rất nhanh đã dừng ở một tòa nhà cấu trúc cũ có ngói đen tưởng đỏ, trước cửa chính là hai con sư tử đá đứng sừng sững, trên cổng còn treo một bảng hiệu, trên đó để nhà họ trình. Nhìn kiến trúc cổ kính mà hùng vĩ này cũng có thể thấy nhà họ trình có uy lực đến cơ nào. Đây là lần đầu tiên đường Tuấn đến nhà họ trình, trước đó gặp ông cụ trình là ở chi nhánh nhà họ trình ở thành phố Vinh. Bảo vệ ở cổng thấy mấy người xuống xe liền nhanh chóng cũng kính hô, cô chủ, cậu chủ hứa. Ông nội của tôi đâu? Trình Vân Thiên trực tiếp hỏi. Ông cụ đang ở trong nhà, người nhà họ hư cũng vậy. Bảo vệ vội vàng nói, giọng nói có chút khẽ run trình vân thiên nghe xong cũng không dừng lại mà trực tiếp đi đến sau nhà họ trình mấy người đường tuấn theo sát phía sau mà từ nơi xa đã nghe được âm thanh truyền tới trình tuấn vũ ông đúng là có một học trò ngoan có được hậu thiên đạo thể làm học trò chắc hẳn ông nằm mơ cũng phải cười tỉnh đi đáng tiếc tên học trò khó lường của ông lại mang về cho nhà họ trình các ông mối họa diệt môn nói đến hậu thiên đạo thể của cậu ta đến tôi cũng cũng phải giật mình. Tôi ở nhà họ trình chờ đợi nhiều ngày như thế, suýt chút nữa đã đánh chết được ông cụ như ông, vậy mà cậu ta vẫn không xuất hiện. Tôi thấy không nên gọi là hậu thiên đạo thể, mà nên gọi là nhất sợ đạo thể. Hư thiên quang, từ trước đến nay nhà họ trình chúng tôi và nhà họ hư các ông đều nước sông không phạm nước giếng. Rốt cuộc ông muốn làm cái gì vậy? Giọng nói của ông cụ trình vang lên, chỉ là nhiều thêm một phần suy yếu, giống như bị thương vậy. Hừ, hỏi tôi muốn làm gì? Tên học trò của ông giết chết em trai tôi, ông nói xem tôi muốn làm cái gì. Bây giờ tôi hận không thể tiêu diệt cả nhà họ trình. Nhưng như vậy lại dễ dàng cho mấy người quá. Tôi muốn tên học trò kia của ông tận mắt chứng kiến từng người nhà họ trình chết đi, còn muốn cậu ta quỷ gối trước mộ của em trai tôi nữa. Người đang nói chính là anh trái của hư cửu hoàng, cùng là gia chủ của nhà họ hư ở Tây Ninh hiện tại, hư thiên quang chương 799, cậu là người giết em trai tôi. Chỉ dựa vào một mình cậu thôi sao? Trình Tuấn Vũ hử lạnh một tiếng, khinh thường nói. Hư Thiên Quang nói, hắc hắc, tuy hậu thiên đạo thể mạng đấy nhưng cũng không phải là vô địch. Chỉ cần không nhập vào thần hải thì trên thế giới này vẫn còn rất nhiều thứ có thể làm cậu ta trọng thương, thậm chí còn có thể giết chết cậu ta. Ai đang ở bên ngoài? Bỗng nhiên Hư Thiên Quang quát lớn một tiếng, ông ta cảm ứng được có một đạo khí đang đến gần, người này hình như vừa mới đột phá cao thủ của phá cảnh giỏi vậy. Mặc dù không đủ để uy hiếp đến ông ta nhưng ông ta vẫn cảm nhận được một cỗ khiêu khích. Một sóng âm kinh khủng nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía, các vách tưởng xung quanh cũng bị nó đánh vào tạo nên từng dấu vết sâu. Nếu là người bình thường đối mặt với cảnh này, sợ rằng sẽ trực tiếp bị tầng sóng âm này phá nát thức hải, hoặc trở thành người thực vật, hoặc chết ngay tại chỗ. Sắc mặt của Yến Đình Khôi và Trình Vân Thiên đều trở nên ngưng trọng một chiêu này không phải bọn họ có thể đỡ được. Hừ, đúng lúc này, đường Tuấn nhướng mày, hừ lạnh một tiếng. Trong không khí giống như xuất hiện một bức tường vô hình ngăn những sóng âm kia lại. Trong sân, những tán lá cây âm ầm rung động, sau đó một gốc cây bật dễ trồi lên mặt đất, trong nháy mắt trên thân cây, dễ cây chi trí những vết của chằng chịt. Có thể thấy hai người kia đấu sóng âm với nhau có uy lực đến cỡ nào. Bước chân mấy người đường Tuấn cũng không dừng lại, đi qua một cái hành lang cuối cùng cũng nhìn thấy hoàn cảnh nơi này. Bên trong viện, ông cụ trình ngã ngồi cạnh một tảng đá xanh trên sàn nhà, sắc mặt ông trắng bệnh như tờ giấy, hơi thở trên người cũng hời hợt, yếu ớt vô cùng. Quần áo luyện công trên người cũng bị cắt đứt nhiều chỗ, lờ mờ có thể thấy được vết máu, vết thương sâu đến mức có thể thấy được cả xương. Bên cạnh trình tuấn vũ có khoảng 7, 8 người, khí thế mỗi người đều vô cùng cường đại, tất cả đều là cái thủ cảnh giới chân khí mà trước mặt đám người này có hai người đàn ông đang chắp tay đứng đấy. Một người thoạt nhìn còn trẻ, chính là học trò của hư cửu huyền trước đây Đường Tuấn từng gặp qua, Vương Khải Niệm. Bên cạnh anh ta là người đàn ông tầm 50 tuổi, mặc một bộ quần áo luyện công màu trắng, trên mặt lại mang nhiều tang thương còn có mấy phần giống với hư cửu huyền bị Đường Tuấn giết, đây chắc hẳn là gia chủ nhà họ hư, hư thiên quang. Trong tay Vương Khải Niệm cầm một cây chủy thủ, mà bên trên nó vẫn còn dính máu vừa rồi chính là vương khải niệm làm Trình Tuấn Vũ bị thương. Ông nội, Trình Vân Thiên nghẹn ngào hô lên. Còn đường Tuấn bên cạnh đã nổi lên sát ý mãnh liệt. Tu vi của Yến Đình Khôi vẫn còn tạm cho nên vẫn có thể chịu được sát khí xung quanh. Nhưng hứa linh hiểu lại không giống thế. Cả người cậu ta như một cái thuyền nhỏ chơi vơi gửi cơn bão, lung lay sắp đổ, sắc mặt lúc này đã tái nhợt rồi. May mắn sát ý của đường Tuấn không nhằm vào cậu ta, nếu không cũng không phải chỉ đơn giản như sắc mặt trắng bệch như vậy. Đường Tuấn, Vương Khải Niệm nhìn một chút đã nhận ra anh, hai chữ này cơ hồ là nghiến răng thành lời. Lúc trước Đường Tuấn làm cậu ta mất hết mặt mũi trước người nhà họ Thẩm, sau này lại giết chết thầy hư cửu huyền của anh ta, làm anh ta mất đi chỗ dựa. Thù hận như vậy làm sao có thể rửa sạch được. "Cậu là Đường Tuấn?" hư thiên quang thản nhiên nói, "Cậu là người giết em trai tôi." chương 800, muốn tôi ra tay hay hai người tự sát. Đường Tuấn, không được, Trình Tuấn vũ hô lên. Tự phế tu vi, đây chẳng khác nào tạo cơ hội cho người khác tùy ta định đoạt, mặc chém mặc giết hay sao. Đến lúc đó người nhà họ hư muốn chém giết muốn tóc thịt đường Tuấn cũng không có cách nào phản kháng được. Đường Tuấn, tốt nhất cậu nên biết điều một chút. Cậu cảm thấy cái cơ thể yếu ớt L của lão già kia còn chịu được mấy đau nữa. Phương Khải Niệm đưa ánh mắt oán độc nhìn thẳng vào đường Tuấn, Khẽ của Thanh trùy thủ trong tay. Đạo thể cũng chưa chắc đã là vô địch. Lần này tôi dẫn theo 8 vị cao thủ. Lại thêm tôi. Tất cả là 9 người cao thủ. Mấy người bọn tôi đến cả cảnh giới thần hải cũng có thể chém giết. Tốt nhất cậu nên suy nghĩ cho kỹ. hư Thiên Quang nói. Mấy người đều phải chết. Mấy chữ này đều được đè nén trong cổ họng Đường Tuấn phát ra. Ngay âm tiết đầu tiên được truyền ra. Đường Tuấn liền bắt đầu ra tay. Một sóng âm xuất hiện ơi Đường Tuấn đang đứng trong nháy mắt anh đã phá xong bức tường sóng âm. Không ổn, trong đầu hư thiên quang bỗng hiện lên suy nghĩ này. Thân hình của đường Tuấn vừa nhanh nhẹn lại vừa quỷ dị, nháy mắt đã xuyên qua giữa hai người vương khải niệm và hư thiên quang, đi đến bên cạnh trình Tuấn Vũ. Đường Tuấn vùng tay lên tung ra một quyền, sau đó một người đã đến trung kỳ của cảnh giới chân khí bị anh đánh nát đầu. Đã ra tay rồi thì đừng có ngừng lại. Bông bông bông. Đường Tuấn đánh ra liên tục tám quyền, cũng tương ứng với tám vị cao thủ cảnh giới chân khí, trong đó còn có cả hai vị hậu kỳ cảnh giới chân khí bị đánh nát đầu mà chết. tám vũng máu xuất hiện giống như đóa hoa nở rộ, không ổn rồi. lúc này hư thiên quang mới bật thốt lên mấy chữ này. nhìn lại, đường tuấn vẫn ôm trình tuấn vũ đứng ở đó không hề động đậy nhưng lại có thể giết hết mấy người cái thủ bọn họ mời tới. giao trình tuấn vũ cho trình vân thiên, đường tuấn lạnh lùng nhìn hai người hư thiên quang và vương khải niệm. Muốn tôi ra tay hay hai người tự sát?" Đường Tuấn lạnh nhạt nói. "Đáng chết, làm sao anh ta lại mạnh như vậy?" Vương Khải Niệm nhìn máu chảy lênh láng kia làm răng cũng rung cầm cập, đứng cũng không vững. Hứa Linh Hiểu thì sững sờ, giống như gặp quỷ, trong mắt cậu ta, Đường Tuấn không thể thoát khỏi sự vây công của mấy người kia, sẽ bị bọn họ đánh cho tan nát hoặc biến thành cái xác không đầu. Trình độ này sao có thể là tên yếu đuối được, đây chính là hung thần làm sao chị Trình có thể đè được chứ? Trong đầu hứa Linh Hiểu hiện ra những suy nghĩ lung tung. Còn hư thiên quang thì hai con mắt đã đỏ bừng, hiện lên từng tia máu. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 800.